Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 176. Vài trăm thước đường kính kiếp vân lần thứ hai hình thành, bỗng nhiên đem một thanh âm vang lên triệt thiên địa lôi đình từ kiếp vân trung vang lên, ngay sau đó một đạo thô tráng 20-30 mễ, dài chừng mấy ngàn mét màu tím đen lôi đình chi long từ kiếp vân trung chui ra tới, thẳng đến phía dưới sông lên cự mãng. Ngao, răng rác, oanh, toàn bộ thiên địa đều ở tiếng sấm bên trong. Bị cự mãng phun ra hắc khí bao phủ nơi, nguyên bản hắc ám tại đây một khắc lôi đình lập lòe hạ chiếu sáng lên. Dương Nghị Vân cùng Hầu Đậu Đậu, răng hàm bạch hơn nữa Xuyên Sơn Hiếu đang ở một bên quan khán tới rồi hai đầu thân hình thật lớn quái vật khổng lồ chạm vào nhau ở cùng nhau. Giống, lôi đình vạn quân nói chính là bực này tình huống. Tiểu sư tỷ này nhất chiêu tuy rằng là thần thông, nhưng lại là vô cùng rất sống động, một cái lôi đình chi long phát ra long uy với mãng xà đối kháng, từ khí thế thượng cảm giác lôi đình chi long còn muốn áp quá cự mãng một đầu. Này nhất chiêu năm đó gặp qua, đoạn làm lão tổ ở tiểu sư tỷ này nhất chiêu dưới cũng từng có tránh lui. Xác thật không biết này cự mãng sẽ như thế nào. Sư đệ cự mãng muốn bại, chúng ta chuẩn bị phụ một chút, đưa nó đoạn đường giờ phút này răng hàm bạch mở miệng nói. Dương Nghị Vân mở miệng. Bạch Nha sư huynh dùng cái gì thấy được? Long loại là thế gian trùng loại chi tổ tôn sư, mãng xà tuy rằng cường, nhưng gặp phải tím hà sư tỷ lôi đình chi long, trời sinh ưu thế liền không có, ta thấy được mãng xà trong mắt sợ hãi, đây là long đối mãng trời sinh áp chế, cho nên tiểu sư tỷ mới ra tay xử lý. Giang Hàm Bạch phân tích nói. Nghe Giang Hàm Bạch như vậy vừa nói, Dương Nghị Vân cảm giác thật đúng là đạo lý này. Quả nhiên Giang Hàm Bạch nói thực mau phải tới rồi xác minh. Ngay sau đó, lôi đình linh tinh bạo kích mãng xà, đã bay lên không nửa ngày tế mãng xà bị tiểu sư tỷ màu tím đen lôi đình chi long đánh trúng, kêu thảm thiết chung bỗng nhiên tin tức đi xuống. Răng rắc. Ngay sau đó lại là vô số đạo lôi đình tia chớp theo sát sau đó đánh rớt đi xuống. Lần này xem như bổ dao nhỏ, hơn nữa ở ngay lúc này đầy trời độc khí hắc trướng cũng ở lôi đình dưới tiêu tán. Ầm vang. Cự mãng rơi xuống trên mặt đất, làm đại địa run rẩy. Theo sát ở phía sau từng đạo lôi đình bổ vào cự mãng trên người, làm cư nhiên tại hạ lộn mèo đằng kêu thảm thiết. Lúc này Giang Hàm Bạch xuất kích. Chỉ thấy Giang Hàm Bạch sáu điều cánh tay bộc phát ra chói mắt vô cùng quang mang, ngay sau đó sáu điều cánh tay đồng thời huy động, lại là ở ngay lập tức chi gian phát ra lục đạo bạch quang lưỡi dao lấy mắt thường nhìn không tới tốc độ từ trên cao rơi đi, trốn vào cự mãng cây số trường thân hình. Ngay sau đó cự mãng than khóc một tiếng, lại là ở cũng không có động tĩnh. Dương Nghị Vân thấy được rõ ràng, ở Giang Hàm Bạch động thủ lúc sau, cự mãng thân hình đã bị tấc tấc chặt đứt. Lúc này Dương Nghị Vân cũng là trong lòng hít hà một hơi, cự mãng thân thể cường độ không thể nghi ngờ, nhưng ở Giang Hàm Bạch lưỡi dao dưới, giống như thiết đậu hủ giống nhau, không hề áp lực. Cái này Bạch Nha sư huynh cũng là cái cao thủ a, Dương Nghị Vân trong lòng cảm thán một tiếng. Rồi sau đó lại thấy phía chân trời phía trên kiếp vân tan đi, lộ ra tiểu sư tỷ thân ảnh. Chỉ màu tím quang mang chợt lóe nàng trực tiếp dừng ở cự mãng trên đầu, vung tay lên một đạo tia chớp hiện lên, ngay sau đó cự mãng trên đầu cối xay đại màu gà đã bị tiểu sư tỷ cắt hiểu rõ xuống dưới. Chỉ nghe nàng cười nói, tiểu sư đệ xuống dưới xem lễ vật. Cơ tím hà tại hạ phương kêu to, Dương Nghị Vân có chút ngây người, thực rõ ràng tiểu sư tỷ theo như lời lễ vật chính là cự mãng đỉnh đầu màu gà. Đối này hắn có chút khó hiểu, bất quá nếu tiểu sư tỷ có thể nói như vậy. Vậy có nàng đạo lý, một cái trên người vọt đi xuống. Sư tỷ này, Dương Nghị Vân đi xuống sau hỏi nàng. Cơ tím hà cười cười nói, nhưng đừng coi khinh thứ này, nhưng phàm là hoang dã chi thú tuy rằng là không có hệ thống tu luyện, không có gì trí tuệ tồn tại, trong cơ thể thường thường không có nội đan chi vật, nhưng lại là thân thể vô cùng cường hãn tồn tại, thế gian vạn vật đều có quy luật tồn tại, trời cao nếu cho bực này hoang thú cường đại thân hình cùng lực lượng, vậy tất nhiên có độc đáo chỗ. Mà này đầu cự mãng một thân tinh hoa liền ở cái này màu gà trong vòng, người thả cảm thụ một chút có gì bất đồng. Cơ tím hà nói chuyện nhìn về phía Dương Nghị Vân có khảo giáo chi ý. Cối xay đại mãng xà màu gà thoạt nhìn đỏ đậm, cũng không có lân giáp, nhưng lại phi thường có khuynh hướng cảm xúc, như là một đoàn biến sắc đám mây thực bình thường. Dương Nghị Vân nghe được tiểu sư tỷ nói chuyện, cái này đảo cũng mang theo tò mò chi tâm, vận chuyển càn khôn chi mắt hướng về màu gà trong vòng nhìn lại. Ngay sau đó lại là phát hiện cái này mãng xà màu gà trong vòng quả nhiên có trời đất khác. Ở hắn càn khôn chi trước mắt thấy được thịt quan trong vòng xuất hiện một đoàn huyết sắc chất lỏng, xác thật ẩn chứa cực kỳ cường đại năng lượng,
bực này năng lượng thể lại là làm hắn đều kinh ngạc, tràn ngập hoang dã chi lực. Hơn nữa vô cùng thuần tịnh, đích xác Dương Nghị Vân đã biết cái này thứ tốt, hiện ra chất lỏng tâm thái năng lượng, tựa hồ nhìn như là linh dịch giống nhau. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động chỗ sâu trong một bàn tay đặt ở màu gà phía trên đi cảm thụ một chút, quanh một chút hắn phát hiện thịt quan trong vòng năng lượng một chút nổi lên nổ vang. Có một loại bàng bạc bùng nổ cảm giác, Dương Nghị Vân trong lòng cả kinh vội vàng thu tay lại. Đã có thể trong nháy mắt này hắn cũng cảm thấy màu gà trong vòng ẩn ẩn ra tới khắc văn, tuy rằng gần là một đạo khắc văn, nhưng lại có giống như đã từng quen biết cảm giác. Ngay sau đó hắn đột nhiên nhớ tới, bực này khắc văn vì cái gì sẽ có quen thuộc cảm, bởi vì nhớ tới bằng côn chứng thượng khắc văn giống như cũng là này một loại. Cái này Dương Nghị Vân biết này ngoạn ý tuyệt đối là thứ tốt, chính là một loại hóa lỏng năng lượng. Thu tay lại lúc sau, Dương Nghị Vân nhìn tiểu sư tỷ nói, sư tỷ ta cảm nhận được cái này màu gà trong vòng có một loại hóa lỏng năng lượng, vô cùng khổng lồ, phi thường tinh thuần. Cơ Tím Hà gật gật đầu cười nói, không tồi, còn tưởng rằng ngươi nhìn không ra tới, hi hi, đây là mãng xà một thân tinh hoa, nó sở hữu lực lượng khởi nguyên đều từ cái này màu gà trong vòng mở họp, đây là hoang dã chi lực. Chỉ là thuộc về này đó hoang dã cổ xưa sinh linh độc hữu, nhưng lại đối tu sĩ tới nói là thượng thừa tu luyện tài nguyên. Ngươi sắp đột phá tiên đế chi cảnh, thứ này lưu lại chờ đến đột phá hết sức sử dụng, có thể giúp ngươi giúp một tay, đột phá đế cảnh thời điểm thường thường yêu cầu cực kỳ khổng lồ thiên địa năng lượng, vừa lúc bực này hóa lỏng năng lượng có thể đền bù. Thế nào tiểu sư tỷ phần lễ vật này không tồi đi? Hi hi, kỳ thật còn có mãng xà thân hình cũng tất cả đều là bảo, máu dùng để luyện đan. Khung xương luyện khí, áo giáp ra nhưng chế tác tiên y, đều là thượng phẩm tài liệu. Nghe tiểu sư tỷ nói chuyện, Dương Nghị Vân lại là không ngừng gật đầu, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra này đó, cười nói, đa tạ sư tỷ, phần lễ vật này ta thực thích. Đích xác đối Dương Nghị Vân tới nói hắn yêu cầu này phân năng lượng, hiện tại là tiên vương đỉnh, tùy thời đều có khả năng đột phá đế cảnh giới, đến lúc đó đột phá cũng lại là yêu cầu thực khổng lồ năng lượng chống đỡ. Không nghĩ tới sư tỷ trở tay chi gian liền chấn áp này cự mãng, càng không nghĩ tới cự mãng màu gà trong vòng ẩn chứa như thế tinh thuần khổng lồ năng lượng. Thích liền hảo thu hồi đến đây đi Cơ Tím Hà cười cười nói. Dương Nghị Vân cũng không khách khí, phất tay chi gian liền đem màu gà cùng bị răng hàm bạch trảm số tròn đoạn khổng lồ mãng xà thi thể thu vào càn khôn hồ không gian. Mãng xà thân thể liền tính là chính hắn không cần, đến lúc đó bán đi cũng là một tuyệt bút tiền. Hắn hiện tại vân môn xây dựng yêu cầu tài lực chính là cái động không đáy, có bao nhiêu tài vật đều có thể điền đi vào. Chút nào không lãng phí. Nhưng mà làm Dương Nghị Vân không nghĩ tới chính là, nhưng hắn đem màu gà thu vào càn khôn hồ không gian một khắc, lại là cảm nhận được càn khôn hồ không gian nội một góc bằng côn trứng bỗng nhiên lóng lánh lên, ngay sau đó cùng côn bằng trứng cùng nhau bế quan tu luyện tuyết hương lại là từ tu luyện trạng thức tỉnh. Trực tiếp mở hai mắt nhìn về phía càn khôn hồ không gian phía chân trời. Hoặc là nói là nhìn về phía Dương Nghị Vân đi. Chỉnh càn khôn hồ cùng Dương Nghị Vân là nhất thể, tuyết hương hết thảy động tĩnh hoặc là nói càn khôn hồ không gian trong vòng sở hữu hết thảy động tĩnh Dương Nghị Vân đều là có thể phát hiện. Chỉ nghe được tuyết hương mở miệng, vân tử ta cảm nhận được tiểu bằng đối cái kia màu gà thực cảm thấy hứng thú, có thể hay không cho hắn. Dương Nghị Vân biết tuyết hương trong miệng tiểu bằng chỉ chính là côn bằng chứng, hắn nghe tuyết hương nói chuyện cũng là sửng sốt. Ngay sau đó gật đầu nói, có thể ngươi cho hắn. Giờ phút này hắn đột nhiên tâm linh thượng có ý tứ hiểu ra, hoặc là nói cảm nhận được vận mệnh chú định côn bằng chứng khả năng có động tĩnh gì. Vẫn luôn gần nhất côn bằng chứng ở càn khôn hồ không gian đều không có bất luận cái gì động tĩnh, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên liền có động tĩnh, này có phải hay không tỏ vẻ côn bằng muốn xuất thế. Tưởng tượng đến cái này Dương Nghị Vân chính mình trong lòng đều kích động lên. Nếu côn bằng xuất thế, kia với hắn mà nói liền sẽ là một cái thật lớn trợ lực, côn bằng kia chính là so với thần thú càng thêm điếu tạc thiên tồn tại. Dựa theo thần ma điểu cách nói, đó chính là vũ nội vạn thú chi vương. Một chút đến cái này Dương Nghị Vân liền kích động không thể chính mình. Chỉ cần côn bằng có thể xuất thế, đừng nói một cái màu gà, chính là 101.000 cái màu gà Dương Nghị Vân đều bỏ được nện xuống đi. Quả nhiên nhưng để ý chung vừa động đem cự mãng màu gà đưa đến côn bằng chứng trước thời điểm. Côn bằng chứng thượng chín điều khắc văn kim quang đại tác lên, ngay lập tức chi gian màu gà trong vòng khổng lồ thuần tịnh năng lượng cũng ngay sau đó bùng nổ mà ra, bắt đầu cuồn cuộn không ngừng tiến vào côn bằng chứng chung. Như thế dưới tình huống, tuyết hương cũng kích động nói, vân tử giống như, tiểu bằng giống như muốn xuất thế. Đối với tuyết hương tới nói,
Làm côn bằng xuất thế đây là nàng sứ mệnh, nhưng là dựa theo nguyên lai quỹ đạo, nàng toàn thân lực lượng sẽ bị côn bằng hấp thu sạch sẽ, đương có thiên nàng lực lượng hao hết chính là côn bằng xuất thế ngày, cũng sẽ là nàng hoàn toàn tiêu tán thế gian hết sức. Chính là từ nàng năm đó đi theo Dương Nghị Vân đi ra đáy hồ, mang theo côn bằng chứng cùng nhau bước vào thế gian lúc sau, vận mệnh của nàng đã bị thay đổi. Tuy rằng nàng chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là có một chút nàng lại rất rõ ràng, từ nàng đụng tới Dương Nghị Vân nào một ngày khởi, vận mệnh của nàng liền thay đổi, ít nhất côn bằng xuất thế nàng là sẽ không tiêu tán. Này hết thảy Tuyết Hương minh bạch đều là Dương Nghị Vân, là Dương Nghị Vân thay đổi vận mệnh của nàng quỹ đạo. Côn bằng xuất thế nàng là sẽ không tiêu tán. Điểm này hiện tại được đến chứng thực. Giờ phút này nàng rõ ràng cảm nhận được côn bằng ở hấp thu Dương Nghị Vân đưa tới màu gà chi lực, hơn nữa ẩn ẩn có muốn xuất thế ý động. Đây là một loại cảm giác, nhưng lại rất rõ ràng. Nàng không biết đương côn bằng hấp thu màu gà chi lực sau, có thể hay không xuất thế, nhưng ít nhất đã có một cái hảo đến bắt đầu, ít nhất nàng không cần đem tự thân lực lượng ở đi hiến cho côn bằng chứng. Dương Nghị Vân nghe Tuyết Hương nói chuyện, nhìn côn bằng chứng động tĩnh, nhưng cũng biết đây là cái tốt bắt đầu, nhìn thoáng qua côn bằng chứng, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn còn tiêu hóa không được màu gà lực lượng. Đương nhiên cũng không xác định toàn bộ màu gà toàn bộ bị hấp thu lúc sau, côn bằng chứng có thể hay không xuất thế, nhưng tâm lý vô cùng cao hứng, đây là cái tốt bắt đầu, ít nhất với hắn mà nói, Tuyết Hương mệnh là bảo vệ. Hắn là sẽ không cho phép Tuyết Hương hiến tế cấp côn bằng chứng, nhà đầu này tuy rằng là yêu tộc, nhưng lại thiên tính đơn thuần, hơn nữa vì nàng có thể đánh bạc mệnh đi, vô luận như thế nào đều sẽ không làm Tuyết Hương xảy ra chuyện. Vẫn luôn đang bế quan tu luyện Tuyết Hương, hôm nay nhân côn bằng chứng dị động mà thức tỉnh, Dương Nghị Vân nhìn đến nàng đã là tiên vương hậu kỳ tu vi, đây là rất lớn tiến bộ. Kỳ thật nàng thiên phú phi thường không tồi, có lẽ đương côn bằng chứng xuất thế lúc sau, Tuyết Hương là có thể buông trong lòng gánh nặng, hoặc là nói là sứ mệnh tay nải, đến lúc đó nàng tu vi sẽ bùng nổ tăng trưởng. Giờ phút này Dương Nghị Vân nhắm mắt đứng ở tại chỗ, tiểu sư tỷ kêu gọi nói, sư đệ đừng thất thần, chúng ta trước rời đi nơi này lại nói, chung quy là mất đi núi non, vạn nhất ở xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ đã có thể không hảo. Dương Nghị Vân lúc này ý niệm ở chú ý càn khôn hồ, nhưng cũng nghe được tiểu sư tỷ nói chuyện, đối với Tuyết Hương nói, Tuyết Hương ngươi chặt chẽ chú ý côn bằng chứng, có cái gì di động tùy thời liên hệ ta, chúng ta hiện tại ở một chỗ hiểm địa, muốn trước rời đi. Hảo. Ngươi cẩn thận, bên này yên tâm giao cho ta đi, tiểu bằng đánh giá còn cần một đoạn thời gian, có việc ta sẽ thông chi ngươi. Tuyết Hương trả lời. Dương Nghị Vân điểm lúc sau, rời khỏi ý thức. Lúc sau cùng tiểu sư tỷ mấy người phi thăng dựng lên, rời đi cái này đã sụp đổ sơn cốc, phản hồi Bạch Giao Thành. Lần này Xuyên Sơn Hiếu cung cấp Điêu Nhi tin tức, với hắn mà nói, cũng là nhất đẳng nhất đại sự, muốn đi Bạch Giao Thành tìm kiếm Điêu Nhi, chỉ mong Bạch Giao Long Vương bắt lấy không phải Điêu Nhi người đi. Nếu không hắn thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ, rốt cuộc Bạch Giao Long Vương là dị vực giới năm đại đầu sỏ chi nhất, là chân chính siêu cấp cường giả tồn tại. Quay trở lại lộ như cũ là đầu đen kiến tộc thông đạo, thực mau bọn họ đến Bạch Giao Thành. Lần này đi ra ngoài cũng coi như là thu hoạch thật lớn. Đối Dương Nghị Vân xem ra nói, hắn tìm được rồi hầu đậu đậu, càng là được đến sư tỷ lễ vật, phần lễ vật này lại là làm côn bằng chứng có động tĩnh, đây mới là thật lớn thu hoạch. Đương nhiên rốt của côn bằng chứng hấp thu mãng xà màu gà lúc sau có thể hay không phá kén mà ra, cái này vẫn là cái không biết bao nhiêu, bất quá có thể có động tĩnh, không hề nghi ngờ là cái thực tốt bắt đầu. Ít nhất cho hắn biết, hoang dã hung thú lực lượng là có thể trợ giúp côn bằng chứng. Điểm này tương đương là tìm được rồi một cái trợ giúp côn bằng chứng xuất thế con đường. Nếu lần này không được, chỉ cần là côn bằng chứng có yêu cầu, kia hắn liền ở đi săn giết hoang dã hung thú cấp côn bằng chứng nâng lên. Làm côn bằng chứng sớm một chút phu hóa ra tới. Còn có một chút là lần này thu phục Xuyên Sơn Hiếu, lại nói tiếp thứ này địa vị cũng đại dọa người. Dị vực giới năm đại đầu sỏ tử kim giáp hoàng tư sinh tử, tuy rằng là tư sinh tử, nhưng lại như cũ là tử kim giáp hoàng chi tử, cái này thân phận ở dị vực giới tuyệt đối không nhỏ. Liên tính là đặt ở toàn bộ tiên giới cũng là cái nhị đại. Bởi vì tử kim giáp hoàng chính là có thể so với tiên giới nhân tộc tam đại chúa tể cấp bậc tồn tại. Hơn nữa dựa theo Giang Hàm Bạch nói, tử kim giáp hoàng là dị vực giới năm đại đầu sỏ chung duy nhất một cái xưng hoàng đầu sỏ. Mặt khác tứ đại đầu sỏ danh hiệu đều là vương, chỉ có tử kim giáp hoàng chính là hoàng giả được xưng. Càng là năm đại đầu sỏ chung nghe đồn thực lực mạnh nhất một cái.
Dương Nghị Vân hiện tại lại là đem Tử Kim Giáp Hoàng Tư Sinh Tử thủ hạ làm người hầu, kỳ thật hắn cũng không biết đây là phúc là họa. Nhưng là nếu sự tình đã làm, vậy làm, hắn cũng không hối hận. Quản ngươi là gì đó Hoàng A Đế, anh em sư phụ càng nhiêu ích. Không nghe tiểu sư tỷ nói sao, rất nhiều năm trước chết lão nhân đi tìm dị vực giới tứ đại đầu sỏ từng đánh nhau, lại còn có đánh thắng, kia nói cách khác chết lão nhân càng nhiêu ích, so với Tử Kim Giáp Hoàng càng cường. Hiện tại sao? Nhưng thật ra tạm thời không cần lo lắng, bởi vì Xuyên Sơn Hiếu nói Tử Kim Giáp Hoàng rời đi dị vực giới đi cái gì thiên cơ che giấu nơi, nói như vậy nói, Tử Kim Giáp Hoàng rời đi dị vực giới vô cùng có khả năng cũng là cùng chết lão nhân có quan hệ. Bởi vì ở tiên giới tới nói, lần trước nhị sư huynh liền nói quá, lão nhân mang theo tiên giới nhất bang đứng đầu cường giả tất cả đều đi cái gì thiên cơ che giấu nơi, nói là vì đánh vỡ cái gì quy tắc, phải cho tiên giới cùng hạ giới vạn vật tu luyện sinh linh tìm một cái đại đạo đi. Như thế yêu tộc cũng nên không ngoại lệ, tự nhiên muốn ra một phần lực. Cho nên Tử Kim Giáp Hoàng rời đi khả năng cùng lão nhân có quan hệ. Hơn nữa Dương Nghị Vân đánh giá không riêng gì Tử Kim Giáp Hoàng mặt khác mấy cái đầu sỏ cũng đi thiên cơ che giấu nơi, lần này đi tìm Bạch Giao Long Vương vô cùng có khả năng cũng không hề. Hiện tại Dương Nghị Vân có hai cái lo lắng, đệ nhất sốt cuộc Xuyên Sơn Hiếu nói có phải hay không Điêu Nhi. Nếu là Điêu Nhi, Bạch Giao Long Vương nếu là đi thiên cơ che giấu nơi có thể hay không cũng đem Điêu Nhi mang đi. Tiến vào Bạch Giao Thành lúc sau, Dương Nghị Vân hỏi Xuyên Sơn Hiếu đạo. Người cái kia anh em kết bái huynh đệ như thế nào liên hệ? Xuyên Sơn Hiếu minh bạch Dương Nghị Vân ý tứ, liền nói, hắn ở thành chủ phủ làm việc, ta hiện tại liền đi liên hệ hắn, tin tưởng hắn hội kiến ta. Hảo, chúng ta đi đầu đen kiến tử lầu, người mang đến tiến đến, có một số việc ta năm đó hỏi. Dương Nghị Vân dặn dò. Không thành vấn đề, ta hiện tại liền đi. Xuyên Sơn Hiếu rời đi sau. Dương Nghị Vân cùng tiểu sư tỷ tím Hà đi theo Giang Hàm Bạch lại về tới tử lầu, vẫn là ở Giang Hàm Bạch cái kia phòng. Đối với Điêu Nhi vấn đề, Dương Nghị Vân tự nhiên là yêu cầu tự mình hỏi đến mới yên tâm. Hắn trong lòng hy vọng là Điêu Nhi, lại không hy vọng là Điêu Nhi. Hy vọng là bởi vì có tin tức, không hy vọng là bởi vì Bạch Giao Long Vương trung quy là cường giả, tưởng từ Bạch Giao Long Vương trên tay đem Điêu Nhi phải về tới, sợ là không dễ dàng. Bất quá trung quy Dương Nghị Vân hy vọng Xuyên Sơn Hiếu theo như lời chính là Điêu Nhi. Với hắn mà nói dài dòng chờ đợi bắt đầu rồi. Nội tâm không khỏi có chút bực bội, ngược lại là quên hỏi Xuyên Sơn Hiếu trong miệng cái kia cái gì anh em kết bái huynh đệ là cái gì yêu tộc. Được không đối phó, thậm chí còn có chịu không chém giết. Vì Điêu Nhi Dương Nghị Vân trong lòng làm tốt rất nhiều tính toán, cho dù là vì thế đối thượng Bạch Giao Long Vương cũng ở cho nên không tiếc. Hắn cấp Xuyên Sơn Hiếu mệnh lệnh là mang theo người tới gặp hắn, hắn muốn đích thân hiểu biết tình huống. Nếu đối phương phối hợp đảo cũng thế, nếu không phối hợp hắn sẽ đánh siêu hồn. Một canh giờ sau, Giang Hàm Bạch thuộc hạ thông báo Xuyên Sơn Hiếu tới, hơn nữa mang theo một cái khác yêu đế. Giang Hàm Bạch trực tiếp làm thủ hạ đầu đen kiến quản sự mang theo bọn họ tiến vào phòng. Giờ phút này Xuyên Sơn Hiếu bên người chính là cái tráng hán, sinh lần đầu một đôi cong giác. Hắn tiến vào sau trực tiếp đối với Dương Nghị Vân cung kính hành lễ nói, chủ nhân đây là ta kết bái huynh đệ Bạch Dương yêu đế. Dương Nghị Vân trong mắt cái này Bạch Dương yêu đế chính là cái Sơn Dương yêu tu, đồng dạng là cái yêu đế đỉnh, nhìn rất chắc nịch, sắc mặt cũng là tương đối ôn hòa cái loại này. Chẳng qua hắn quan sát đến, đương Xuyên Sơn Hiếu xưng hô chính mình vi chủ nhân thời điểm, cái này Bạch Dương yêu đế sắc mặt biến đổi, lại là tràn ngập khiếp sợ. Cũng đồng thời đánh gãy Xuyên Sơn Hiếu nói chuyện trầm giọng nói, huynh đệ ngươi là chuyện như thế nào? Như thế nào xưng hô một nhân tộc là chủ, hơn nữa vẫn là một cái tiên vương, truyền ra đi chẳng phải là bị người cười đến rụng răng. Hiển nhiên Xuyên Sơn Hiếu không có đem chuyện của hắn nói ra đi, điểm này Dương Nghị Vân thực vừa lòng. Cái này Bạch Dương yêu đế hoàn toàn không biết tình, cũng không biết Xuyên Sơn Hiếu là như thế nào cùng hắn nói. Bất quá này đó đều không quan trọng. Trọng điểm là đem Bạch Dương yêu đế mang đến, này liền cũng đủ. Đích xác Bạch Dương yêu đế giờ phút này trong lòng tràn ngập khiếp sợ, hắn cùng con tê tê là anh em kết bái huynh đệ, thậm chí là tình nghĩa vào sinh ra tử. Hôm nay con tê tê tìm được hắn thời điểm, nói là có cái bằng hữu muốn hiểu biết một chút về Bạch Giao Long Vương bắt được tầm bảo thần trồn tình huống. Nếu nói đổi một người hắn sẽ trở mặt, nhưng con tê tê là hắn kết bái huynh đệ, cho dù là có tổn hại Bạch Giao Long Vương việc, chỉ cần không quá phận hắn đều có thể hỗ trợ. Về chuyện này, kỳ thật cũng không phải cái gì đại bí mật,
cho nên Bạch Dương yêu đế không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng đi theo tới, lại là không nghĩ tới con TT vừa tiến đến cư nhiên đối với một nhân tộc tiên vương miệng xưng chủ nhân. Cái này làm cho Bạch Dương yêu đế trong lòng thực khiếp sợ, cái thứ nhất ý tưởng là, con TT có cái gì tử huyệt bị này nhân tộc tiên vương cấp nhéo vào trong tay, bị áp chế. Nếu không con TT đường đường yêu đế đỉnh, càng là tử kim giáp hoàng tư sinh tử, kiểu gì cao quý, như thế nào sẽ hướng một nhân tộc tiên vương thần phục. Bạch Dương yêu đế trở thành liền phải trở mặt, chính là lại vừa thấy trong phòng còn có hai cái yêu đế tồn tại, tu vi hơi thở chút nào không thể so hắn nhược, cẩn thận một cái lại là một nhân tộc vẫn là cái nữ tử, một cái khác hắn nhận thức cư là đầu đen kiến tử lầu thủ tịch đại quản sự, cũng là cái đại nhân vật. Cái này Bạch Dương yêu đế có chút chột dạ, tình huống không rõ tạm thời nhìn xuống, nhưng lại đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm con TT, không biết là cái tình huống như thế nào. Mà con TT đích xác có chút xấu hổ. Tới phía trước hắn đối với Dương Nghị Vân cái này chủ nhân việc không có nói, hiện tại bị Bạch Dương yêu đế liên tiếp mấy vấn đề ra tới, hắn biết giải quyết không hảo liền phải chuyện xấu. Hiện tại chỉ hy vọng chủ nhân Dương Nghị Vân có thể hòa bình giải quyết vấn đề, tốt nhất không cần dùng bạo lực, chung quy hắn cùng Bạch Dương yêu đế là anh em kết bái huynh đệ. Nhưng một khi đánh lên tới, hắn xác định vững chắc là đứng ở Dương Nghị Vân bên này, bởi vì không lựa chọn, mạng già đều ở Dương Nghị Vân cái này chủ nhân trong tay. Chỉ cần Dương Nghị Vân trong lòng vừa động hắn chính là hồn phi phách giải kết cục. Nghe được Bạch Dương yêu đế nói chuyện, Xuyên Sơn Hiếu vội vàng nói, huynh đệ không cần hoài nghi, trước mắt vị này nhân tộc thật là ta chủ nhân, ta cũng không có bị áp chế, ta chủ nhân anh minh thần võ, có thể bái hắn là chủ, là ta phúc khí, chuyện này phía trước không cùng ngươi chào hỏi, còn thỉnh thứ lỗi. Lần này tìm ngươi tới, chính là ta chủ nhân Dương Nghị Vân muốn hỏi một chút về Bạch Giao Long Vương có phải hay không bắt một đầu tầm bảo thần chồn việc, việc này rất trọng đại, hy vọng huynh đệ ngươi xem ở ta trên mặt, đúng sự thật trả lời. Dương Nghị Vân trước sau mang theo ý cười, không nói gì, hắn cấp Xuyên Sơn Hiếu mặt mũi, làm Xuyên Sơn Hiếu giải thích, nếu cái này Bạch Dương yêu đế không nghe khuyên bảo, kia hắn không ngại đánh. Đối với Bạch Dương yêu đế tới nói, tình thế so người cường, hơn nữa nhìn thấu sơn giáp bộ dáng. Tựa hồ thật đúng là tự nguyện, chuyện này hắn quản không được, sự tình cũng thực rõ ràng, đối phương chính là yêu cầu biết về tầm bảo thần chôn sự. Nói hay không ở hắn, nhưng hiện tại xem, hắn không lựa chọn, bởi vì hắn là lẻ loi một mình, mà đối phương có hai đại yêu đế đỉnh cao thủ cấp bậc. Trong lòng giãy giụa một phen, Bạch Dương yêu đế lựa chọn nói, không nói hắn phỏng chừng hôm nay sống không được. Nhưng là thân là Bạch Giao Long Vương tọa hạ yêu đế cũng là có ngạo cốt có tư bản. Tưởng nói cũng không dễ dàng như vậy. Ngay sau đó Bạch Dương yêu đế nhìn Dương Nghị Vân, Bạch Dương yêu đế nói, ta là Bạch Giao Long Vương tọa hạ yêu đế Bạch Dương, vị này nhân tộc đạo huynh, chính là thật muốn hỏi thăm nhà ta Long Vương việc. Những lời này chính là ở nói cho Dương Nghị Vân ngươi tưởng trộn lẫn Bạch Giao Long Vương việc. Ngươi có đủ hay không tư cách, cũng là một loại tạo áp lực, nói rõ nói cho Dương Nghị Vân ta là Bạch Giao Long Vương người, ngươi dám động ta. Dương Nghị Vân nở nụ cười. Ha ha ha, hắn há có thể nghe không hiểu, cái này Bạch Dương yêu đế ở dùng Bạch Giao Long Vương áp hắn. Tức khắc cuồng tiếu. Nửa ngày sau Dương Nghị Vân dừng lại, nhìn chằm chằm Bạch Dương yêu vương nheo lại mắt nói, ngươi ở uy hát yêu ta ta. Bạch Dương yêu vương kỳ thật là tưởng thỏa hiệp, nhưng là lời nói đến bên miệng liền nói ra như vậy một phen lời nói, hiện tại tựa hồ ngược lại khiến cho Dương Nghị Vân phản cảm. Hoặc là nói trắng ra Dương yêu đế sâu trong nội tâm thật là có thân là Bạch Giao Long Vương tọa hạ yêu đế kiêu ngạo, đích xác có cấp Dương Nghị Vân áp lực ý tứ. Chỉ là không nghĩ tới Dương Nghị Vân ngược lại phản đem một quân. Ngươi ở uy hát yêu ta ta. Những lời này vừa ra tới, liền mang theo sư 10 phần mùi thuốc súng. Cũng là một câu cường thế lời nói. Cái này đến nhưng thật ra có chút khó làm. Trực tiếp chịu thua, chẳng phải là nhận túng. Không phục đi. Ở Dương Nghị Vân bên người có Giang Hàm Bạch cùng một người nhân tộc nữ tử, này hai cái đều là yêu đế đỉnh tồn tại thu vi, làm bất quá, làm sao bây giờ a? Một phen lời nói ngược lại đem chính mình bước tới rồi góc chết. Trong sân không khí có chút khẩn trương lên. Giờ phút này Xuyên Sơn Hiếu cũng vô cùng lo lắng, tâm đều huyền. Hắn tự nhiên là không hy vọng Bạch Dương yêu đế này kết bái huynh đệ cùng chủ nhân trở mặt, một khi trở mặt động thủ. Xuyên Sơn Hiếu biết đến lúc đó có hại tất nhiên sẽ là Bạch Dương yêu đế, Dương Nghị Vân cái này chủ nhân một người thủ đoạn, đều là cực kỳ khủng bố. Lúc này duy nhất có thể làm chính là vội vàng truyền âm cấp Bạch Dương yêu đế nói, Bạch Dương huynh chạy nhanh chịu thua đi,
ta cái này chủ nhân cũng không phải là mặt ngoài thoạt nhìn yêu vương cấp bậc đơn giản như vậy, hắn suốt thực lực ta đều không phải đối thủ, huống chi người kia tộc nữ tử cùng đầu đen kiến cũng là thực nhân vật, không phải cái gì đại sự, ngươi đúng sự thật trả lời ta chủ nhân vấn đề, hắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Nghe được con tê tê nói chuyện, Bạch Dương yêu đế trong lòng thực khiếp sợ, hắn trong lòng phẫn nộ con tê tê đem chính mình mang đến nơi này, cũng khiếp sợ con tê tê lời nói. Kỳ thật hắn lúc này cũng cảm nhận được đến từ Dương Nghị Vân trên người thật lớn áp lực, hơn nữa trực giác nói cho hắn Dương Nghị Vân đích xác rất nguy hiểm. Bạch Dương yêu đế sắc mặt âm tình bất định, nhưng là nửa ngày lúc sau, hắn rốt cuộc mở miệng nói, ta nói cho ngươi có quan hệ tầm bảo thần trồn sự. Trung quy hắn thỏa hiệp. Dương Nghị Vân cũng cười, rồi sau đó mới nói, ngươi đúng sự thật nói, ta không vì khó ngươi, nhưng là... Cũng đừng nói dối, nếu không hậu quả chính là ngươi sinh mệnh đại giới, ta cũng không ngại trực tiếp đối với ngươi siêu hồn. Dương mỗ nhân đây là xích quả quả uy hát yêu ta. Lời này nghe vào Bạch Dương yêu đế trong tai, lại là nội tâm run lên. Hắn biết Dương Nghị Vân không có cùng hắn nói giỡn, này trong nháy mắt hắn thậm chí cảm nhận được sát ý. Nói đến cùng Bạch Dương yêu đế nhát gan, vội vàng trên mặt bài trừ tới một cái so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười nói, không dám, ta nhất định biết gì nói hết. Vậy là tốt rồi, kế tiếp ta hỏi ngươi đáp, có vấn đề sao? Dương Nghị Vân lười biếng nói. Không, không thành vấn đề, một phen trong lời nói đánh giá, Bạch Dương yêu đế hoàn toàn bại trận, cái trán đều thấy hãn. Trước mắt cái này tóc bạc nhân tộc, khí chàng quá cường đại, không biết có phải hay không ảo giác. Đều làm hắn cảm giác có loại đối mặt Bạch Giao Long Vương cảm thụ. Hảo, cái thứ nhất vấn đề, Bạch Giao Long Vương có phải hay không không ở nhà? Dương Nghị Vân trực tiếp mở miệng dò hỏi, ở hắn suy đoán chung Bạch Giao Long Vương tất nhiên cũng là cùng Tử Kim Giáp Hoàng giống nhau đi cái gì thiên cơ che giấu nơi. Đúng vậy, nhà ta Long Vương nghe nói đi cái gì thiên cơ che giấu nơi, đích xác không ở nhà. Bạch Dương yêu đế xoa xoa cái trán mồ hôi, hắn trong lòng càng thêm phát trầm. Nghe Dương Nghị Vân khẩu khí tựa hồ đã đối Bạch Giao Long Vương việc có cái gì hiểu biết. Hiện tại nhưng một chút đều ngươi không dám từ may mắn, vạn nhất Dương Nghị Vân hiểu biết tình huống, lời hắn nói có hơi nước, kết cục khả năng sẽ thực thảm, vẫn là thành thành thật thật nói đi. Cái thứ hai vấn đề, về tầm bảo thần trồn việc, có phải hay không lại có việc này? Dương Nghị Vân hỏi lại, nhưng là vấn đề này ra tới sau, chính hắn trong lòng cũng khẩn trương. Bởi vì sự tình quan có phải hay không Điêu Nhi bị Bạch Giao Long Vương bắt lấy. Bạch Dương yêu đế trả lời, đúng vậy, ước chừng 4.000 nhiều năm trước, nhà ta Long Vương bắt được một con tầm bảo thần trồn. Dương Nghị Vân đôi mắt quang mang chợt lóe, người có thể thấy được quá kia chỉ tầm bảo thần trồn. Năm đó chỉ thấy quá một mặt, lại sau lại liền không có gặp qua, nhà ta Long Vương kỳ thật đối kia chỉ tầm bảo thần trồn cùng yêu thích, vẫn luôn giấu ở thành chủ phủ chỗ sâu trong, ngày thường căn bản là không coi người. Cũng nghiêm lệnh bằng không bất luận kẻ nào nói ra đi có quan hệ tầm bảo thần trồn việc, này xem như một cái cấm kỵ. Ta nghe Long Vương bên người một người tiên tôn lại nói tiếp một miệng, nói là này chỉ tầm bảo thần Điêu Nhi có thể tìm kiếm đến kỳ chân dị bảo, Long Vương sợ người khác nhớ thương, cho nên che giấu thực hảo. Bạch Dương yêu đế nói. Dương Nghị Vân tiếp tục nói, cho ta xem kia chỉ tầm bảo thần trồn hình ảnh nói những lời này thời điểm Dương Nghị Vân càng ngày càng khẩn trương. Hảo. Thỉnh chờ một lát hiện tại Bạch Dương yêu đế đã bất cứ giá nào, nếu nói khai liền cái gì đều nói đi, cũng không để bụng, về tầm bảo thần trồn việc, hắn đích xác gặp qua một mặt. Lập tức pháp lực vừa động liền tưởng kia chỉ tầm bảo thần trồn hình ảnh ngưng tụ ra tới. Ngay sau đó ở Bạch Dương yêu đế trước người quang mang hội tụ, một con kim sắc lông tóc, bối sinh hai cánh, hai mắt tròn xoe kim sắc Điêu Nhi xuất hiện. Điêu Nhi, Dương Nghị Vân ở cũng ngồi không được. Đằng một chút đứng dậy, đôi mắt nhìn Điêu Nhi hình ảnh ở cũng không rời đi. Bạch Dương yêu đế ngưng tụ ra tới hình ảnh công chính là Điêu Nhi, Dương Nghị Vân liếc mắt một cái liền nhận ra tới, trong thiên hạ sẽ không ở có đệ nhị chỉ. Quả nhiên là bị Bạch Giao Long Vương cấp chụp tới. Dương Nghị Vân trong lòng kiên định, nhưng ngay sau đó có huyền lên. Lập tức nói, giảng ra người biết nói về tầm bảo thần trồn hết thảy, ta yêu cầu biết hết thảy. Mặt khác Bạch Giao Long Vương đi thiên cơ che giấu nơi có thể hay không cũng mang đi Điêu Nhi. Về vấn đề này, Dương Nghị Vân thực quan tâm, nếu là Điêu Nhi bị Bạch Giao Long Vương mang đi thiên cơ che giấu nơi kia chẳng phải là lại mất đi tin tức. Chỉ thấy Bạch Dương yêu vương lắc đầu nói, cái này ta thật không biết, tầm bảo thần trồn là Bạch Giao Long Vương cấm kỵ, có phải hay không mang đi,
cái này thật đúng là không biết, bất quá ta cảm thấy hẳn là không mang đi. Dùng cái gì thấy được? Dương Nghị Vân nhìn về phía Bạch Dương Yêu Đế. Bạch Dương Yêu Đế nói, kỳ thật ở ta nghĩ đến, Long Vương Đại Nhân đem tầm bảo thần trồn vẫn luôn là giấu đi, sợ người khác biết, nếu nói hắn đi thiên cơ che giấu nơi, Tử Kim Giáp Hoàng cũng đi nói, cùng cấp bậc cường giả tất nhiên rất nhiều, đến lúc đó sẽ không sợ tầm bảo thần trồn bị khác cường giả cướp đi sao. Cho nên ta cảm thấy Long Vương hẳn là không có mang đi tầm bảo thần điện, có khả năng nhất chính là tầm bảo thần trồn còn ở thành chủ phủ chỗ sâu trong hoa viên. Dương Nghị Vân nghe xong Bạch Dương Yêu Đế giảng thuật, cũng không khỏi gật đầu, cảm giác có đạo lý. Lại một cái hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, lão nhân cũng đi thiên cơ che giấu nơi, nếu Bạch Giao Long Vương thật sự đem Điêu Nhi cũng mang đi thiên cơ che giấu nơi, nếu là lão nhân gặp phải, tất nhiên sẽ đem Điêu Nhi cướp về. Như thế ngược lại là sự tình tốt. Nhưng hiện tại nghe xong Bạch Dương Yêu Đế giảng thuật, Dương Nghị Vân cảm thấy, Điêu Nhi còn thật có khả năng ở thành chủ phủ chung, cũng không có bị mang đi. Người thả tiếp theo nói có quan hệ tầm bảo thần trồn sở hữu sự, đem người biết đến toàn bộ nói ra, mặt khác cũng nói thành chủ phủ hiện tại tọa trấn cao thủ tình huống. Dương Nghị Vân trầm ngâm một phen nói. Kế tiếp Bạch Dương Yêu Đế bắt đầu giảng thuật hắn biết nói hết thảy. Nửa giờ sau Dương Nghị Vân xem như hiểu biết tình huống, quả nhiên cùng chính mình suy đoán giống nhau, Điêu Nhi bị Bạch Giao Long Vương chủ trảo chính là khống chế Điêu Nhi đi tìm thiên tài địa bảo. Dựa theo Bạch Dương Yêu Đế cách nói. Điêu Nhi trên người có một kiện cái gì cực kỳ lợi hại yêu khí, là Bạch Giao Long Vương khống chế Điêu Nhi vũ khí sắc bén, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Còn có chính là nghe nói Bạch Giao Long Vương đi thời điểm mang đi Tây thành chủ phủ tiên tôn cấp bậc cường giả, một hồi đi thiên cơ che giấu nơi, bất quá bản thân kỳ thật Bạch Giao Long Vương ngồi xuống cũng không mấy cái tiên tôn cấp bậc cường giả, yêu đế nhưng thật ra có không ít tồn tại. Toàn bộ thành chủ nhàn nhạt yêu đế đỉnh đại yêu liền có 10 cái, dư giả đỉnh dưới. Lúc đầu trở lên yêu đế thêm lên có 68 danh, nếu là một cổ khổng lồ thế lực. Mà hiện tại thành chủ phủ tọa trấn cường giả còn lại là thành chủ phủ quản gia, là một người yêu tôn trung kỳ cường giả. Đối này Dương Nghị Vân nghe xong lúc sau, trong lòng cũng có chút phát trầm, yêu đế cấp bậc 68, trong đó yêu đế đỉnh 10 cái, tọa trấn chính là yêu tôn trung kỳ cấp bậc, là ngạnh ti A tử. Hiện tại hắn mục là đi trước thành chủ phủ. Đánh giá Điêu Nhi tất nhiên ở thành chủ phủ chỗ sâu trong, đến nỗi như thế nào đi, lại là cái vấn đề. Nhưng là đi là nhất định phải đi. Dương Nghị Vân đối với vấn đề này trưng cầu tiểu sư tỷ ý kiến, đối này tiểu sư tỷ nói thẳng nói, sư đệ chuyện này ngươi nghe ta, để cho ta tới chỉ huy tốt không? Hảo Dương Nghị Vân không chút do dự đáp ứng, hắn cũng không hỏi sư tỷ sẽ như thế nào làm, chính là đơn thuần tin tưởng tiểu sư tỷ. Cơ tím hà hì hì cười nói, chờ. Ngay sau đó chỉ thấy Cơ Tím Hà đi tới Bạch Dương Yêu Đế trước mặt hỏi, ngươi nếu là nói không yêu vương thành chủ phủ đại yêu đế, như vậy nghĩ đến ở thành chủ phủ cũng là có điểm địa vị đi. Nghe được Cơ Tím Hà nói như thế, Bạch Dương Yêu Đế vẫn là có chút tự đắc nói, đó là tự nhiên, toàn bộ thành chủ phủ trừ bỏ yêu tôn chính là chúng ta 10 đại yêu đế đỉnh, có thể nói ở thành chủ phủ ta còn là có điểm phân lượng. Cơ Tím Hà nghe xong khóe miệng giơ lên lo chính mình gật đầu nói, như thế liền hảo. Dứt lời hết sức, Cơ Tím Hà bỗng nhiên giơ tay, một đạo màu tím tia chớp răng rắc một chút trống rỗng xuất hiện ngay lập tức chi gian liền tiến vào Bạch Dương Yêu Đế đầu. A, ngươi đối ta làm cái gì? Bạch Dương Yêu Đế không nghĩ tới này nhân tộc nữ tử sẽ đối hắn đột nhiên ra tay. Liền tính là Dương Nghị Vân cùng Giang Hàm Bạch, Xuyên Sơn Hiếu cũng đều không nghĩ tới. Lúc này Bạch Dương Yêu Đế toàn thân hơi thở đại tác phẩm, tựa hồ muốn bạo khởi ra tay. Dương Nghị Vân mấy cái cũng pháp lực vận chuyển, nếu là Bạch Dương Yêu Đế dám động thủ, liền lập tức giết hắn. Nhưng mà lúc này, lại nghe Cơ Tím Hà hì hì cười nói, đừng nhúc nhích, đừng lo lắng, ta chỉ là ở ngươi nguyên thần trên dưới một đạo lôi đình pháp chú, chỉ nghĩ làm ngươi nghe lời mà thôi, ngàn vạn đừng động thủ, nếu không cô nãi nãi diệt như vậy yêu tộc, trở tay chi gian. Lời này nhi nói ngữ khí thực đạm lại là thực khí phách. Bạch Dương Yêu Đế vừa nghe cẩn thận cảm thụ một chút. Quả nhiên yêu hồn trong vòng cảm thụ xuất hiện một đạo lôi đình ấn ký, cái này như là nhụt chí bóng cao su giống nhau, không dám động mảy may. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Bạch Dương Yêu Đế nói lắp nói. Đối với này nhân tộc nữ tử hắn là thiệt tình sợ, một đạo lôi đình xuống dưới, hắn căn bản liền không có bất luận cái gì phản ứng, nháy mắt liền nói. Đồng dạng là đế cảnh, nhưng là Bạch Dương Yêu Đế cảm giác đích xác cái này nhân tộc nữ tử, muốn tiêu diệt giết hắn liền ở trở tay chi gian.
Hiện tại càng là, yêu hồn bên trong nhiều một đạo cái gì lôi đình ấn ký, bực này vì thế sinh tử đều bị nhân gia khống chế. Cũng đích xác có thể cảm nhận được, tới nữ tử này nguy hiểm, có thể ở trở tay chi gian liền đem chính mình diệt sát. Dương Nghị Vân cùng Giang Hàm Bạch nhìn tiểu sư tỷ thủ đoạn, cũng là một trận kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu sư tỷ còn có bực này khống chế người thủ đoạn, hơn nữa là một cái đại yêu đế, trở tay chi gian liền đem Bạch Dương yêu đế sinh tử khống chế ở trong tay. Lúc này chỉ nghe tiểu sư tỷ đối Bạch Dương yêu đế nói, yên tâm chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, dựa theo ta nói đi làm, cô nãi nãi là sẽ không động ngươi mảy may, phản chi một niệm dưới cô nãi nãi là có thể làm ngươi hóa thành cho phi yên diệt. Nói xong dừng một chút nàng tiếp tục đối Bạch Dương yêu đế nói, người đâu, hiện tại đem chúng ta mang đi thành chủ phủ, đi tìm bảo thần trồn, đương nhiên tìm được hay không, cái này không trách ngươi, chủ yếu là làm ngươi nhưng chúng ta đi vào thành chủ phủ, cái này có thể làm đến đi. Bạch Dương yêu đế gật gật đầu nói, có thể làm đến. Hảo, hiện tại liền mang chúng ta đi thôi tiểu sư tỷ nói thẳng nói. Xong rồi nhìn về phía Giang Hàm Bạch đạo, Giang Hàm Bạch ngươi liền ở thành chủ phủ ngoại. Tiếp ứng chúng ta đi, ngươi là quá chớp mắt, không thích hợp tiến đến, ta cùng sư đệ là nhân tộc, đi trước thành chủ phủ không kỳ quái, theo ta được biết Bạch Giao Long Vương cũng cùng nhân tộc làm giao dịch, bởi vì đi trước thành chủ phủ nhân tộc kỳ thật cũng không thiếu, là như thế này đi. Cuối cùng một câu nhìn về phía Bạch Dương yêu đế. Người sau gật gật đầu nói, đích xác như thế, chúng ta này đó yêu đế cũng thường xuyên người tốt tộc tiên đế giao tiếp. Giang Hàm Bạch vừa nghe. Lại là biết cơ tím hà nói chính là tình hình thực tế, trầm ngâm một chút nói, hành, ta sẽ ở thành chủ phủ ngoại khai thông một cái thông đạo, theo tiếp ứng các ngươi, có cái gì yêu cầu cứ việc phân phó ta. Như thế liền hảo, sư đệ chúng ta đi, làm Bạch Dương yêu đế mang chúng ta tiến vào thành chủ phủ, lúc sau tìm kiếm ngươi kia chỉ điêu nhi hành sự tùy theo hoàn cảnh, đánh giá cực có khả năng ở thành chủ phủ trong hoa viên, nơi đó ta năm đó đi theo lão nhân tiến đến thời điểm, nghe lão nhân nói qua một câu. Nói là có trời đất khác nơi, có thể là một phương tiểu thế giới, chưa chừng Bạch Giao Long Vương suốt đời cất chứa đều ở bên trong Nga. Lần trước không cơ hội, chết lão nhân không cho sấm, lần này vừa lúc đi xem hì hì, ngẫm lại đều làm người hưng phấn a. Cơ tím hà giờ phút này nói chuyện, hai tròng mắt ở mạo ngôi sao nhỏ. Dương Nghị Vân một trận kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, tiểu sư tỷ quả nhiên không phụ tiên giới sát tinh chi danh a, nghe nàng ý tứ này, đây là muốn làm đại sự tình a. Bất quá Dương Nghị Vân cũng không để bụng, hắn nhưng thật ra cũng muốn nhìn một chút tiểu sư tỷ có biện pháp nào, nếu làm tiểu sư tỷ làm chủ, hắn liền sẽ không hỏi đến, đi theo đi chính là, làm nàng tới phát huy. Ít nhất một chút, tiểu sư tỷ là tiên giới dân bản xứ, đối tiên giới sự vật hiểu biết, biết dùng cái gì thủ đoạn đi giải quyết, hơn nữa thực lực cường đại, cũng đi theo lão nhân đã tới một lần, gặp qua Bạch Giao Long Vương, cũng đi qua Bạch Giao Long Vương thành chủ phủ. Cho nên Dương Nghị Vân cảm giác tin tưởng tiểu sư tỷ là không sai. Lúc sau, Dương Nghị Vân cùng tiểu sư tỷ ở Bạch Dương yêu đế dẫn dắt hạ đi trước thành chủ phủ. Mà Xuyên Sơn Hiếu bị Dương Nghị Vân dặn dò đi theo Giang Hàm Bạch ở bên ngoài tiếp ứng hắn cùng tiểu sư tỷ, dù sao cũng là Bạch Giao Long Vương gia, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn việc, đến lúc đó cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bạch Dương yêu đế bị tiểu sư tỷ hoàn toàn khống chế sinh tử, hiện tại thật sự thành ngoan ngoãn cừu. Tiểu sư tỷ nói cái gì chính là cái gì. Ba cái canh giờ lúc sau, ở Bạch Dương yêu đế dẫn dắt hạ, Dương Nghị Vân cùng tiểu sư tỷ tới rồi Bạch Giao Long Vương thành chủ phủ. Nói là thành chủ phủ, kỳ thật liền tương đương với là một tòa rất lớn nội thành, trong thành chi thành giống nhau. Thành chủ phủ cũng không có tọa lạc ở Bạch Giao thành trung ương, mà là tọa lạc ở thành phương đông hướng, tựa vào núi mà kiến. Trước đại môn đều là yêu vương cấp bậc yêu binh đứng gác. Nói là thành chủ phủ đại môn, kỳ thật chính là một tòa tiểu thành tường. Cao ước 100 mét, chia làm 5 tiến chủ yếu và thứ yếu môn, chính giữa nhất cổng tò vò lớn nhất, tiếp theo 4 cái hai bên trái phải thứ chi. Bạch Dương yêu đế mang theo Dương Nghị Vân cùng cơ tím hà đi hướng, bên trái cái thứ hai thứ cổng tò vò, dựa theo Bạch Dương yêu đế cách nói, làm cái thứ hai cho bọn hắn 10 đại đỉnh yêu đế tiến vào đại môn, mà bên trái cái thứ nhất thứ môn là cho Bạch Giao Long Vương dưới những cái đó yêu tôn ra vào đại môn. Bên phải hai cái này môn phân biệt là cho đại yêu đế cùng tiên vương cấp bậc ra vào, cuối cùng một cái bên phải đệ nhị cổng tò vò là cho tiên vương dưới yêu tộc ra vào. Trung gian lớn nhất cái kia đại môn chính là Bạch Giao Long Vương mới có thể ra vào đại môn, ở thành chủ phủ cấp bậc phân biệt quy củ nghiêm ngặt, tất cả đều đến dựa theo quy củ tới. Dương Nghị Vân nghe có chút kinh ngạc, không nghĩ tới yêu tộc còn có bực này nghiêm ngặt quy củ,
nghĩ đến cái này Bạch Giao Long Vương cũng không phải một cái đơn giản nhân vật, này có thể xem như thống trị có cách, ngự hạ có thuật đi. Gặp qua yêu đế, chờ đi đến cổng tò vò thời điểm, Bạch Dương yêu đế lấy ra một khối lệnh bài, gác tiên vương yêu binh lập tức cấp Bạch Dương yêu đế hành lễ. Ngay sau đó lại là ở Dương Nghị Vân cùng Cơ Tím Hà trên mặt nhìn quét một chút, cuối cùng dừng ở Dương Nghị Vân trên người mở miệng nói, đại nhân hai vị này nhân tộc yêu cầu lập hồ sơ tiến vào thành chủ phủ, còn thỉnh đại nhân thứ lỗi. Bạch Dương yêu đế đối này cũng không có tức giận, ngược lại gật gật đầu nói, ân, báo bị liền viết là bằng hữu của ta, lúc này ta tới đảm bảo. Nói chuyện chung Bạch Dương yêu đế ở yêu binh lấy ra một khối như thư tịch dường như pháp khí thượng vung tay lên ký lục tin tức. Như thế ba người mới tính chân chính tiến vào thành chủ phủ đại môn. Đồng thời cái này pháp khí phía trên quang mang chợt lóe ở Dương Nghị Vân cùng Cơ Tím Hà trên người chiếu rọi một chút, như là kỷ lục hình ảnh giống nhau. Nhìn qua, cũng đích xác thoạt nhìn quy củ nghiêm ngặt. Tiến vào sau tiểu sư tỷ đối này có chút khó chịu, Bạch Dương yêu đế vội vàng cười làm lành nói, hai người đừng để ý, nhà ta Long Vương đại nhân rời khỏi sau, toàn bộ thành chủ phủ quy củ liền nghiêm khắc. Đối bất luận cái gì ra vào thành chủ phủ sinh linh đều là như thế. Ít nói nhảm, trực tiếp mang chúng ta đi thành chủ phủ hoa viên nơi. Tiểu sư tỷ hừ lạnh nói. Bạch Dương yêu đế sắc mặt khen xuống dưới nói, đại nhân a, ngài nhưng đừng làm khó dễ ta, thành chủ phủ hoa viên không có Long Vương thủ dụ, bất luận kẻ nào xông vào đều sẽ bị giết chết, ta. Ta chỉ có thể mang các ngươi tới gần hoa viên nơi, nhưng là đi vào nói, ngài chính là giết ta là thật làm không được a. Thật túng, được rồi, vậy mang chúng ta tới gần hoa viên nơi, mặt khác không vì khó ngươi. Trung quy tiểu sư tỷ cũng coi như là nói một hồi lễ. Hảo hảo hảo, thỉnh đi theo ta đến đây đi, bất quá thành chủ phủ còn có mặt khác yêu đế tuần tra, nếu là có người hỏi, các ngươi liền nói là cùng ta tới làm giao dịch. Bạch Dương yêu đế kỳ thật thực lo lắng Cơ Tím Hà cùng Dương Nghị Vân ở thành chủ phủ sằng bậy, nói vậy liền thật vạn kiếp bất phục. Bạch Dương yêu đế trong lòng kỳ thật thực lo lắng. Thật là sợ Cơ Tím Hà làm sự tình, hắn tâm đều là treo. Ở toàn bộ thành chủ phủ, chính là có chuyên môn phụ trách tuần tra, a đại yêu đế tồn tại, đặc biệt là thành chủ phủ hoa viên, đó là cấm địa. Tới gần đều là có nguy hiểm. Lo lắng cái gì, thường thường liền sẽ tới cái gì. Bạch Dương yêu đế lo lắng Cơ Tím Hà làm sự tình, không nghĩ tới thật sự liền đã xảy ra. Bất quá đây đều là lời phía sau. Một đường đi đến. Dương Nghị Vân có thể cảm nhận được Bạch Dương yêu đế thấp thỏm, hắn trong lòng tưởng bật cười, thứ này bị tiểu sư tỷ dọa không nhẹ. Ba người đi ở thành chủ phủ, giống như đi ở một tòa tiểu thành chung. Bạch Giao Long Vương thích xa hoa, thật là như thế. Đi vào Bạch Giao Thành thời điểm, Dương Nghị Vân đã bị Bạch Giao Thành xa hoa cấp kinh diễm tới rồi, nhưng lúc này tiến vào Bạch Giao Long Vương chân chính phủ đệ lúc sau, Dương Nghị Vân mới phát hiện, cùng bên ngoài hoàn toàn chính là hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới. Nếu nói trắng ra Giao Thành là xa hoa lời nói, như vậy hiện tại ở thành chủ phủ này tòa tiểu nội thành chung, Dương Nghị Vân cảm giác chính là nhà giàu mới nổi, nơi nơi đều là kim bích huy hoàng. Quả thực tới rồi phát rồ nông nỗi. Sở hữu kiến trúc hoặc là tản ra tiên nguyên lực thạch tài, hoặc là chính là lấp lánh sáng lên mặt khác vật liệu gỗ từ, ngay cả dưới chân nhận được thạch tài đều so với bên ngoài muốn cao tốt nhất mấy cái cấp bậc đều không ngừng. Thảm thực vật. Kiến trúc từ nơi trốn đều là xa hoa đường hoàng. Thật muốn đem nơi này cấp cướp sạch đi. Dương Nghị Vân vừa đi một bên cảm thán. Những lời này nghe vào Bạch Dương yêu đế trong tai thực sự bị Dương Nghị Vân dọa cái chết khiếp, vội vàng nói, đạo hữu nói cẩn thận a, nếu như bị người nghe được muốn người chết. Ha ha, ta chính là thuận miệng vừa nói mà thôi, đừng khẩn trương. Dương mẫu nhân cười cười nhìn Bạch Dương yêu đế nói chuyện. Kỳ thật trong lòng còn đang không ngừng tính toán nơi này thứ gì đáng giá, đi đến thời điểm thuận đi một ít. Lúc này tiểu sư tỷ sau khi nghe được, trắng Dương Nghị Vân liếc mắt một cái nói, sư đệ có thể hay không có điểm tiền đồ, mấy thứ này nhìn tráng lệ huy hoàng, kỳ thật cũng không phải cái gì thượng thừa đồ vật, chính là nhìn đẹp mà thôi, ta đánh giá toàn bộ thành chủ phủ đồ tốt nhất đều là ở thành chủ phủ trong hoa viên, muốn bắt cũng đi nơi nào lấy. Hắc hắc sư tỷ ngươi nói có đạo lý. Ta hiện tại còn đây là chờ mong tiến vào thành chủ phủ hoa viên. Dương Nghị Vân trong lòng mừng rỡ, không hổ là nhà mình tiểu sư tỷ, lời này hắn thích. Vốn dĩ cho rằng tiểu sư tỷ sẽ trách cứ hắn, hoặc là nói sẽ nói ra một phen đừng gây chuyện nói tới, không nghĩ tới nàng ý tứ là duy trì, hơn nữa muốn đánh cướp cũng phải đi đánh cướp những cái đó xa hoa đồ vật, cấp thấp đồ vật cũng đừng nhìn, đối hắn ý tưởng, không có phản đối chỉ có duy trì.
Cái này tiểu sư tỷ càng ngày càng đối hắn ăn uống. Sư đệ sư tỷ chi gian đối thoại, nghe vào Bạch Dương yêu đế trong tai, quả thực dọa hồn vía lên mây, nhưng là hắn giờ phút này cũng không dám nói chuyện, bởi vì Bạch Dương yêu đế sợ hãi tiểu sư tỷ, hắn sinh tử đều bị tiểu sư tỷ nắm giữ ở trong tay. Giờ phút này trong lòng chỉ có thể kêu rên, này tặc thuyền hắn là đi lên lúc sau, sợ là hạ không tới. Hiện tại Bạch Dương yêu đế không xa cầu mặt khác, chỉ hy vọng hắn đem Dương Nghị Vân cùng Cơ Tím Hà này một đôi kẻ điên mang đi mục đích địa sau, bọn họ có thể phát phát thiện tâm xin thương xót đem chính mình cấp thả. Bất quá ở Bạch Dương yêu đế nghĩ đến này một đôi kẻ điên sợ là sẽ không dễ dàng buông tha chính mình, lúc này Bạch Dương yêu đế kỳ thật trong lòng đem Xuyên Sơn Hiếu cấp hận chết, còn mẹ nó là anh em kết bái huynh đệ, lúc này nhưng đem hắn hố khổ. Toàn bộ dị vực giới, thậm chí là toàn bộ tiên giới tới nói, có cái kia tu sĩ hạng người dám đánh Bạch Giao Long Vương trong phủ tài vật chủ ý. Liên tính là cùng Bạch Giao Long Vương cùng cấp bậc những cái đó đầu sỏ sợ là cũng không dám, Bạch Dương yêu đế thật sự không nghĩ ra được, trừ bỏ Dương Nghị Vân cùng Cơ Tím Hà ai còn dám có như vậy điên cuồng ý niệm. Đương nhiên hiện tại điểm chết người chính là, này một đôi kẻ điên cư nhiên muốn đi thành chủ phủ hoa viên, đây chính là toàn bộ thành chủ phủ cấm địa, là Long Vương đại nhân chân chính phân chia xuống dưới cấm địa nơi. Chỉ có những cái đó tiên tôn cơ bản đại yêu mới có thể tiến vào địa phương, hắn đều là yêu đế đỉnh tu vi thực lực, đến nay cũng không có tiến vào quá thành chủ phủ hoa viên. Nơi nào chính là có tiên tôn cùng thành chủ phủ cấm vệ quân đóng giữ, thành chủ phủ nhất đẳng nhất cường giả đều hội tụ ở nơi nào, cho dù là Long Vương đại nhân không hề thành chủ phủ, hoa viên nơi cũng không phải ai đều có thể tới gần. Nhưng là hắn bị buộc thượng chỉ có thể mang theo Dương Nghị Vân cùng Cơ Tím Hà đi trước. Nếu không ngày thường cho dù là tới gần hắn đều là không muốn. Một đường đi tới, không ngừng có yêu vương yêu đế đối với Bạch Dương yêu đế chào hỏi, thất thần Bạch Dương yêu đế cũng chỉ có thể trên mặt miễn cưỡng cười vui đáp lại. Mà Dương Nghị Vân cùng Cơ Tím Hà hai người lại là đi theo hắn phía sau, có phải hay không còn chỉ trỏ trỏ, nói cái gì cái này là cái không tồi bảo vật, cái kia chính là cái trang trí phẩm, đối thành chủ phủ sự vật soi mói. Thật sự là làm Bạch Dương yêu đế trong lòng vô cùng dày vò. Rốt cuộc ở một chuyện thành lúc sau, một mảnh rừng rậm xuất hiện ở ba người trong tầm mắt, cách xa nhau ước chừng 500-600 mét. Đây là thời điểm Bạch Dương yêu đế có loại nhẫn nhục phụ trọng cảm giác, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm nói, nhị vị phía trước kia một mảnh rừng rậm nơi chính là thành chủ hoa viên, ta quyền hạn cũng chỉ có thể mang theo các ngươi ở đây, mặt sau những cái đó tuần ti a cấm vệ cũng sẽ không cho ta bất luận cái gì mặt mũi, bước vào nơi này 300 mễ phạm vi, không có Long Vương đại nhân thủ dụ. Tất cả đều sẽ đừng giết chết bất luận tội. Còn hành, xem ở ngươi một đường còn tính thành thật phân thượng cô nãi nãi liền không vì khó ngươi, hành đi ngươi đi đi, chờ chúng ta từ thành chủ phủ sau khi ra ngoài, tự nhiên sẽ cho ngươi tiếp xúc lôi đỉnh pháp chú. Cơ Tím Hà đối Bạch Dương yêu đế nói. Thật sự phóng ta rời đi, Bạch Dương yêu đế cơ hồ là theo bản năng mở miệng. Như thế nào, ngươi cho rằng cô nãi nãi là cái loại này nói không giữ lời người. Không nghĩ đi nói liền bồi chúng ta cùng đi thành chủ phủ hoa viên, cô nãi nãi không phản đối. Cơ Tím Hà hừ lạnh nói. Bạch Dương yêu đế vừa nghe, liên tục dừng tay nói, không không không, ta lập tức đi, lập tức đi. Bạch Dương yêu đế muốn đi đâu nhi? Liền vào giờ phút này một tiếng to lớn vang dội thanh âm vang lên. Cái này làm cho Bạch Dương yêu đế cả người đều là chấn động, sắc mặt nháy mắt thay đổi, ngẩng đầu nhìn lại là phát hiện. Rừng rậm bên kia đi ra một đội nhân mã. Vội vàng truyền âm cấp Dương Nghị Vân cùng Cơ Tím Hà nói, không tốt, là thành chủ phủ đệ nhất yêu đế đỉnh Hắc Báo yêu đế, hắn là chúng ta 10 đại đỉnh yêu đế đứng đầu, thực lực được xưng yêu tôn dưới đệ nhất đại yêu, cũng là phụ trách tuần ti a thành chủ phủ hoa viên cấm vệ quân thống lĩnh, các ngươi hai cái đợi lát nữa liền nói là bằng hữu của ta, tiến đến làm giao dịch. Thiết, sợ cái gì, không cần khẩn trương, ta thả hỏi ngươi. Người này có không tiến vào thành chủ phủ trong hoa viên? Cơ Tím Hà trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Dương yêu đế sắc mặt trắng bệch vô cùng, đối Cơ Tím Hà thực vô ngữ, ở hắn nghĩ đến Cơ Tím Hà đích xác thực lực cường đại, dù sao so với hắn cường đại, nhưng là đối mặt thành chủ phủ 10 đại yêu đế đứng đầu Hắc Báo yêu đế, Cơ Tím Hà lại là không đủ xem, bởi vì hắn hiểu biết Hắc Báo yêu đế thực lực, liền tính là bọn họ mặt khác 9 đại yêu đế liên hợp cùng Hắc Báo yêu đế đấu pháp. Hắc Báo yêu đế cũng xuống dốc quá hạ phong. Hiện tại Cơ Tím Hà cư nhiên hỏi ra như vậy một câu, cái này làm cho Bạch Dương yêu đế tâm can đều run rẩy. Nếu như bị Hắc Báo yêu đế phát hiện cái gì, hắn sẽ chết không có chỗ chôn.
lại nói tiếp Hắc Báo yêu đế vẫn là hắn người lãnh đạo trực tiếp đâu. Nhưng là xem Cơ Tím Hà biểu tình, hiển nhiên đối Hắc Báo yêu đế không chút nào để ý, này ở Bạch Dương yêu đế trong mắt là điển hình cuồng vọng tự đại, không đủ giờ phút này Bạch Dương yêu đế trong mắt vừa chuyển, lại là cái khó ló cái khôn, tức khắc có một cái có thể làm chính mình thoát thân chủ ý. Nếu là Cơ Tím Hà cùng Dương Nghị Vân bị Hắc Báo yêu đế cấp chém giết, hắn chẳng phải là sẽ đạt được tự do. Đương nhiên hắn yêu hồn chung có pháp chú ở, sinh tử bị nắm giữ ở Cơ Tím Hà trong tay, bất quá có thể đánh cuộc một phen, hắn liền đánh cuộc ở Cơ Tím Hà bị Hắc Báo yêu đế quấn lên, không có thời gian đối chính mình thi triển pháp chú, mặt khác hắn cũng có thể loại kém nguyên thần chung lôi đình pháp chú một ít thời gian, chỉ cần ở cái này thời gian trong vòng Cơ Tím Hà bị Hắc Báo yêu đế cấp chém giết, hết thảy là có thể vạn sự đại cát. Cũng rõ ràng Cơ Tím Hà là muốn đánh Hắc Báo yêu đế chủ ý tiến vào thành chủ phủ hoa viên, nghĩ như thế Bạch Dương yêu đế vội vàng đối Cơ Tím Hà nói, Hắc Báo yêu đế là cấm vệ quân thống lĩnh, địa vị ở thành chủ phủ rất cao, chỉ ở sau những cái đó yêu tôn, hắn là duy nhất một cái có thể đi vào thành chủ phủ hoa viên yêu đế. Như thế rất tốt, hi hi, đang lo như thế nào đi vào, liền tới một cái dẫn đường người, không tồi a Cơ Tím Hà chút nào không để ý Hắc Báo yêu đế. Dương Nghị Vân còn lại là nheo lại đôi mắt, nhìn nơi xa đi tới 11 cái yêu đế, nhiều ít có chút lo lắng, chính mình cùng sư tỷ có thể hay không ứng phó. Trong tầm mắt đi tới 11 cái yêu đế, dẫn đầu yêu đế là cái yêu đế đại viên mãn đỉnh cấp bậc, dư giả 10 cái thuần một sắc yêu đế hậu kỳ tu vi, tất cả đều là thân xuyên chiến giáp, tràn ngập một cổ túc sát chi khí, hiển nhiên cũng là thường xuyên giết người huấn luyện cái loại này. Đối với Bạch Dương yêu đế giới thiệu, hắn tự nhiên cũng là biết. Dẫn đầu hẳn là chính là Hắc Báo yêu đế. Nhưng nghe sư tỷ vui cười nói chuyện, tựa hồ nàng nắm chắc 10 phần là có thể ứng phó. Đối này xem như có chút yên tâm, bất quá một phương diện Dương Nghị Vân cũng làm hảo chuẩn bị, hắn cảm giác sư tỷ cái này muốn trực tiếp động thủ, một khi động thủ, 10 cái yêu đế hậu kỳ hiển nhiên chính là hắn tới ứng phó, với hắn mà nói nhiều ít vẫn là có chút áp lực. Bất quá nhìn giống nhau bên người Bạch Dương yêu đế hậu, Dương Nghị Vân trực tiếp mở miệng nói. Chờ hạ nếu là đánh lên tới, người ta tới làm là cái yêu đế hậu kỳ cấm vệ quân. Bạch Dương yêu đế nghe Dương Nghị Vân nói chuyện, trong lòng cười lạnh, hắn nghĩ là như thế nào ở Hắc Báo yêu đế trong tay Phùng Nguyên xử lý Dương Nghị Vân cùng Cơ Tím Hà, sao có thể sẽ hỗ trợ. Thậm chí Bạch Dương yêu đế nghĩ đến, chờ một lát thật muốn là động khởi tay tới, hắn liền ở trước tiên bắt lấy Dương Nghị Vân, đến lúc đó Cơ Tím Hà nếu là đối hắn thi triển pháp chú, là có thể áp chế Cơ Tím Hà. Chỉ có phía trước biết con TT đã bái Dương Nghị Vân là chủ sự tình, Bạch Dương yêu đế lại là quên ở sau đầu, căn bản liền không nghĩ nhiều Dương Nghị Vân nếu có thể trở thành con TT chủ nhân, như vậy đã nói lên, Dương Nghị Vân có này có thể xử lý đại yêu thực lực. Giờ phút này Bạch Dương yêu đế chỉ nghĩ như thế nào có thể xử lý Cơ Tím Hà làm ơn hắn yêu hồn chung bị Cơ Tím Hà thi triển lôi đình pháp chú khống chế, hơn nữa ở Hắc Báo trước mặt như thế nào công đạo. Căn bản liền không nghĩ tới Cơ Tím Hà có thể bắt lấy Hắc Báo yêu đế. Tốt, không thành vấn đề, đợi lát nữa ta và ngươi cùng nhau xử lý 10 cái cấm vệ quân. Bạch Dương yêu đế lá mặt lá trái. Liền ở ba người nói chuyện hết sức, Hắc Báo yêu đế mang theo 10 cái yêu đế hậu kỳ cấm vệ quân rốt cuộc tới rồi bọn họ ba cái trước mặt, đôi mắt nhìn quét ba người, cuối cùng tầm mắt dừng ở Bạch Dương yêu đế trên người trầm giọng hỏi, Bạch Dương ngươi vì sao mang theo 2 tên nhân tộc tiến đến? Lúc này Dương Nghị Vân toàn thân pháp lực ngưng tụ cùng Cơ Tím Hà đứng chung một chỗ nhìn chằm chằm Hắc Báo yêu đế một hàng, tùy thời chuẩn bị động thủ, kỳ thật hắn vẫn phải có át chủ bài, Hồng Y còn ở Càn Khôn Hồ không gian chung, chỉ cần hắn một niệm dưới Hồng Y là có thể ra tới, hiện tại liền xem tiểu sư tỷ muốn như thế nào đối mặt Hắc Báo yêu đế. Đến nỗi Bạch Dương yêu đế Dương Nghị Vân không nghĩ tới hắn sẽ thế nào, rốt cuộc Bạch Dương yêu đế bị tiểu sư tỷ khống chế sinh tử, chính là cũng là không thể tưởng được sự tình. Cố tình liền còn đã xảy ra. Đối mặt Hắc Báo yêu đế lại lần nữa dò hỏi, Dương Nghị Vân lại là không nghĩ tới, Bạch Dương yêu đế cư nhiên đột nhiên hô to, Hắc Báo thống lĩnh cứu ta, ta là bị hai người kia tộc hát yêu ta bức, bọn họ muốn sấm thành chủ phủ hoa viên. Bạch Dương yêu đế này một kêu, đối diện mười mấy mét ngoại Hắc Báo yêu đế sắc mặt biến đổi trầm giọng nói, bắt lấy bọn họ. Vèo vèo vèo. Chỉ chớp mắt, Hắc Báo yêu đế thủ hạ 10 đại yêu đế cấm vệ quân. Ngay lập tức đem Dương Nghị Vân cùng Cơ Tím Hà vây quanh lên, xem bọn họ chớp động chi gian vây quanh bọn họ, Dương Nghị Vân liền biết là huấn luyện có tố hạng người, không phải tầm thường yêu đế, một đám thân xuyên hắc giáp động lại không nghiêm, rất là có một cổ tử cảm giác áp bách. Ha ha,
người cái lão tiểu tử a, thật đúng là làm cô nãi nãi không bớt lo, vốn dĩ tưởng thả ngươi một con ngựa, không nghĩ tới thế nhưng lật lọng, có biết hay không cô nãi nãi hận nhất chính là ngươi như vậy ngu xuẩn, ngươi cho rằng một cái hắc báo yêu đế là có thể bắt lấy cô nãi nãi. Chê cười a cơ tím hà lại là không chút hoang mang nói chuyện, giơ tay chi gian trong tay màu tím tia chớp mà động. Ngay sau đó Bạch Dương yêu đế giữa mày màu tím tia chớp mà động, lại là kêu thảm thiết lên, mở miệng nói, hắc báo thống lĩnh cứu ta, nàng ở ta yêu hồn gieo pháp chú, ta kiên trì không được 10 tức. A, à, nhưng mà Bạch Dương yêu đế lời nói cũng chưa kêu xong, lại là kêu thảm thiết, ngay sau đó toàn thân màu tím lôi đình vần quanh, bốc lên khói đen, nháy mắt hắn liền hóa thành một khối than cốc. Lúc này cơ tím hà mới nói, 10 tức, ngươi cũng quá kia chính mình đương hồi sự. Cô nãi nãi lôi đỉnh pháp chú kỳ thật ngươi một đầu dương yêu có khả năng lý giải. Ngươi, dừng tay. Lúc này lại là hắc báo yêu đế hô to, cùng thời gian, muốn nhào hướng Dương Nghị Vân cùng cơ tím hà 10 đại yêu đế bỗng nhiên dừng lại. Dương Nghị Vân đều có chút sững sờ, hắn vung tay lên đều đem hồng y triệu hoán ra tới, nhưng lại không nghĩ tới hắc báo yêu đế cư nhiên kêu ngừng. Ngay sau đó chi gian hắc báo yêu đế nhìn chằm chằm cơ tím hà ánh mắt lập lòe không chừng nói, màu tím lôi đỉnh. Ngươi, ngươi là tiên giới cơ gia người. Ngươi biết ta cơ gia, xem ra còn có điểm kiến thức, hì hì cơ tím hà nhìn hắc báo thản nhiên thừa nhận. Đối với hắc báo có thể biết được cơ gia điểm này không chút nào kỳ quái, bởi vì cơ gia được xưng tiên giới đệ nhất gia tộc, chân chính tính lên bàn căn đan sen, không chút nào khoa trương nói, ngược dòng lịch sử, là có thể trải rộng tam giới tới luận. Tính lên kỳ thật nàng cũng coi như là từ hạ giới phi thăng đi lên, từ nhỏ đã bị gia tộc đưa đi hạ giới. Cũng là khi đó đụng phải chết lão nhân bái hắn làm thầy. Cho nên nói các nàng cơ gia ở tiên giới danh khí đại, ở chỗ này bị hắc báo tiên đế người ra tới cũng không kỳ quái, chủ yếu là nàng tím điện lôi đỉnh cái này là tiên giới độc nhất phân, là cơ gia biểu thị. Bất quá cận đại tới nói, có thể biết được cơ gia sinh linh liền ít đi, đối với rất nhiều sinh linh tới nói cơ gia là cổ xưa thần bí đại biểu từ, biết giả là rất ít. Hắc báo một chút nhận ra nàng. Điểm này nhiều ít làm cơ tím hà có chút kinh ngạc. Giờ phút này thừa nhận chính mình chính là cơ gia thân phận, hắc báo lại là cả người đều chấn động, nhìn chằm chằm cơ tím hà nửa ngày trầm ngâm lúc sau mới mở miệng nói, không biết cơ cô nương tiến đến ta Bạch Giao Long Vương phủ có việc gì sao? Nếu là tìm ta ra Long Vương đại nhân, kia ngượng ngùng, Long Vương đại nhân ra ngoài, cơ cô nương thỉnh về, chờ Long Vương đại nhân trở về ta sẽ hướng Long Vương đại nhân hội báo. Dương Nghị Vân ở một bên nghe có chút buồn cười, hắc báo yêu đế lời này hiển nhiên là ở giao thiệp, chẳng qua không thật cao minh mà thôi, như vậy liền muốn đánh phát tiểu sư tỷ, phỏng chừng là có khó khăn. Đương nhiên từ mặt bên cũng xem đến ra tới, hắc báo yêu đế đối tiểu sư tỷ hoặc là nói cơ gia thực kiêng kỵ, nếu không nói, tiểu sư tỷ ngay trước mặt hắn trực tiếp lộng chết Bạch Dương yêu đế, hắc báo yêu đế lại là coi như không phát sinh, vội vàng làm thủ hạ 10 đại yêu đế dừng lại. Còn như thế ôn hòa khuyên can tiểu sư tỷ rời đi. Đủ để thuyết minh, tiểu sư tỷ nơi cơ gia thật là siêu nhiên đại gia tộc, làm dị vực giới yêu tộc đều có điều cố kỵ, hắc báo yêu đế cũng là đường đường yêu đế đỉnh, lại nói tiếp bên ngoài thượng là cùng tiểu sư tỷ tu vi bằng nhau. Có lẽ ở bọn họ hai cái từng người trong mắt, từng người thực lực đều là có thể xử lý đối phương đi. Chẳng qua đối hắc báo tới nói, hắn là kiêng kỵ tiểu sư tỷ cơ gia xuất thân thân phận không dám tùy tiện động thủ. Chỉ có thể dùng bực này tương đối ôn nhu ngữ khí tới khuyên đi tiểu sư tỷ. Bất quá lấy Dương Nghị Vân đối vị này tiểu sư tỷ hiểu biết, nàng là sẽ không cấp hắc báo tiên đế bất luận cái gì mặt mũi. Quả nhiên kế tiếp Dương Nghị Vân chỉ thấy tiểu sư tỷ hì hì cười nói, hắc báo đúng không? Cô nãi nãi cũng bất hòa ngươi vòng vo, ta cùng ta sư đệ tiến đến thành chủ phủ, là muốn phải về tới nguyên bản thuộc về ta sư đệ một cái tiểu đồng bọn, nghe nói bị nhà ngươi Long Vương cấp bắt, liền vây ở thành chủ phủ hoa viên. Như thế, người có thể làm chủ còn trở về cho chúng ta lập tức rời đi, nếu không nói, cô nãi nãi chỉ có thể thỉnh ngươi mang chúng ta tiến vào thành chủ phủ hoa viên, chính chúng ta đi tìm. Cơ tím hà nói xong cười khanh khách nhìn hắc báo. Mà hắc báo nghe cơ tím hà ý đồ đến là muốn tìm kiếm cái gì hắn sư đệ tiểu đồng bọn, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải nháo sự, kiên nhưng thật ra ngươi hảo thuyết, đến nỗi là cái gì bị Long Vương đại nhân bắt tới, cái này nhưng thật ra không biết. Ngẫm lại Long Vương đại nhân đích xác với cất chứa các loại thiên hạ hiếm quý thậm chí là một ít thiên địa tinh linh yêu thích, hắc báo yêu đế cũng cho phép, chuyện này ở hắn nghĩ đến nhưng thật ra dễ làm. Liền mở miệng nói, là cái gì tiểu đồng bọn, ngươi hãy nói, chỉ cần ta có thể làm đến, còn cho các ngươi đó là.
Cơ Tím Hà hì hì cười chậm rãi mở miệng, tầm bảo thần chôn. Lời này một chỗ, Hắc Báo Yêu Đế sắc mặt đại biến, hắn một chút trong lòng liền trầm. Tầm bảo thần chôn đây là Long Vương đại nhân nghiêm lệnh toàn bộ thành chủ phủ trên dưới cấm kỵ, đối với tầm bảo thần chôn việc Hắc Báo Yêu Đế thân là thành chủ phủ cấm vệ quân thống lĩnh tự nhiên là biết đến, hắn Thái Thanh Sở Long Vương đại nhân đối tầm bảo thần chôn coi trọng. Hơn nửa giờ phút này tầm bảo thần chôn liền ở trong hoa viên, hơn nữa xem quan người này đây vị yêu tôn. Chuyện khác cái gì đều có thể thoái nhượng, bởi vì là cơ người nhà, mặt trong mặt ngoài đều phải cấp, tin tưởng liền tính là hắn Hắc Báo cúi đầu, Long Vương đại nhân trở về cũng sẽ không trách hắn. Nhưng là, tầm bảo thần chôn sự tình, tuyệt đối không thể, hắn cũng không quyền lợi làm chủ. Chuyện này chỉ có thể làm bộ không biết. Nhìn Cơ Tím Hà Hắc Báo Yêu Đế nói, Cơ cô nương cùng lãnh sư đệ có phải hay không nghĩ sai rồi, thành chủ phủ không có gì tầm bảo thần chôn, nghe cũng chưa nghe nói qua. Ha ha, xem ra ngươi là không chuẩn bị phối hợp cô nãi nãi, đương cô nãi nãi là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Cơ Tím Hà cười lạnh, sắc mặt âm trầm đi xuống. Mà Dương Nghị Vân đứng ở một bên không nói chuyện, nhưng lại là đem Hắc Báo Yêu Đế vừa mới thần sắc tất cả đều xem ở trong mắt, nhưng tiểu sư tỷ nói đến tầm bảo thần chôn thời điểm, Hắc Báo Yêu Đế thực rõ ràng ánh mắt mất tự nhiên lập lòe một chút. Lúc này trả lời nói không có gì tầm bảo thần chôn thời điểm, càng là không có cùng tiểu sư tỷ ánh mắt đối diện, đủ để thuyết minh hết thảy vấn đề. Điêu Nhi liền ở chỗ này. Điểm này Dương Nghị Vân tin tưởng chính mình phán đoán. Cơ cô nương tuy rằng ta kêu Long Vương đại nhân công đạo quá, bất hòa các ngươi cơ người nhà là địch, nhưng ngươi nếu là tưởng ở thành chủ phủ Dương Oai, ta Hắc Báo thân là thành chủ phủ cấm vệ quân thống lĩnh, lại cũng không ngại giết ngươi. Mềm không được, Hắc Báo trực tiếp ra tiếng uy hát yêu ta. Ha ha ha. Cơ Tím Hà cười ha hả, cô nãi nãi còn chưa bao giờ có bị người uy hát yêu ta quá, càng không có bị một đầu xúc sinh uy hát yêu ta quá. Nếu như thế, sư đệ động thủ, sát. Dứt lời Cơ Tím Hà toàn thân màu tím lôi đình lóng lánh dựng lên, lần này lại là hóa thân thành một đạo tia chớp lôi đình vèo một chút biến mất ở giữa sân. Đồng thời đối Dương Nghị Vân dặn dò động thủ. Dương Nghị Vân đã sớm đang đợi chờ tiểu sư tỷ mở miệng, nhưng tiểu sư tỷ mở miệng hết sức hắn liền cấp bên người Hồng Y hạ lệnh công kích, thẳng đến Hắc Báo Yêu Đế. Trong mắt hắn Hắc Báo Yêu Đế mới là uy hát yêu ta, làm Hồng Y hiệp trợ tiểu sư tỷ trực tiếp bắt lấy Hắc Báo sự tình liền dễ làm, đến nỗi Hắc Báo Yêu Đế bên người 10 đại yêu đế hậu kỳ, với hắn mà nói tuy rằng có chút cố hết sức, nhưng cũng không phải không có biện pháp ứng phó. Chỉ cần không phải đỉnh cấp bậc yêu đế, hắn có thủ đoạn tin tưởng đối phó. Vì Điêu Nhi, nháo liền nháo, đánh liền đánh. Không sợ. Hắn mục tiêu chính là ứng đối là cái yêu đế hậu kỳ đại yêu, đến nỗi Hắc Báo Yêu Đế giao cho tiểu sư tỷ hơn nữa Hồng Y tin tưởng là có thể ứng phó. Tiểu sư tỷ đối mặt tiên tôn trung kỳ đoạn làm việc nhà lão tổ đều dám đi ngạnh kháng, huống chi là một cái yêu đế đỉnh yêu tộc mà thôi. Dương Nghị Vân cho chính mình định vị thực rõ ràng. Đối mặt 10 cái yêu đế hậu kỳ, hắn không cầu chém giết, chỉ cần có thể bám trụ liền có thể, đến lúc đó chờ tiểu sư tỷ bắt lấy Hắc Báo Yêu Đế, hết thảy tự nhiên giải quyết. Răng rắc, khóe mắt nhìn đến tiểu sư tỷ toàn thân tia chớp lôi đình bùng nổ, lại là tứ tán mở ra, có một đạo trực tiếp đánh rớt ở Hắc Báo Yêu Đế trên người, làm Hắc Báo Yêu Đế nhiều cũng chưa tới kịp tránh né, ngay sau đó Hồng Y xuất kích, trực tiếp chính là đơn giản thô bạo một quyền oanh sát ở Hắc Báo Yêu Đế trên người. Oa! Hắc Báo Yêu Đế oa một chút hộc máu bay ngược đi ra ngoài. Cùng thời gian có 10 đạo lôi đình dừng ở nhằm phía hắn 10 cái yêu đế hậu kỳ cấm vệ trên người, Dương Nghị Vân có chút làm cảm động, hắn biết sư tỷ vẫn là sợ hắn có hại, phân ra một bộ phận tinh lực kiềm chế 10 cái yêu đế hậu kỳ cấp bậc cấm vệ. Giờ phút này cũng không kịp cảm động, hắn biết đây là tiểu sư tỷ tự cấp hắn chế tạo cơ hội, lập tức trong lòng vừa động đồ long kiếm cùng bàn long kiếm vèo vèo bay ra ngự kiếm dưới, quét ngang mà ra. Kiếm khí tung hoành, trực tiếp đối với 10 đại yêu đế cấm vệ bao phủ qua đi. Đồng thời hắn bạo giống một tiếng, huy động nắm tay, thúc giục càn khôn trong ngoài công bỗng nhiên đối với bên người gần nhất một người cấm vệ yêu đế oanh giết qua đi. Oanh! Ra tay cơ hồ vượt quá hắn đoán trước, hoặc là nói là đối tiểu sư tỷ thực lực khinh thường. Bởi vì hắn hai kiếm bùng nổ mà ra sau, kiếm khí dừng ở này đó yêu đế cấm vệ quân trên người. Này những cấm vệ cơ hồ đều không có phản kháng nơi, toàn bộ bị hắn kiếm khí cấp chạm thành vô số đoạn, ngay cả hắn một quyền cũng có chút bẹt oanh giết, đương nhiên cũng đem tên này cấm vệ quân cấp đánh thành một đoàn huyết vụ. Bực này tình huống chỉ có thể thuyết minh,
Tiểu sư tỷ phía trước đánh rớt ở 10 cái cấm vệ quân trên người lôi đình tia chớp bản thân liền khởi tới rồi đại tác dụng, hắn ngự kiếm dưới, hoàn toàn chính là bổ dao nhỏ. Cùng sư tỷ phối hợp dưới, 10 cái yêu đế hậu kỳ cấm vệ quân nháy mắt bị chém giết một cái sạch sẽ. Răng rắc, giống giống. Giờ phút này Dương Nghị Vân thu tay lại, bên tai nơi xa vang lên giống giận cùng tia chớp thanh, nhưng hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, lại thấy hắc báo yêu đế đã hóa ra bản thể. Trở thành một đầu chiều cao 3 thước hắc báo, toàn thân đều che kín lân giáp, thực hiển nhiên này cũng không phải tầm thường hắc báo yêu tu. Chỉ thấy hắc báo hóa thân bản thể lúc sau thét dài không ngừng, lại là chấp động chi gian tốc độ cư nhiên so với tiểu sư tỷ lôi đình tia chớp cũng không yếu, trong lúc nhất thời Hồng Y mất đi công kích mục tiêu, bởi vì hắc báo tốc độ quá nhanh, khó có thể công kích. Mà tiểu sư tỷ màu tím lôi đình tia chớp cũng là truy tung không đến bộ dáng. Bất quá hắc báo yêu đế cũng khó có thể gần người công kích tiểu sư tỷ, đến nỗi Hồng Y lại là bị hắc báo một kích cấp đánh bay, ở tốc độ thượng Hồng Y lại là nhược thế, chẳng qua Hồng Y thân thể cường hãn, bị hắc báo đánh bay Dương Nghị Vân tin tưởng cũng không quan trọng. Tiểu sư tỷ hóa thân lôi đình tia chớp đuổi theo hắc báo yêu đế đánh, lại là nhất thời nửa mà khó có thể bổ trúng hắc báo. Mỗi một khắc Dương Nghị Vân đôi mắt nhíu lại là phát hiện hắc báo yêu đế hướng về phía hắn tới. Dương Nghị Vân hơi hơi tưởng tượng liền biết hắc báo là nghĩ như thế nào, thứ này tất nhiên là kia tiểu sư tỷ không có biện pháp, mà hắn tốc độ chiếm cứ ưu thế, liền tính là tiểu sư tỷ một chốc cũng khó có thể bắt lấy hắn, cho nên hắn nghĩ đến niết chính mình cái này mềm quả hồng đi. Nếu là đem tiểu gia trở thành mềm quả hồng, vậy ngươi đã có thể sai, ngươi cho rằng liền ngươi tốc độ mau sao? Tiểu gia cũng cho ngươi bày ra một chút cái gì là tốc độ. Dương Nghị Vân lầm bầm lầu bầu nói xong. Trong lòng vừa động thủ chung xuất hiện không gian thạch, này mau không gian thạch chung lúc trước hắn nghiên cứu không gian khắc văn, chỉ là đụng phải bình cảnh lúc sau liền không có ở đi thâm nhập nghiên cứu quá, nhưng có không gian cục đá nơi tay, hắn có thể tiếp theo không gian là tiểu phạm vi không gian khiêu dược, cái này liền cũng không phải là tốc độ đơn giản như vậy. Hôm nay thấy được hắc báo yêu đế tốc độ, hắn cũng nhớ tới không gian thạch ưu thế, lúc này vừa lúc dùng để thử xem, bắt lấy cái này hắc báo yêu đế. Chỉ thấy hắc báo yêu đế hóa thành một đạo hắc khí tấn mãnh đối hắn mà đến. Dương Nghị Vân cầm trong tay không gian thạch, đứng ở không nhúc nhích, khóe miệng lại là giơ lên, nhìn hắc báo tới gần. Bất quá lúc này một tiếng nôn nóng vang lên, nghiệt xúc dám thương ta sư đệ, cô nãi nãi làm ngươi chết không có chỗ chôn. Cơ tím hà sốt ruột, nàng thấy được hắc báo nhằm phía sư đệ Dương Nghị Vân, dựa theo nàng ý tưởng, hắc báo tốc độ quá nhanh, Dương Nghị Vân sẽ có hại. Cái này khiếp sợ. Ra tiếng mắng hắc báo, kỳ thật đối với hắc báo tốc độ, nàng cũng là không đoán trước đến cư nhiên so với hắn lôi đỉnh tia chớp còn nhanh lóe một bậc. Trong lòng khẩn trương ra tiếng, nhưng mà không kịp ngăn trở, nháy mắt hắc báo đã một chảo phách về phía Dương Nghị Vân, từ nơi xa nhìn lại, Dương Nghị Vân lẳng lặng không nhúc nhích, giống như là hoàn toàn không có phản ánh giống nhau. Giống. Hắc báo gầm lên giận dữ, tràn ngập vui sướng, một chảo dưới trực tiếp vỗ vào Dương Nghị Vân trên đầu. Sư đệ. Cơ tím hà hai mắt đỏ đậm thét chói tai, nước mắt xôn xao lưu lạc. Nàng trong mắt hắc báo trực tiếp một móng vuốt theo Dương Nghị Vân đầu chụp được, tiểu sư đệ thân thể trực tiếp đều tiêu tán. Đau lòng hối hận cảm xúc trong nháy mắt tràn ngập cơ tím hà trong lòng, nàng một chút sững sờ ở đương trường. Nước mắt giàn giụa. Đã có thể ở thời điểm này, hắc báo yêu đế lại là vang lên một tiếng thê thảm giống lên một tiếng, giống. Cơ tím hà bỗng nhiên ngẩng đầu. Lại là hắc báo một chút ngã xuống trên mặt đất, bạch ngọc sàn nhà nháy mắt bị đỏ thắm máu nhiễm hồng. Ngay sau đó lại nhìn đến tiểu sư đệ lại lần nữa xuất hiện, một chân hung hăng đạp lên hắc báo trên người, trong tay pháp lực đả tọa, đem hắc báo cấp gắt gao khống chế. Sư tỷ ta không có việc gì. Quen thuộc thanh âm vang lên, nước mắt mông lung tự cơ tím hà thấy được Dương Nghị Vân đối với nàng lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Sư đệ. Cơ tím hà hóa thành một đạo tia chớp nháy mắt nhằm phía Dương Nghị Vân. Nàng hỉ cực mà khóc. Một chút tiến lên ôm lấy Dương Nghị Vân. Sư tỷ ta không có việc gì. Dương Nghị Vân bị tiểu sư tỷ thình lình xảy ra lần này ôm làm cho có điểm bó tay không biện pháp. Trong lòng ngực mỹ nhân mùi thơm của cơ thể thấm nhân tâm phủ, nên có cảm giác là tất cả đều tể sống. Nhưng với hắn mà nói từ cùng tiểu sư tỷ gặp mặt liền không có quá vượt qua sư tỷ trình tự mặt khác ý tưởng. Đương nhiên này không phải nói tiểu sư tỷ đối hắn không có lực hấp dẫn, vừa lúc ý tưởng hắn cái này tiểu sư tỷ quả thực chính là có thể so với thiên cơ sư nương cái loại này xem một cái ngươi, đều có thể làm ngươi thần hồn điên đảo, hại nước hại dân mỹ mạo tiên tử,
nói là tuyệt thế tiên tử cũng không quá, tiên giới nhất đẳng nhất cái loại này. Muốn mặt rất có mặt đại, muốn dáng người có thân hình, muốn cái đầu có cái đầu, muốn tính cách có tính cách, kiêm chức là hoàn mỹ nữ thần cái loại này. Nhưng mà hắn chính là sư tỷ. Chưa từng có quá nghĩ nhiều pháp, nhưng hiện tại bị tiểu sư tỷ một chút ôm trụ, nóng bỏng dáng người phi thường có liêu, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Một đôi tay cũng không biết hướng địa phương nào phóng. Muốn mệnh a. Dương Nghị Vân trong lòng kêu rên. Lại cũng là nghe được tiểu sư tỷ ở khóc, gắt gao ôm hắn, sợ hắn sẽ tại hạ một giây biến mất, cảm xúc truyền lại cũng không phải mặt khác, mà là đơn thuần lo lắng cùng khẩn trương. Cái này Dương Nghị Vân minh bạch, đúng vậy, vừa rồi kia một chút dọa đến tiểu sư tỷ. Đích xác vừa rồi Hắc Báo Yêu Đế nhằm phía hắn một khắc, hắn vì xuất kỳ bất ý cấp Hắc Báo Yêu Đế một kích, ở cuối cùng thời điểm mới vận dụng không gian thạch, điều động không gian chi lực, tiếp theo không gian chi lực né tránh Hắc Báo Yêu Đế một chảo. Tránh thoát đi lúc sau hắn trở tay chính là nhất kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Hắc Báo Yêu Đế thân thể, một chân đạp lên Hắc Báo trên người, nâng trưởng chi gian pháp lực hội tụ dưới hoàn toàn đem trọng thương Hắc Báo cấp phong ấn lên, đương nhiên hắn để lại Hắc Báo một mạng, cũng không có trực tiếp giết chết, đợi chút còn muốn từ Hắc Báo trong miệng như thế nào tiến vào thành chủ phủ hoa viên. Hắc Báo Yêu Đế cái này tự mình trải qua giả, cũng không có dự đoán được hắn có thể có không gian thạch tới điều động không gian chi lực, né tránh công kích, lại đi không hề tiếng động ẩn như hư không trở tay chân áp hắn. Đích xác hắn Hắc Báo tốc độ mau đây là thiên phú, nhưng lại mau tốc độ có thể không gian chi lực so sánh với sao? Tự nhiên không thể, căn bản là không phải một cái cấp bậc. Như thế Dương Nghị Vân đắc thủ, trở tay chấn áp Hắc Báo Yêu Đế. Không đủ Dương Nghị Vân chính mình rõ ràng đây cũng là may mắn, càng là xuất kỳ bất ý, nếu Hắc Báo Yêu Đế biết hắn có thể điều động không gian chi lực trong tay có không gian thạch bực này chí bảo nói, hắn sẽ có rất nhiều loại biện pháp tới tránh né, Yêu Đế thực lực cũng không phải ăn chay, bất quá nói đến cùng là Hắc Báo Yêu Đế đối chính mình tốc độ quá mức tự tin đại ý. Hắc Báo Yêu Đế một chảo chụp ở trên người hắn, hắn nhìn tiêu tán kỳ thật là tàn ảnh mà thôi, cũng không có thương đến hắn mảy may, nhưng ở nơi xa tiểu sư tỷ trong mắt, hắn bị Hắc Báo Yêu Đế cấp một chảo chụp đã chết, cho nên nàng khóc. Như vậy tưởng tượng, Dương Nghị Vân trong lòng ở cảm động đồng sự, cũng mạc danh có chút ý mừng, tắc ít nhất thuyết minh tiểu sư tỷ phi thường để ý hắn. Dương Nghị Vân mở miệng nói, sư tỷ không có việc gì, ta hảo hảo, hãy ngươi lo lắng. Phía trước kia một chút là bởi vì trong tay ta có một không gian thạch có thể điều động không gian chi lực, Hắc Báo một cái lông tơ cũng chưa thương đến ta, chỉ là vỗ vào ta tàn ảnh thượng. Nói chuyện chung Dương Mẫu Nhân theo bản năng nâng lên đôi tay ở Cơ Tím Hà bả vai vỗ vỗ an ủi. Nhưng lần này lại là làm Cơ Tím Hà cả người chấn động, đây là lần đầu tiên bị khác phái như vậy thân mật chụp bả vai, cũng phản ánh lại đây nàng thất thố, cư nhiên chui vào tiểu sư đệ trong lòng ngực. Sắc mặt xoát đỏ lên. Vội vàng đẩy ra Dương Nghị Vân, lau nước mắt nói, chán ghét, ngươi làm ta sợ muốn chết. Kỳ thật nàng vừa rồi thật là sợ hãi, nếu là tiểu sư đệ có cái gì sơ suất, nàng cũng không biết về sau như thế nào đối mặt sư phụ sư huynh bọn họ, càng sẽ không tha thứ chính mình, nếu là sớm một chút vận dụng áp đáy hòm át chủ bài, đem Hắc Báo làm nằm sấp xuống liền sẽ không như thế mạo hiểm. Còn hảo, tiểu sư đệ trung quy không có việc gì, sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng nàng lại dọa không nhẹ. Mang theo thẹn thùng giơ lên tiểu nắm tay ở Dương Nghị Vân ngực đánh trả hai hạ. Hoa Lê mang nước mắt nhưng trên mặt có mỉm cười, một màn này xem ở Dương Mẫu Nhân trong mắt, lại là sư tỷ làm cho cả thế giới đều ảm đạm, cười thiên địa đều ảm đạm thất sắc, phảng phất thế gian bất luận cái gì sự đều so không được nàng này cười. Dương Nghị Vân ngơ ngác nhìn Cơ Tím Hà thất thanh. Lần sau ngươi sớm một chút nói cho ta, làm ta sợ muốn chết, có nghe hay không? Cơ Tím Hà mang theo u oán nói. Vừa nói xong không nghe được Dương Nghị Vân có đáp lại, ngẩng đầu vừa thấy lại là nhìn đến Dương Nghị Vân ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm hắn đang xem, hai người bốn mắt tương đối dưới, Cơ Tím Hà tựa hồ từ Dương Nghị Vân trong ánh mắt thấy được một ít hắn chưa bao giờ có nhìn đến quá đồ vật, trong lòng đều là run lên, có một loại khác thường cảm. Ngươi nhìn cái gì đâu? Cơ Tím Hà một chân đá vào Dương Nghị Vân trên người, trực tiếp đem Dương Nghị Vân đá đến 3 mét ở ngoài. Tê Dương Mẫu Nhân hít hà một hơi. Sư tỷ ngươi đặt chân quá độc ác đi, đau quá. Trên thực tế hắn cường đại thân thể sao có thể sẽ đau. Chẳng qua là bị tiểu sư tỷ phát hiện hắn nhìn chằm chằm nàng xem hóa giải xấu hổ mà thôi. Trong lúc nhất thời hai người không nói chuyện. Ngay sau đó Dương Nghị Vân tìm lời nói, sư tỷ này đầu Hắc Báo xử lý như thế nào?
Nói đến hắc báo, Cự Tím Hà trong ánh mắt sát ý đại tác phẩm, đã bị Dương Nghị Vân cấp phong ấn hắc báo chính là bản thượng thịt cá, lập tức nói, cái này xúc sinh, lưu trữ vô dụng, đãi ta siêu hồn. Dứt lời Cự Tím Hà trực tiếp một chưởng vỗ vào hắc báo trên đầu, bắt đầu rồi siêu hồn. Oanh! Hắc báo yêu đế thân thể hóa thành hôi phi. Hảo, chúng ta đi thành chủ phủ hoa viên, biết như thế nào đi vào. Cự Tím Hà vỗ vỗ tay nói. Đối với hắc báo Cự Tím Hà là hận thấu, siêu hồn hoàn thành lúc sau, trực tiếp một đạo lôi đình bổ vào hắc báo trên người, hoàn toàn làm hắc báo biến mất ở trên đời này. Dương Nghị Vân đối tiểu sư tỷ cái này tính tình nóng nảy là thích, đồng thời lại có điểm chột dạ, trong lòng nghĩ có thể hay không có một ngày vị này cô nãi nãi một cái không cao hứng đem hắn cấp một đạo lôi đình bổ. Bất quá còn hảo, vừa rồi kia một màn thuyết minh tiểu sư tỷ đối hắn vẫn là thực quan tâm yêu quý, hẳn là sẽ không phách chính mình. Ngay sau đó hắn đi theo tiểu sư tỷ về phía trước phương rừng rậm đi đến. Sư tỷ thành chủ phủ hoa viên có phải hay không một cái độc lập không gian tồn tại? Dương Nghị Vân vừa đi một bên hỏi nàng. Ân, đúng vậy, ở hắc báo kia đầu nghiệt xúc trong trí nhớ, thành chủ phủ hoa viên thật là một phương độc lập không gian, vô cùng có khả năng là nào đó không gian pháp khí, chẳng qua hắc báo cũng không rõ ràng lắm. Bất quá như thế nào đi vào, ta đã biết đến, yên tâm đi, Nga đúng rồi, ở hắc báo trong trí nhớ người kia chỉ điêu nhi đích xác ở thành chủ phủ trong hoa viên, nhưng lại có một người tiên tôn tọa trấn ở thành chủ phủ hoa viên. Hơn nữa dựa theo hắc báo ký ức siêu hồn tới, đối với thành chủ phủ hoa viên bên trong sự tình, hắn biết đến cũng không nhiều, bên ngoài thượng biết chính là một vị tiên tôn lúc đầu tỏa chấn, có 30 danh các loại cảnh giới yêu đế cấm vệ quân tồn tại. Mặt khác ta đánh giá thành chủ phủ chung 10 đại đỉnh yêu đế mặt khác yêu đế có lẽ đã tới rồi ngăn cản chúng ta, đương nhiên hiện tại hắc báo cùng Bạch Dương hai cái nhiệt xúc đã bị chúng ta chém giết, dư lại chính là 8 yêu đế chung cũng không nhất định toàn bộ đều ở thành chủ phủ. Tới cũng không quan trọng, tới một cái cô nãi nãi diệt một cái, tới hai cái diệt bọn họ một đôi, toàn bộ đều tới, toàn bộ xử lý, chúng ta hiện tại duy nhất không xác định chính là thành chủ phủ hoa viên trong vòng còn có hay không đệ nhị tiên tôn tồn tại. Nhưng cũng không quan trọng, nếu chúng ta tới liền đi xông vào một lần, cũng không có gì sợ quá, đi theo sư tỷ đi, nhất định không sai. Những lời này nói xong lời cuối cùng, Dương Nghị Vân nghe đều xấu hổ, tiểu sư tỷ khoác lác thật là có một bộ. Đương nhiên lời này hắn cũng không dám nói ra tới, chỉ có thể trong lòng ngẫm lại, bất quá lần này hắn không nghĩ tới sự, tiểu sư tỷ ở kế tiếp biểu hiện chung, dùng thực lực chứng minh rồi nàng lời nói không ở khoác lác. Hai người nói chuyện chi gian đã tiến vào trong rừng rậm, Dương Nghị Vân phía sau đi theo Hồng Y, như cũ trầm mặc, như là bóng dáng của hắn giống nhau an tĩnh. Tuy rằng Hồng Y lần này biểu hiện cũng không kinh diễm, nhưng Dương Nghị Vân cảm giác Hồng Y càng ngày càng có linh tính. Tựa hồ nàng hoàn toàn mới ý thức đang không ngừng trưởng thành chung. Dương Nghị Vân tin tưởng chung có một ngày, Hồng Y là có thể trở thành chính mình bên người cường hãn nhất tồn tại. Cái này cũng chỉ là thời gian vấn đề. Sư tỷ như thế nào đi vào, nhìn một tảng lớn rừng rậm, Dương Nghị Vân biết thành chủ phủ chân chính hoa viên tuyệt đối có độc đáo môn hộ tồn tại, cũng không phải chỉ này một mảnh rừng rậm. Đi phía trước đi, có 3 viên phẩm tự hình đại thụ. Chính là tiến vào thành chủ phủ hoa viên không gian môn hộ nơi. Cự Tím Hà đáp lại. Hai người về phía trước lại đi 500 mễ thời điểm, rốt cuộc nhìn đến, quả nhiên có tam cây 3 ngày đại thụ tồn tại. Tam gốc đại thụ cũng thật là thành phẩm hình chữ, mỗi một gốc cây chi gian khoảng cách không nhiều không ít vừa lúc 9 mét, trung gian 2-30 mét vuông đất trống, đó là môn hộ nơi. Đi vào đi, Cự Tím Hà nói chuyện chi gian đi đến, nhưng mà mới vừa đi không vài bước, lại là bỗng nhiên dừng lại. Dương Nghị Vân đi theo nàng phía sau thình lình một chút đánh vào nàng mềm mại bên hông, tức khắc một trận lúng túng nói, sư tỷ làm sao vậy? Cự Tím Hà nheo lại đôi mắt nói, có nghiệt xúc chắn nói. Dương Nghị Vân sửng sốt, hắn bốn phía nhìn xem cảm giác cũng không phát hiện cái gì không đúng, nhưng là hắn tin tưởng sư tỷ một khi đã như vậy nói, đó chính là có đạo lý, chung quy hắn tu vi cảnh giới mới là tiên vương đỉnh, tuy rằng khoảng cách đế cảnh chỉ kém chỉ còn một bước, nhưng lại là như cũ là kém một chút. Hắn cảm thụ không đến không thích hợp, không đại biểu sư tỷ cảm thụ không đến. Xuất hiện đi, đừng che che giấu giấu, cô nãi nãi liền ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi chờ Bạch Giao Long Vương tọa hạ yêu yến thành là rùa đen rút đầu không thành. Cự Tím Hà đối với phía trước cười lạnh chào phúng. Lời này vừa nói ra, khắp rừng rậm đều bắt đầu cuồng phong gào thét. Tức khắc Dương Nghị Vân cảm nhận được năm đạo túc sát chi khí xuất hiện, đồng thời yêu khí phóng lên cao. Mỗi một đạo yêu khí đều là yêu khí tận trời,
liền đối với tiểu sư tỷ nói, sư tỷ năm cái yêu đế đỉnh. Không nghĩ tới cơ tím hà lại là lắc đầu nói, là 6 cái yêu đế, chẳng qua một cái khác che giấu thực hảo, sư đệ kế tiếp cẩn thận một chút, bảo vệ tốt chính mình, ta khả năng chiếu cố không đến ngươi, thứ 6 cái che giấu yêu đế sợ là không đơn giản. Sư tỷ yên tâm ta tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Dương Nghị Vân cười khổ trả lời, Dương mỗ nhân không nghĩ tới một ngày kia, hắn cũng sẽ trở thành liên lụy tồn tại. Cái này làm cho hắn trong lòng chênh lệch có điểm đại, hiện tại hắn so bất luận cái gì một khác đều khát vọng đột phá đến tiên đế chi cảnh, nếu đột phá đến tiên đế chi cảnh hắn không nói bay lên tới, tốt nhất có thể cùng sư tỷ đứng chung một chỗ giết địch, mà không phải bị sư tỷ nghĩ thời thời khắc khắc bảo hộ hắn. Kỳ thật mặt khác, hắn kỳ thật chân chính chém giết nói, thực lực cũng không kém, chẳng qua là ở sư tỷ trong mắt hắn trở thành phải bảo vệ đối tượng. Loại này bảo hộ là một loại yêu quý, giống như là hắn giống nhau, luôn là không có lúc nào là nghĩ đến đối mặt cường địch thời điểm, trước tiên suy xét chính là bảo hộ bên người bằng hữu thân nhân. Tuy rằng hắn thực hưởng thụ bị sư tỷ bảo hộ quan tâm loại cảm giác này, nhưng hắn càng hy vọng chính là bực này thời điểm, xông vào phía trước chém giết kháng hạ tất cả chính là hắn, mà bị bảo hộ quan tâm chính là tiểu sư tỷ. Ha ha, cơ gia người liền có thể như vậy hoành sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta không dám giết ngươi? Tiểu cô nương đừng quên nơi này là dị vực giới, là Bạch Giao Thành, là thành chủ phủ, cũng không phải là các ngươi cơ gia. Liền ở Dương Nghị Vân trong lòng miên man suy nghĩ thời điểm, một cái âm lãnh thanh âm vang lên. Ngay sau đó thanh âm này tiếp tục nói, giết các nàng, cơ gia cũng không có gì ghê gớm, giết ta thành chủ phủ yêu đế, Bạch Giao Long phủ đệ này một cái giết ngươi, cơ gia cao tầng cũng sẽ không nói cái gì. Tin tưởng cơ người nhà còn không đến mức vì ngươi một người mà cùng nhà ta Long Vương đại nhân trở mặt. Ở dứt lời lúc sau, vô thành vô tức chung, bốn phía xuất hiện 5 cái yêu khí tận trời yêu đế đỉnh, cầm đầu đúng là một nữ tử, còn lại 4 người đều là trung niên nam tử bộ dạng. Hiển nhiên vừa rồi nói chuyện hiển nhiên là cái này cầm đầu nữ tử. Chẳng qua ở Dương Nghị Vân trong mắt nữ tử này một đầu nữ phát là quấn lên tới, trở thành một cái xanh biếc vô cùng xà, hiển nhiên là cái xà yêu. Còn lại 4 người còn lại là gì có bất đồng, nhưng không có thực rõ ràng đặc thù, cũng không biết là cái gì yêu quái. Giờ phút này tiểu sư tỷ còn lại là hừ lạnh một tiếng nói, ở cô nãi nãi trong mắt ngươi chờ cũng chính là mấy đầu yêu đế đỉnh tu vi xúc sinh mà thôi, có cái kia bản lĩnh sát cô nãi nãi, thật đúng là không sợ nói cho các ngươi, cô nãi nãi lang bạt tiên giới thật không đánh quá gia tộc cờ hiệu, bằng chính là tự thân thực lực. Muốn xử lý các ngươi mấy cái nhiệt xúc đối cô nãi nãi lão nói thật không phải cái gì việc khó. Tiểu sư tỷ nói xong, ngay sau đó nhìn về phía 5 cái yêu tu, dừng ở nữ yêu tu trên người bắt đầu nói, ở hắc báo trong trí nhớ, ngươi hẳn là chính là Bạch Giao Long Vương tỏa hạ 10 đại yêu đế đỉnh trung danh liệt đệ nhị yêu đế Trúc Diệp Thanh đi, còn có dư lại 4 cái ân, nhưng thật ra có cái dễ nghe danh liệt, heo chó mèo chuột, hi hi. Còn có tránh ở âm thầm không ra tới vị nào, ân, nói như thế nào đâu. Âm thầm hẳn là một đầu huyễn yêu, là cái gì bản thể cư nhiên ở hắc báo trong trí nhớ cũng chưa ghi lại, nhưng thật ra có điểm ý tứ, đến nỗi các ngươi còn lại này đó nói thật đều là rác rưởi ngươi. Phốc, Dương Nghị Vân nghe được tiểu sư tỷ cuối cùng một câu, một chút không nhịn xuống liền bật cười. Đều là rác rưởi ngươi. Quá khí phách đi. Này mấy cái yêu tu tốt xấu đều là yêu đế đỉnh tồn tại, nhưng bị tiểu sư tỷ một câu, tất cả đều mắng thành rác rưởi. Phảng phất này đó yêu đế đỉnh tồn tại, vẫn là a miêu a cẩu giống nhau, bất quá. Nghe một chút tiểu sư tỷ nói chuyện, thật đúng là chính là rác rưởi. Mặc kệ nói như thế nào, còn không có bắt đầu đánh, tiểu sư tỷ đầu tiên liền ở khí thế thượng nghiền áp này 5 cái yêu đế. Chỉ có một dấu ở âm thầm huyễn yêu, lại là ở tiểu sư tỷ trong miệng xem như được đến một đinh điểm xem như tán thưởng nói đi. Kế tiếp, lấy Trúc Diệp Thanh cầm đầu 5 đại yêu đế, bị tiểu sư tỷ nói. Tất cả đều lừa gạt, một đám sắc mặt vốn dĩ liền không phải nhân loại bình thường màu da, thanh hồng bạch lục các có bất đồng, cái này càng là biến thành màu sắc rực rỡ. Nửa ngày lúc sau, Trúc Diệp Thanh chỉ vào tiểu sư tỷ, run đều tức giận đến run rẩy nói, sát. Cho ta giết cái này tiểu tiện nhân. Dương Nghị Vân hai tròng mắt tinh quang hiện lên, giờ khắc này hắn sát khí vô biên dựng lên, chăm chú vào Trúc Diệp Thanh trên người, trong lòng đem Trúc Diệp Thanh hỏa thượng phải giết sổ đen. Này nhiệt xúc thế nhưng mắng tiểu sư tỷ là tiểu tiện nhân, lời này nghe được hắn trong tai so mắng hắn đều còn làm hắn khó chịu, chuẩn bị thân thủ chém này Trúc Diệp Thanh phao rượu. Trúc Diệp Thanh nói làm Dương Nghị Vân trong lòng nổi lên sát khí, hắn không cho phép có người mắng tiểu sư tỷ,
chẳng sợ tiểu sư tỷ bản nhân không ở với, nhưng hắn không cho phép. Này xa là ở tìm chết. Tuy rằng là cái yêu đế đỉnh, càng là thành chủ phủ chung 10 đại đỉnh yêu đế danh liệt đệ nhị tồn tại, nhưng nếu là Dương Mỗ Nhân thật sự một lòng tưởng diệt trừ nàng, cũng vẫn là có biện pháp, cùng lắm thì ở vận dụng một lần càn khôn thần điện lực lượng mà thôi. Hiện tại Dương Nghị Vân cảm giác vận dụng càn khôn thần điện lực lượng, phản phệ chi lực chưa chắc sẽ muốn mệnh, bởi vì hắn lần trước bị thương lúc sau, hoa sen đen cùng lão cây liễu liên thủ dưới, lão cây liễu thậm chí là vận dụng thượng tam phiến cây liễu lá cây, hắn thân thể thượng một cái đại bậc thang. Thừa nhận càn khôn thần điện phản phệ chi lực, trọng điểm là thân thể mềm dẻo tính năng không thể thừa nhận được càn khôn hồ lực lượng đánh sâu vào, có thể chống đỡ tự nhiên là không thành vấn đề. Lúc này ở Trúc Diệp Thanh đối với mặt khác bốn cái yêu đế hô to lúc sau, nháy mắt các nàng năm cái tất cả đều nhào tới, bất quá Dương Nghị Vân nhìn Trúc Diệp Thanh ở bên trong năm đại yêu đế có ba cái yêu đế đem lực chú ý đặt ở tiểu sư tỷ trên người, mặt khác hai cái còn lại là đem lực chú ý đặt ở hắn cùng Hồng Y trên người. Thực hiển nhiên ở bọn họ trong mắt hắn là cái tiểu nhân vật giống nhau tồn tại, điểm này Dương Nghị Vân ở trong lòng cười lạnh, vậy cho các ngươi này đó nghiệt xúc nhìn xem ta cái này tiểu nhân vật thủ đoạn. Đích xác hắn nếu là đơn độc đối thượng yêu đế đỉnh tồn tại thời điểm, lấy hiện tại cảnh giới tu vi là thực cố hết sức, nhưng một cái yêu đế đỉnh muốn giết hắn kia cũng không dễ dàng. Bất quá hắn có cái đại bang tay tại bên người liền không giống nhau. Hồng Y cái này á thánh thân thể cấp bậc tồn tại phối hợp dưới, chém giết yêu đế cũng không phải cái gì việc khó. Khoảnh khắc công phu hai cái yêu đế đối với hắn cùng Hồng Y phân biệt xông tới. Mà tiểu sư tỷ bên kia là Trúc Diệp Thanh mang theo mặt khác hai cái yêu đế, đối với tiểu sư tỷ Dương Nghị Vân kỳ thật cũng không lo lắng, hắn biết nhà mình tiểu sư tỷ thủ đoạn thực lực ứng đối ba cái yêu đế đỉnh yêu quái hẳn là không khó. Duy nhất lo lắng chính là phía trước tiểu sư tỷ trong miệng nói qua huyễn yêu, vẫn luôn đều giấu ở âm thầm, đến bây giờ vị trí đều không có ra tới, cái gọi là minh thương dễ tranh ám tiễn khó phòng, ai cũng không biết âm thầm thứ sáu cái yêu đế khi nào sẽ nhảy ra. Hơn nữa Dương Nghị Vân tin tưởng huyễn yêu nếu là nhảy ra thời điểm chính là đối hắn cùng tiểu sư tỷ tuyệt sát bắt đầu, điểm này hắn trong lòng lo lắng. Nhưng cũng không có biện pháp, giờ phút này hắn chỉ có thể tận lực làm chính mình an toàn, không cho sư tỷ vướng bận, đến nỗi tiểu sư tỷ tất nhiên đối âm thầm huyễn yêu ở đề phòng, tin tưởng nàng sẽ không có hại. Như thế dưới tình huống, Dương Nghị Vân đôi mắt nheo lại, hết sức chăm chú đem tinh lực đặt ở hướng về phía hắn cùng Hồng Y mà đến hai cái yêu đế trên người. Chỉ có ở trong thời gian ngắn nhất đem hai cái yêu đế chém giết, mới có thời gian đi trợ giúp tiểu sư tỷ. Hồng Y. Lập tức hắn liền đối với Hồng Y hô to một tiếng. Cùng Hồng Y chi gian bản thân liền có cảm ứng tồn tại, có thể nói tâm ý tương thông cái loại này, hắn một ý niệm Hồng Y là có thể minh bạch. Loại này thời điểm Dương Nghị Vân biết muốn Dương Trường Tị Đoản, đem chính mình nhược thế lẩn tránh, đem ưu thế phát huy ra tới mới có thể đối địch. Hắn khuyết điểm là thực lực không đủ. Mà sở trường còn lại là Hồng Y cái này cường đại vô cùng thân thể Á Thánh. Lấy Hồng Y Á Thánh thân thể, lý luận thường là có thể ứng đối bất luận cái gì tiên giới trình tự sinh linh công kích, cho nên đây là hắn lớn nhất ưu thế, chỉ cần chỉ huy Hồng Y thích đáng, chém giết này hai cái yêu đế là không khó. Kêu to lúc sau, Hồng Y vèo một chút chắn hắn trước người, giờ phút này Dương Nghị Vân ngự kiếm mà ra. Ra khỏi vỏ hợp nhất trảm. Đồ Long kiếm ra khỏi vỏ lúc sau vỏ kiếm cũng hóa hình lại dung hợp, bạo phát mạnh nhất kiếm khí nhất kiếm chém giết hướng về phía trong đó một cái yêu đế. Cùng thời gian Dương Nghị Vân trong tay không gian thạch nắm chặt, thúc dục dựng lên, ngay sau đó hắn thân thể biến mất ở Hồng Y phía sau, lại là nương không gian chi lực một chút xuất hiện một cái khác yêu đế phía sau, trong tay bàn Long kiếm cũng điều động tới rồi đỉnh, bỗng nhiên đối với tên này yêu đế sau lưng nhất kiếm đâm đi xuống. Đến nỗi cái thứ nhất yêu đế hắn lấy Đồ Long kiếm ngạnh kháng một kích, Hồng Y xuất động cùng chi đối đánh, đồng thời động thủ. Hắn nương không gian chi lực giết địch chính là khởi đến một cái xuất kỳ bất ý, kích thứ nhất nếu là chém giết không được, đến lúc đó lại đi công kích sợ là không dễ dàng, đối phương có phòng bị là có thể tránh né. Bởi vì tu vi nguyên nhân hơn nữa chung quy không gian thạch là thuộc về ngoại lực, tuy rằng có thể ở nhất định phạm vi tiến hành không gian khiêu dược, nhưng lại là có không gian dao động. Như thế là có thể bị phát hiện. Nếu là thiên nhiên không gian chi lực vậy không tồn tại không gian dao động, nhưng giết địch với vô hình, đương nhiên dựa theo sư tỷ cách nói, ở đế cảnh giới thời điểm, là có thể tu luyện không gian chi lực, bất quá không gian nơi tu luyện, cũng không phải bất luận cái gì sinh linh đều có thể tu luyện hiểu được, tỷ như yêu tộc liền không được. Giống không gian môn hộ định vị bực này thần thông,
là nhân tộc truyền lưu tu luyện thần thông, yêu tộc tu luyện lên là khó khăn, không nhất định có thể tu luyện ra tới, mỗi một chủng tộc tu luyện đều có từng người riêng hệ thống tồn tại. Hắn bỗng nhiên xuất hiện tại đây danh yêu đế sau lưng, trong tay bàn long kiếm một chút đối với yêu đế sau lưng đâm tới. Oanh! Giống! Nổ vang dưới, yêu đế phát ra hét thảm một tiếng. Dương Nghị Vân trong lòng vui vẻ, hắn nhất kiếm thì hà đắc thủ. Chính là ngay sau đó hắn lại sắc mặt đại biến, bởi vì này nhất kiếm cũng không có trong tưởng tượng nhất kiếm trực tiếp đem cái này yêu đế thứ một cái lạnh thấu tim. Mà là nhất kiếm chỉ đâm vào đi một lóng tay đầu chiều sâu. Này đối tên này hình thể khổng lồ yêu đế tới nói cũng chỉ có thể là ăn đau một chút. Ngay sau đó tên này yêu đế toàn thân yêu khí đại tác phẩm, quang mang lập lòe chi gian ở nháy mắt hóa thành một đầu hình thể thật lớn màu đen lợn rừng tâm thái. Thân hình ước chừng đạt tới 8-9 mễ, độ cao đều có 2 mét. Giống giống. Giống giận mấy ngày liền. Dương Nghị Vân vội vàng lui về phía sau mở ra, không nghĩ tới hắn chọn lựa một đầu da dày thịt béo heo yêu, trách không được hắn toàn lực thúc giục bàn long kiếm, cũng chỉ là nói đâm vào đi một lóng tay đầu chiều sâu, căn bản liền không có thương đến này đầu heo yêu yếu hại. Dương Nghị Vân ngay lập tức né tránh tới rồi 10 mét ở ngoài. Bên tai cũng vang lên một khắc thanh kêu thảm thiết. Lại là Hồng Y cùng phía trước tên kia yêu đế chống chọi một kích, lại thấy cái này yêu đế kêu thảm thiết chung bay ngược đi ra ngoài 20-30 mễ, ngực nổ tung một cái miệng vết thương, ngã xuống trên mặt đất không còn có lên. Dương Nghị Vân một trận kinh ngạc, Hồng Y lực lượng tựa hồ càng thêm cường đại rồi, hắn đi đối phó heo yêu, vẫn là đánh lén thành phần, cũng chỉ là đem heo yêu thương đến, nhưng Hồng Y trực tiếp một quyền liền đem đối thủ đánh chết. Đương nhiên Hồng Y có thể được tay. Còn có cái nhân tố là hắn ngay từ đầu thúc giục đồ long kiếm một kích, cũng có lẽ là cái này yêu đế coi thường Hồng Y, không nghĩ tới Hồng Y sẽ là á thánh cấp khác thân thể, bộc phát ra tới lực lượng viễn siêu tưởng tượng, chết ở Hồng Y trên tay tên này yêu đế cũng không tính oan uổng. Giống giống. Giờ phút này heo yêu thấy đồng bạn bị giết, phát ra giống giận, hai mắt đỏ đậm đối với Dương Nghị Vân vọt lại đây. Cái này Dương Nghị Vân khóe miệng có cười lạnh, nhiệt xúc cái này lại đây ngươi là tìm chết. Dứt lời hắn bạo giống một tiếng, đồ long ra khỏi vỏ. Bàn long ở thiên. Hai thanh nói kiếm, tức khắc sơ cấp, bùng nổ mà ra cường đại chói mắt quang mang cùng kiếm khí. Đồ long kiếm trực tiếp ngự kiếm đối với heo yêu chính diện đâm tới, mà bàn long giang còn lại là một bước lên trời dựng lên, ngay lập tức chi gian bay về phía chân trời. Hồng Y. Ngay sau đó hắn đối Hồng Y hạ lệnh, làm Hồng Y ra tay. Chính hắn còn lại là toàn thân càn khôn nội công vận chuyển lúc sau, bỗng nhiên một chưởng oanh sát mà đi. Theo sát ở đồ long kiếm lúc sau. Oanh! Cùng trong tưởng tượng giống nhau, đồ long kiếm một kích dưới bị heo yêu trên người bạo khởi vầng sáng đánh bay, rốt cuộc hắn cùng heo yêu chi gian tu vi kém quá lớn, chính diện so đấu lực lượng hắn biết đối heo yêu là vô dụng, bất quá hắn cũng không trông cậy vào này nhất kiếm có thể đem heo yêu thượng thương đến, chỉ là có thể tạo được một cái giảm sóc nơi liền cũng đủ. Ngay sau đó hắn vận chuyển lão nhân truyền thụ chí tôn thần thông, một quyền tạp hướng heo yêu kim quang lấp lánh bùng nổ, trong cơ thể pháp lực vận chuyển cũng đạt tới cực hạn, hắn cũng là chống chọi, chính là muốn biết chính mình hiện tại thực lực đối thượng đế cảnh đỉnh cao thủ đến tột cùng có thể kém nhiều ít. Mặt khác cũng muốn thử xem chính mình thân thể cường độ như thế nào. Nếu thân thể cường độ có thể đạt tới hắn trong lòng mong muốn, hắn ở kế tiếp trong chiến đấu hoặc là nói ở sống chết trước mắt liền có thể trực tiếp thúc giục càn khôn thần điện chi lực. Chỉ cần là thân thể cường đại cũng đủ, là có thể chịu nổi càn khôn thần điện lực lượng phản phệ. Nhưng mặt khác, hắn nếu có thể vận dụng càn khôn thần điện lực lượng, như vậy ở kế tiếp trong chiến đấu, hắn là có thể liều mạng, có lẽ là có thể xử lý muốn làm rất mục tiêu. Tỷ như Trúc Diệp Thanh này xả yêu. Ầm vang. Rốt cuộc Dương Nghị Vân một quyền nện ở heo yêu trên đầu, hắn đây cũng là tiếp theo đồ long kiếm công kích khe hở ra tay, xem như thực thuận lợi liền tạp tới rồi heo yêu đầu. Nhưng là, thành công là thành công, nhưng ở nắm tay rơi xuống một khắc, hắn cảm thụ này một quyền tựa hồ nện ở sắt thép thượng giống nhau, ngay sau đó từ heo yêu trên đầu bùng nổ dựng lên một cổ hồn hậu đến vượt quá hắn tưởng tượng lực lượng, nháy mắt nhộn nhạo dựng lên, trực tiếp đối với cánh tay hắn đánh sâu vào, dừng ở trên người hắn. Giờ khắc này Dương Nghị Vân kêu rên một tiếng, hắn cảm nhận được chính mình một chút bị cự lực đâm bay, nháy mắt như là như diều đứt dây giống nhau bay ngược đi ra ngoài. Heo yêu pháp lực chi cường vượt quá Dương Nghị Vân đoán trước, hắn ở bay ngược đi ra ngoài thời điểm, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, cánh tay đều đang run rẩy, bất quá trong lòng khiếp sợ ở ngoài lại cũng đang cười.
Bởi vì hắn cánh tay không có bị chấn đoạn, chỉ là có chút run rẩy, trong cơ thể tuy rằng khí huyết ở quay cuồng, nhưng lại ở thừa nhận trong phạm vi. Này thuyết minh hắn nếu mạo hiểm đi điều động càn khôn thần điện chi lực có lẽ. Có thể là có thể thừa nhận, nhưng là cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng, chung quy vẫn là sẽ bị càn khôn thần điện chi lực phản phệ thương đến, bất quá hắn lại biết có lẽ sẽ không có tánh mạng nguy hiểm. Này liền vậy là đủ rồi. Ở pháp lực phương diện so đấu thượng, hắn thật là không đủ cùng đế cảnh đỉnh đối đánh chém giết, còn kém một đầu, bất quá cùng yêu đế hậu kỳ là có thể cứng đối cứng vấn đề không lớn. Lần này hắn cũng thử ra chính mình thân thể cường đại, tuy rằng trong cơ thể khí huyết quay cuồng khóe miệng ở đổ máu, nhưng lại đáng giá. Tuy rằng bị heo yêu đâm bay, nhưng Dương Nghị Vân trong lòng thượng thực nhẹ nhàng, bởi vì hắn thủ đoạn chỉ sử dụng ra một nửa. Hồng Y ra tay, theo sát ở hắn phía sau. Hoặc là nói ở hắn bị heo yêu đánh bay sau khi rời khỏi đây, Hồng Y công kích đồng thời cũng dừng ở heo yêu trên người. Ầm vang. Giống. Hồng Y một quyền nện ở heo yêu trên người, làm heo yêu kêu thảm thiết, này đầu nhiệt xúc liền tính là lại da dày thịt béo, bị á thánh cấp khác Hồng Y một quyền nện ở trên người cũng muốn có hại. Kêu thảm thiết một tiếng oanh ghé vào trên mặt đất. Chảm. Theo sát Dương Nghị Vân trong miệng tuôn ra một cái chảm tự. Phía trước bay vào trời cao bàn long kiếm từ trên trời giáng xuống, còn chính là một kích bàn long ở thiên, khí thế rộng lớn đối với heo yêu chém xuống. Kiếm khí cắt qua phía chân trời giống nhau, trực tiếp chạm ở heo yêu bị Hồng Y tạp ra một cái huyết động trên cổ, nhất kiếm dừng ở heo yêu đầu từ trên cổ chuyển nhà cuồn cuộn rơi xuống đất. Giờ phút này Dương Nghị Vân theo sát sau đó đôi tay vũ động, pháp lực vận chuyển ở đôi tay, một chưởng vỗ vào heo yêu bị chặt bỏ đầu, một tay vỗ vào chủ yếu nửa người sau. Pháp lực chung mang theo thanh liên tiên hỏa, hoàn toàn đốt cháy heo yêu thân thể. Nổ vang dưới heo yêu đầu dập nát, nửa người sau tạc nước thiêu đốt, cái này hoàn toàn diệt sạch, hồn phi phách tán. Cùng Hồng Y phối hợp dưới hai đại yêu đế bị chém giết. Cái này chiến quả thực sự không tồi. Bỗng nhiên Dương Nghị Vân quay đầu lại hướng về nơi xa tiểu sư tỷ nơi nhìn lại, hắn bên này chiến đấu một kết thúc, trước tiên nghĩ đến đó là tiểu sư tỷ. Răng rác, ầm vang. Lôi đình vạn quân vang vọng ở khắp rừng rậm. Nhưng Dương Nghị Vân chỉ nghe được thanh âm, lại là không có nhìn đến tiểu sư tỷ thân ảnh, lúc này ngay cả Trúc Diệp Thanh chờ tam đại yêu đế thân ảnh đều biến mất không thấy, hắn trong tầm mắt lại mà đại chi còn lại là một mảnh mông lung sương mù, không biết khi nào ngay cả tam cây tiến vào thành chủ phủ hoa viên môn hộ đại thụ đều biến mất không thấy. Cái này làm cho Dương Nghị Vân một trận kinh ngạc, vừa rồi chỉ lo sát hai cái yêu đế. Lại là không quan khán bốn phía hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa. Hắn sắc mặt biến đổi, trong đầu trước tiên nghĩ tới tiểu sư tỷ phía trước nhắc tới thứ sáu cái yêu đế, Huyễn Yêu. Là Huyễn Yêu ở quấy phá sao? Cũng chính là trăm mét ở ngoài khoảng cách mà thôi, lại là sương mù mông lung, nhìn không thấy tiểu sư tỷ thân ảnh, nhưng lại là có thể nghe thấy lôi đình từng trận. Dương Nghị Vân biết sư tỷ có thể là bị mấy cái yêu đế cấp tính kế. Bất quá còn đều nghe thấy lôi thần từng trận vậy thuyết minh tiểu sư tỷ tạm thời không có việc gì, chẳng qua là bị nhốt hoặc là ở bị mấy cái yêu đế ở vây công. Như thế Dương Nghị Vân không có tùy tiện xông lên đi, mà là mở ra càn khôn chi mắt, mắt thường nhìn không thấy trong đó hoàn cảnh nhưng lại hắn tin tưởng chính mình càn khôn chi mắt là có thể thấy. Quả nhiên vận chuyển khởi càn khôn chi mắt sau, hắn thấy được sương mù chung hoàn cảnh. Chỉ thấy tiểu sư tỷ hóa thân thành kiếp vân. Màu tím đen lôi đình tia chớp vờn quanh không ngừng giáng xuống, đánh rớt ở đại địa thượng, nhưng trong mắt hắn tựa hồ tiểu sư tỷ ở mù quáng công kích, bởi vì lôi đình rơi xuống nơi không có bất luận cái gì đại yêu tồn tại, tựa hồ ở cùng không khí đánh nhau. Bất quá Dương Nghị Vân tin tưởng nhất định là có nguyên nhân, bởi vì lấy Trúc Diệp Thanh cầm đầu tam đại yêu đế lại là huyền phù ở phía chân trời phía trên, đem tiểu sư tỷ vây quanh lên, đang không ngừng công kích tiểu sư tỷ biến thành kiếp vân. Mỗi một lần công kích đều sẽ làm kiếp vân một trận run rẩy, thả đang không ngừng thu nhỏ lại chung. Dương Nghị Vân ánh mắt âm trầm, loại tình huống này hiển nhiên là tam đại yêu đế tự cấp tiểu sư tỷ tại hạ bộ, hoặc là nói chân chính nguyên nhân là kia một đầu dấu ở âm thầm Huyễn Yêu đã khởi tới rồi mấu chốt tác dụng, dùng cái gì khó lường mơ hồ hoặc là ảo cảnh thủ đoạn che đậy tiểu sư tỷ đôi mắt, làm nàng đối Trúc Diệp Thanh tam yêu đế hơi thở mất đi tác dụng, thậm chí có thể nói là nhìn không tới tam đại yêu đế. Như thế dưới tình huống, tiểu sư tỷ liền trở thành mở to mắt người mù, tự nhiên là vì tự thân an toàn bắt đầu mù quáng công kích, đều không cho tam đại yêu đế tới gần, như thế mới có thể lớn nhất hạn độ bảo đảm tự thân không bị thương. Nhưng như vậy đi xuống hóa, tiểu sư tỷ pháp lực tinh lực sẽ đừng thực mau tiêu hao,
đến lúc đó mấy cái yêu đế ở đi công kích tiểu sư tỷ ở làm có thể bắt lấy nàng. Đến nỗi hắn cùng Hồng Y, tin tưởng ở Trúc Diệp Thanh trong kế hoạch, có hai cái yêu đế tới đối phó hắn cùng Hồng Y là cũng đủ đi. Mặt khác yêu đế tất cả đều toàn lực đối phó tiểu sư tỷ, như thế thật là hảo tính toán. Nhưng hiện tại hắn đã giải quyết hai cái yêu đế, tự nhiên sẽ không làm tiểu sư tỷ ở bị mê hoặc đi xuống. Bất quá Dương Nghị Vân cũng không sốt ruột chui vào sương mù chung đi, mà là phải hảo hảo nhìn xem tình huống mới được, nếu không hắn tùy tiện quay đầu lại chui vào đi, đến lúc đó làm không hảo sẽ là cùng tiểu sư tỷ giống nhau bị ảo cảnh cấp mê hoặc. Nghĩ tới nghĩ lui căn nguyên chính là tìm được kia đầu huyễn yêu, chỉ cần tìm được huyễn yêu đem huyễn yêu cấp xử lý, đến lúc đó mê hoặc tiểu sư tỷ ảo cảnh tự nhiên sẽ tiêu tán. Giờ phút này Dương Nghị Vân tuy rằng mở ra càn khôn chi mắt chính là hắn cũng không có phát hiện cái gì huyễn yêu, chỉ có thể nhìn đến tiểu sư tỷ biến thành lôi đình thật sự là ở lôi đình vạn quân đang không ngừng công kích đại địa, chính là hoàn toàn không có bất luận cái gì một cái đối thủ bị nàng lôi đình công kích đến, Trúc Diệp Thanh ba cái yêu đế ngược lại không ngừng ở tránh ở một bên đối với tiểu sư tỷ biến thành kiếp vân lôi đình ở công kích. Bực này tình huống chỉ có thể nói tiểu sư tỷ nhìn không tới càng thêm cảm thụ không đến Trúc Diệp Thanh tam đại yêu đế tồn tại. Nhưng lại tam đại yêu đế có thể nhìn đến tiểu sư tỷ cũng có thể đối nàng tạo thành thương tổn. Xem tình huống tiểu sư tỷ còn có thể kiên trì một ít thời gian, Dương Nghị Vân giờ phút này trong lòng vừa động đem thần ma điều từ càn khôn hồ không gian triệu hoán ra tới. Hắn nhìn không tới huyễn yêu tồn tại, không đại biểu huyễn yêu không tồn tại, phía trước tiểu sư tỷ nói qua có cái còn muốn tồn tại với âm thầm, vậy nhất định là tồn tại. Thần ma điều kiến thức rộng rãi. Có lẽ có thể nhìn xem hiện tại cái này sương mù lúc sau tình huống là cái bộ dáng gì, ảo cảnh thay đổi liên tục, hắn hiện tại tu vi cùng tầm mắt nhìn không thấu, chỉ có thể xin giúp đỡ thần ma điều. Đến nỗi những người khác hiện tại cũng không hề bên người. Hầu Đậu Đậu cùng Xuyên Sơn Hiếu bị hắn lưu tại Giang Hàm Bạch bên người, đi theo Hàm Răng Trắng ở thành chủ phủ bên ngoài chuẩn bị tiếp ứng hắn cùng tiểu sư tỷ, trước mắt bên người Hồng Y là không thể giúp, đương nhiên càn khôn hồ trong không gian còn có Tuyết Hương tồn tại. Chính là Tuyết Hương tu vi đối mặt bực này chiến đấu là không thể giúp, hơn nữa Tuyết Hương như cũ ở bảo hộ côn bằng chứng. Hắn ý thức nhìn thoáng qua côn bằng chứng tình huống, phát hiện côn bằng chứng như cũ ở tản ra quang mang, tựa hồ còn ở tiêu hóa cự mãng màu gà lực lượng, cũng không biết khi nào mới có thể hấp thu xong. Hấp thu xong lúc sau, côn bằng chứng có thể hay không xuất thế. Dù sao Dương Nghị Vân hiện tại có thể dựa thượng chỉ có thần ma điểu. Vung tay lên lúc sau, thần ma điểu xuất hiện. Nhược kê đụng phải cái gì phiền toái, thần ma điểu vừa ra tới liền tới rồi như vậy một câu. Ngươi như thế nào biết ta có phiền toái? Dương Nghị Vân theo bản năng trợn trắng mắt. Ha ha, ngươi cái nhược kê kia một lần không phải có phiền toái thời điểm mới nhớ tới lão tử. Lần này ngươi thật quá đáng, quản lão tử ở càn khôn hồ bao nhiêu thời gian. Lão tử cho rằng ngươi cái nhược kê đều quên lão tử còn ở ngươi càn khôn hồ không gian đâu. Thần ma điểu mang theo u oán một chút liền mắng lên. Đình đình đình, tiểu gia không có thời gian thực cùng ngươi đấu võ mồm, câm miệng, muốn nhìn một chút phía trước tình huống, sư tỷ của ta tựa hồ bị huyễn yêu vây vây ở hoàn cảnh chung, nhưng ta lại không có nhìn đến huyễn yêu tồn tại, nhanh lên nghĩ cách. Dương Nghị Vân lúc này nói chuyện có chút táo bạo, đối thần ma điểu giống giận. Thần ma điểu là lão điểu, nó cảm thụ Dương mẫu nhân cảm xúc không ổn, cũng không dám lại rong dài đi xuống, bởi vì lấy nó đối Dương mẫu nhân hiểu biết, nếu là nó ở kéo xuống đi. Dương mẫu nhân tuyệt đối sẽ đối nó đánh. Lại cũng quay đầu nhìn về phía tới sương mù nơi, một lát sau mới nói, các ngươi hai cái nhược kê vận khí không tốt, cư nhiên đụng phải một đầu năm màu phong vân thú, vẫn là yêu đế cấp bậc tồn tại. Năm màu phong vân thú là thiên địa dị thú, thiên phú chính là khống chế ngũ hành chi sắc màu, hô mưa gọi gió, tuy rằng sức chiến đấu chẳng ra gì, chính là thiên phú dùng để bố trí ảo cảnh, bực này yêu đế cấp bậc năm màu phong vân thú. Liền tính là tiên tôn cấp bậc cũng không nghĩ dễ dàng nhìn thấu nó ảo cảnh. Người sư tỷ bị nhốt ở bên trong không kỳ quái, chiếu như vậy đi xuống, sớm hay muộn sẽ bị háo chết. Tiểu tử ngươi xem nói phía chân trời phía trên có một đóa mây trắng không có. Thần ma điểu nói chuyện hỏi Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, thấy được. Đích xác hắn phía trước liền thấy được phía chân trời phía trên có một đóa mây trắng, chỉ là hắn dùng càn khôn chi mắt cũng xem qua. Nhưng cũng không có phát hiện cái gì bất đồng, chính là một đóa tầm thường đám mây, cũng không có gì bất đồng. Chẳng qua lúc này nếu thần ma điểu nói như vậy, vậy tất nhiên có đạo lý. Phản ứng lại đây nói, ý của ngươi là kia đóa mây trắng chính là huyễn yêu.
nhưng ta phía trước dùng càn khôn chi mắt thấy quá chính là một đóa tầm thường đám mây a. Ngươi cái nhược kê biết cái gì, năm màu phong vân thú, nếu bị trở thành huyễn yêu kia tự nhiên từng có yêu chỗ, kia đóa mây trắng chính là hắn ngụy trang, bản thể liền giấu ở trong đó, chẳng qua ở sương mù ở ngoài ngươi nhìn không ra cái gì bất đồng, không tin ngươi tiến vào sương mù ở đi xem có cái gì bất đồng. Bất quá, kia sương mù chính là năm màu phong vân thú lấy ngũ hành chi lực điều động bày ra lực lượng, tương sinh tương khắc hình thành ảo trận kết giới, lấy tiểu tử ngươi lực lượng phỏng chừng rất khó đi vào Nga thần ma điều nói. Dương Nghị Vân nghe thần ma điều như thế vừa nói, tức khắc sắc mặt đại biến. Sương mù là ảo trận kết giới, lấy thực lực của hắn rất khó đi vào. Nếu là thật sự vào không được, kia chẳng phải là nói tiểu sư tỷ ở bên trong nguy hiểm. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân không bao giờ bình tĩnh, vội vàng tiếp đón một tiếng hồng y hướng về sương mù đi đến, hoặc là nói là hướng về ảo trận kết giới đi đến. Lập tức đối với sương mù song kiếm oanh kích. Nặng nề ầm vang lúc sau, Dương Nghị Vân nhíu mày, hắn toàn lực công kích dưới, sương mù chính là đám mây bông giống nhau, một quyền hung hăng nện xuống đi, lại tại hạ một khắc lại bắn ngược phục hồi như cũ. Hắn trong lòng càng thêm sốt ruột, làm hồng y cùng nhau xuất kích, kết quả lại là giống nhau như cũ như thế, căn bản là phá không mở ra. Giờ phút này thần ma điểu mở miệng nói, đừng uổng phí sức lực, đây là yêu tộc pháp lực cấu tạo kết giới, hồng y lực lượng là đơn thuần thân thể lực lượng, vô dụng, các ngươi phá không khai. Dương Nghị Vân trầm giọng nói, ít nói nhảm, cảm kích nghĩ cách, sư tỷ của ta còn ở bên trong, nàng nếu là có cái gì không hay xảy ra, người cái tạp mao điểu cũng đừng nghĩ tồn tại. Dương Nghị Vân phi thường táo bạo giống giận. Thần ma điểu mắng nói, người cái nhược kê quản lão tử chuyện gì, lại không phải lão tử vây ngươi tiểu sư tỷ, tưởng phá cái này ảo trận kết giới, kỳ thật chỉ có một biện pháp. Hơn nữa yên tâm ngươi sư tỷ ở bên trong kiên trì 3 năm là không thành vấn đề. Ngươi cho rằng cơ gia người là ăn chay sao? Biện pháp gì mau nói. Dương Nghị Vân đôi mắt chừng, nhưng lại nghe đến tạp mao điểu nói tiểu sư tỷ có thể ở bên trong kiên trì 3 năm trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có việc gì, lại cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ nghe thần ma điểu nói, biện pháp rất đơn giản a. Chỉ cần tiểu tử ngươi có thể đột phá, thành tựu tiên đế chi cảnh, cái này ảo trận kết giới tự nhiên nhưng phá, nói đến cùng là tiểu tử ngươi thực lực tu vi không đủ mà thôi. Trong sân chiến đấu đều là đế cảnh cấp bậc, chỉ có ngươi cái tiểu quái vật là tiên vương chi cảnh, ngươi nói ngươi một cái tiên vương như thế nào đi phá nhân ra đế cảnh kết giới. Dương Nghị Vân trừng mắt nói, đột phá đến tiên đế là có thể phá kết giới. Đương nhiên thần ma điểu gật đầu. Nhưng, tưởng phá đế cảnh kia có đơn giản như vậy, Dương Nghị Vân có điểm không tin. Thần ma điểu mắng, ngươi cái nhược kê đều là tiên vương đỉnh chỉ kém chỉ còn một bước, sợ cái gì? Thế gian việc. Không đi thử thử ngươi như thế nào biết ngươi làm không được đâu. Ta đây thử xem. Dương Nghị Vân xem như lâm trận mới mài gươm, lập tức ngồi xuống bắt đầu tu luyện đánh sâu vào đế cảnh. Kỳ thật hắn minh bạch, tạp mao điểu có một chút nói rất đúng, bất luận cái gì sự tình không đi nếm thử cũng không biết có thể hay không thành công. Hắn tuy rằng biết đánh sâu vào đế cảnh giới không phải dễ dàng như vậy, nhưng là tiểu sư tỷ bị nhốt ở, hắn cũng là không có cách nào, chung quy là phải làm điểm sự. Vạn nhất trùng kích thành công đâu? Không đúng, với hắn mà nói lần này nhất định phải thành công, nếu không tiểu sư tỷ sẽ rất nguy hiểm. Hít sâu một hơi Dương Nghị Vân cấp thần ma điểu nói, ngươi cùng hồng y cho ta hộ pháp. Lão tử không sức chiến đấu, hộ cái gì pháp? Thần ma điểu trong miệng nói thầm, bất quá giờ phút này Dương Nghị Vân đã nhắm lại hai mắt bắt đầu tu luyện, cũng không công phu cùng thần ma điểu đi đấu pháp. Lúc này đi, hồng y đứng ở Dương Nghị Vân bên người. Thần ma chim bay toàn dựng lên rừng ở hồng y trên vai, nói là không sức chiến đấu, kỳ thật chân chính nếu là có quấy rầy Dương Nghị Vân tu luyện, thần ma điểu vẫn là có thể tạo được rất lớn tác dụng, chỉ cần hồng y cũng đủ ứng phó một ít cường giả. Chẳng qua hồng y ý thức tương đối nhược yêu cầu chỉ huy, Dương Nghị Vân cấp thần ma điểu dặn dò kỳ thật chính là làm thần ma điểu cùng hồng y phối hợp, hoặc là nói là chỉ huy. Bên này Dương Nghị Vân bắt đầu mạnh mẽ đi hướng quan tu luyện, vọt vào đế cảnh. Ngược lại nhưng thật ra tương đối thanh tĩnh. Giờ phút này ảo trận trong vòng còn lại là một cảnh tượng khác. Lấy Trúc Diệp Thanh cầm đầu tam đại yêu đế phân tán mở ra, đem cơ tím hà hóa thành kiếp vân vây quanh lên, không ngừng lại công kích. Nhị tỷ cái này tiểu tiễn nhân phòng ngự rất mạnh, chiếu như vậy tấn công đi xuống, khi nào thì kết thúc a? Thành chủ phủ 10 đại đỉnh yêu đế chung lão tam nói chuyện. Lúc này lão tứ cũng mở miệng nói, muốn hay không triệu tập những người khác tiến đến.
Trúc Diệp Thanh quát lớn nói, đừng dừng lại tiếp tục công kích, lúc này toàn bộ thành chủ phủ cũng không mấy cái đại yêu đế tồn tại, mặt khác huynh đệ đều không hề ra, một chốc cũng chưa về, trước mắt chỉ có thể dựa chúng ta mấy cái. Cái này tiểu tiện nhân đã bị lão lục ảo trận vây khốn tâm trí, nàng hiện tại căn bản nhìn không tới chúng ta, nhìn đến chỉ là biểu hiện giả dối, nàng đang không ngừng công kích, nhưng lại là ở công kích không khí, liên tục đi xuống chung quy sẽ bị háo chết, chúng ta ba cái đối nàng công kích, là ở gia tốc nàng suy vong. Tuy rằng thời gian này khả năng yêu cầu cái 2-3 năm thời gian, nhưng đối chúng ta tới nói 2-3 năm thời gian cũng chính là nháy mắt công phu mà thôi, chờ nàng hao hết pháp lực, chính là nàng ngày chết. Trúc Diệp Thanh nói chuyện chung mặt khác hai cái yêu đế không ngừng gật đầu, nhận đồng nàng cách nói. Lão Tam trầm ngâm một chút nói, vì để ngừa vạn nhất muốn hay không thông chi một chút hoa viên yêu tôn. Nếu hoa viên yêu tôn ra tay, chúng ta liền không cần như thế háo đi xuống, cũng có thể mau chóng chém giết cái này tiểu tiện nhân đi. Không được, giờ phút này lão lục đại trận cùng nhau, chúng ta đều ở đại trận trong vòng, ra không được nửa điểm qua loa. Hơn nữa chúng ta 10 đại yêu đế chung cũng chỉ có lão đại hắc báo có thể đi vào hoa viên, những người khác là vào không được, đều tưởng cái khác, toàn lực công kích, tiêu hao cái này tiểu tiện nhân pháp lực, nàng sớm hay muộn là chúng ta trong tay con mồi. Trúc Diệp Thanh một câu không lão tam. Như thế ba cái đại yêu không hề nhiều lời, toàn lực đối với cơ tím hà kiếp vân công kích, một minh một ám phối hợp âm thầm lão lục huyễn yêu, đối cơ tím hà tiến hành tiêu hao. Các nàng cũng làm hảo lâu dài chiến đấu thời gian. Trận pháp ở ngoài Dương Nghị Vân như cũ ở tu luyện đánh sâu vào đế cảnh quan khẩu. Thời gian ở tu luyện trung bay nhanh sói mòn. Chỉ chớp mắt thời gian trôi qua một năm, Dương Nghị Vân như cũ không có đột phá đến tiên đế chi cảnh. Cái này làm cho hắn nội tâm bực bội lên. Hô! Ngay sau đó Dương Nghị Vân bỗng nhiên mở hai mắt, hắn ngừng lại. Bởi vì giờ phút này nội tâm bực bội vô cùng, không thể hiểu được cảm giác tựa hồ có cái gì cùng hắn có liên hệ sự tình đã xảy ra. Ở đi cường hành tu luyện sẽ tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó mất nhiều hơn được. Đánh sâu vào đế cảnh thật không phải nói có cũng đủ tiên thạch từ cung cấp năng lượng liền có thể, càng nhiều là cảnh giới thượng tu luyện, là đối thiên địa đại đạo hiểu được, đây mới là có thể đột phá trọng điểm. Chính là hắn hiện tại tâm cảnh thượng căn bản liền tĩnh không xuống dưới, cũng hoàn toàn cảm thụ không đến bất luận cái gì thiên địa hiểu được. Mạnh mẽ đánh sâu vào đế cảnh kia một đạo đại môn, ngược lại càng thêm làm hắn trong lòng bực bội lên. Do đó không thể không dừng lại. Mở hai mắt thời điểm, Dương Nghị Vân toàn thân tràn ngập lệ khí. Không phải hắn không nỗ lực, mà là thật sự tìm không thấy đột phá cơ hội, này không phải nói nỗ lực tu luyện liền có thể. Trước tiên nhìn về phía sương mù trong vòng, ngay sau đó hắn lại là đằng một chút đứng lên. Càn khôn chi trước mắt, chỉ thấy đại trận trong vòng tiểu sư tỷ kiếp vân đã thu nhỏ lại tới rồi 8-9 mễ địa phương, từ lúc bắt đầu 100 mét thật lớn, đến bây giờ 8-9 mễ. Hiển nhiên tiểu sư tỷ pháp lực bị tiêu hao tới rồi cuối cùng. Giờ phút này Dương Nghị Vân biết không có thể đang đợi đi xuống, cần thiết nếu muốn biện pháp vọt vào đi giải cứu tiểu sư tỷ, nếu không nàng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Chính là đối mặt huyễn yêu ảo trận kết giới hắn không hề biện pháp, căn bản liền đánh sâu vào không khai. Nhưng nhìn tiểu sư tỷ tình huống, Dương Nghị Vân là thật chờ không được đột phá. Nhưng mà đúng lúc này, hắn trong lòng cái loại này bực bội càng thêm mãnh liệt. Đúng lúc này phía chân trời phía trên, bỗng nhiên vang lên một tiếng tựa hồ vang vọng toàn bộ vũ nội thiên địa tiếng gầm rú. Ầm vang. Theo bản năng Dương Nghị Vân ngẩng đầu hướng về phía chân trời nhìn lại. Lại là phát hiện phía chân trời phía trên phong vân biến sắc. Giống như ở thiên cuối, ở cửu tiêu chỗ sâu trong, xuất hiện một vòng kim quang sán sán thái dương. Đúng vậy, ở Dương Nghị Vân nhìn lại, chính là một cái lộng lẫy thật lớn thái dương xuất hiện ở cửu tiêu chỗ sâu trong. Hơn nữa nổ vang dư âm như cũ tồn tại, ong 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 ở vang vọng. Bực này thanh âm nghe tới có như là nào đó mật chú giống nhau, phi thường kỳ quái, làm Dương Nghị Vân sinh ra một loại ảo giác, cho hắn cảm giác giống như là, toàn bộ vũ trụ đều sống, như là một cái có sinh mệnh người giống nhau, người đọc thế gian vạn vật ở kể ra nào đó ngôn ngữ, chẳng qua không ai có thể nghe hiểu. Này một tiếng đến từ vũ trụ chỗ sâu trong cửu tiêu chỗ sâu trong tiếng gầm rú, không đơn giản là kém ở Dương Nghị Vân nơi đỉnh đầu. Giờ phút này toàn bộ dị vực giới sở hữu sinh linh đều ngẩng đầu nhìn bầu trời tế, đều là phát hiện này một vòng lộng lẫy tinh quang thái dương, cũng nghe tới rồi nào đó thẳng vào linh hồn chỗ sâu trong thanh âm, nhưng lại nghe không hiểu vần quanh kể ra. Thậm chí là toàn bộ tiên giới,
3.000 tu chân giới cùng với vô số tiểu thế giới vạn vật sinh linh đều thấy được cũng đồng thời nghe được bực này thiên địa dị tượng. Toàn bộ vũ nội thế giới tất cả đều biến thiên. Cùng lúc đó ảo trận trong vòng tam đại yêu đế cũng bị phía chân trời thượng xuất hiện nổ vang cùng này lộng lẫy thái dương cảnh tượng cấp kinh đến, không tự chủ được dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, đây là thiên địa dị tượng, mỗi một cái sinh linh đều sẽ thu được tin tức. Cơ tím hà hóa thành kiếp vân lại là quay cuồng một chút, chậm rãi co rút lại tan đi, thân ảnh của nàng cũng hiển lộ bỏ ra tới, lúc này cơ tím hà hai mắt đỏ đậm, nhưng lại tại đây một khắc khôi phục thanh minh. Cơ tím hà nhìn quét ba cái yêu đế, lại là ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía cửu tiêu chỗ sâu trong lộng lẫy thái dương cảnh tượng, mạc danh hai tròng mắt chung để lại hai hàng thanh lệ. Dương Nghị Vân đồng dạng nhìn phía chân trời, nhưng lộng lẫy thái dương cảnh tượng xuất hiện nghe tiếng gầm rú thời điểm, hắn bực bội tâm lại là dần dần bình tĩnh xuống dưới, chính là sâu trong nội tâm lại là mạc danh khổ sở, trong ánh mắt không tự chủ được nước mắt ở cuồn cuộn mà rơi. Ầm vang. Tiếng thứ hai lần thứ hai vang lên. Ầm vang. Ầm vang. Ầm vang. Liên tiếp tứ thanh vũ nội chỗ sâu trong nổ vang, tăng mạnh đệ nhất thanh, không nhiều không ít vừa lúc năm thanh nổ vang, mà cửu tiêu chỗ sâu trong cũng không ngừng xuất hiện năm cái lộng lẫy kim sắc thái dương cảnh tượng. Giờ phút này Dương Nghị Vân phát hiện hắn sâu trong nội tâm khổ sở càng thêm tăng thêm, hốc mắt chung nước mắt như là hoa lê vũ giống nhau giấy đều ngăn không được đi xuống lăn xuống. Đây là ngũ hành nói nguyên thiên địa dị tượng, là có người chung quy đánh vỡ tiên giới cái chắn phong tỏa, đại đạo quy tắc đầy đủ hết a. Thần ma điểu mang theo khiếp sợ lời nói truyền vào Dương Nghị Vân lỗ tai chung. Nhưng vào lúc này, Dương Nghị Vân trong cơ thể chấn động, một tiếng nổ vang ở trong óc vang lên. Lại như là pha lê rách nát thanh âm. Trên người hắn một cổ cường đại hơi thở dâng lên, thiên địa chi gian năng lượng từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Hắn đột phá. Tu vi tại đây một khắc đạt tới tiên đế lúc đầu. Theo bốn phương tám hướng năng lượng hội tụ tiến vào trong cơ thể, càn khôn trong ngoài công pháp cấp tốc vận chuyển dưới, Dương Nghị Vân tu vi thực mau ổn định ở tiên đế lúc đầu cảnh giới. Nhưng mà Dương Nghị Vân lại là nghe được thần ma điểu nói chuyện lúc sau. Cả người đều ở đại run. Nhớ tới nhị sư huynh nói qua nói, chết lão nhân tựa hồ mang theo tiên giới một chúng cường giả đi cái gì thiên cơ che giấu nơi, chính là đi làm cái gì đối thế gian vạn vật sinh linh tranh thủ cái gì phúc lợi đi. Nhớ rõ nhị sư huynh nói qua, chờ sư phụ bọn họ làm thành chuyện gì, sau này tiên giới sẽ tiến vào một cái loạn thế cũng sẽ là thịnh thế bắt đầu, tiên giới sinh linh có lẽ về sau là có thể chạm đến thần đạo, là có thể nhìn trộm thiên giới. Hiện tại xuất hiện thiên địa dị tượng, hơn nữa vận mệnh chú định cảm thụ, làm Dương Nghị Vân trong nháy mắt nghĩ tới sư phụ trời cao tà. Hắn đối giờ phút này thiên địa bên trong cùng vận mệnh chú định đại đạo có một cái trước sở chỉ có rõ ràng cùng lý giải, có một loại cảm giác là cho tới nay hắn cảm nhận được tiên giới không chung là khói mù đền bù che đậy, tựa hồ vĩnh viễn đều nhìn không tới trời nắng. Chính là ở thời điểm hắn cảm nhận được, tiên giới không chung phá một cái động lớn, có ánh mặt trời chiếu khắp, biến thành trời nắng. Dương Nghị Vân nhìn phía chân trời phía trên thiên địa dị tượng, hai mắt chung nước mắt mông lung, trong lòng vô cùng bi thương khổ sở. Cũng là tại đây một khắc, hắn nghĩ tới sư phụ trời cao tà. Nhìn thiên địa dị tượng, Dương Nghị Vân giơ tay xoa nước mắt lẩm bẩm, chết lão nhân ta mẹ nó tưởng ngươi, ngươi làm cái gì? Vì cái gì ta sẽ như thế khổ sở? À, sư phụ ta tưởng ngươi, ngươi trở về. Đồ nhi còn có rất nhiều lời nói phải đối ngươi nói. Ngươi cái này không phụ trách nhiệm lão bất tử, ngươi cho ta trở về. A, trở về, ta không nghĩ mất đi ngươi. Giờ phút này đầy đầu bạc Dương Nghị Vân, thành tựu tiên đế tôn sư tiên nhân, nhìn phía chân trời dơ thẳng lên trời thét dài, nước mắt ào ào chảy xuống, lầm bầm lầu bầu. Hắn tu vi lại là đang không ngừng tăng lên, từ tiên đế lúc đầu đạt tới trung kỳ. Chính là Dương Nghị Vân không có một chút ít tu vi đột phá vui sướng, chỉ là nhìn phía chân trời. Khóc thành một cái lệ nhân. Bởi vì hắn vận mệnh chú định trong lòng biết hoặc là nói cảm nhận được chết lão nhân ngã xuống, hắn bi thương khổ sở chính là nơi phát ra tại đây. Hôm nay thiên địa dị tượng, tựa hồ cùng chết lão nhân thoát không được căn hệ. Phía chân trời chi thân năm cái lộng lẫy thái dương hình thành thiên địa dị tượng, hiện tại xem ra chính là tiên giới nào đó gông xiềng, chẳng qua bị người cấp đánh vỡ. Cho nên Dương Nghị Vân mới có thể tại đây một khắc đột phá, nhưng lại là khổ sở trong lòng. Hắn nghĩ tới nhị sư huynh nói lên quá có quan hệ sư phụ sự tình, nghĩ đến lúc này thiên địa dị tượng là cùng sư phụ trời cao tà có quan hệ. Thậm chí còn Dương Nghị Vân trong lòng đều suy đoán sư phụ bởi vậy sự mà ngã xuống.
cho nên hắn trong lòng sẽ khổ sở bi thương. Tu vi thượng một đường tiêu lên tới tiên đế trung kỳ đỉnh mới dừng lại, nhảy vọt qua đại quan khẩu, tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Tâm cảnh thượng như là có một lần vô hình vách tường rách nát, cũng rộng mở thông suốt. Một lát sau, phía chân trời phía trên thái dương rốt cuộc biến mất, cái này quá trình kỳ thật cũng là rằng co không đến 10 phút bộ dáng mà thôi. Dương Nghị Vân lau khô nước mắt, nhìn phía chân trời nói, chết lão nhân ta mẹ nó không tin ngươi sẽ quải rớt, ta chờ ngươi trở về, ngươi cũng không thể chết, ta Dương Nghị Vân không cho phép, thiên đều sẽ không thu ngươi. Ầm vang. Nhưng Dương Nghị Vân dứt lời lúc sau, cửu tiêu chỗ sâu trong vang lên một tiếng nặng nề tiếng sấm, như là ở đáp lại hắn giống nhau, đồng thời Dương Nghị Vân cảm giác cánh tay trái phía trên càn khôn hồ chấn động một chút, lại là chợt lóe rồi biến mất. Một màn này làm hắn có chút kinh ngạc, nhưng lại cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì cửu tiêu chỗ sâu trong phía chân trời vốn là đã xảy ra thiên địa dị tượng. Đến nỗi càn khôn hồ chấn động, đến lúc đó giống trong nháy mắt ảo giác. Giờ phút này hắn thu hồi tâm thần, ánh mắt đặt ở sương mù bao phủ ảo trận kết giới thượng, chết lão nhân việc chỉ là hắn đáy lòng một loại khổ sở ảo giác, không nhất định chính là thật sự, hơn nữa hắn cũng tin tưởng lão nhân là sẽ không chết. Bởi vì hắn chính là 12 chí tôn tán tiên chí tôn, luận cảnh giới có thể so với đại tiên tôn, chính là luận thực lực lại là nghiền áp rất nhiều tiên tôn, hoàn toàn có thể nói chết lão nhân chính là tiên tôn trung vương giả kia chờ ngưu ích nhân vật. Cũng có thể nói là đứng ở tiên giới tu luyện đỉnh, chết lão nhân năm đó núp lại tiên thể liền trực tiếp phản hồi tiên giới tìm tiên giới tam đại thiên tôn đánh nhau, tam đại tiên tôn thêm cùng nhau đều không có trải qua lão nhân. Cuối cùng càng là áp chế tam đại thiên tôn cùng mặt khác tiên giới đỉnh cấp cường giả cùng đi thiên cơ che giấu nơi, vì chính là đánh vỡ thứ gì, cấp thế gian sở hữu tu luyện hạng người mưu cầu lớn hơn nữa tu đạo không gian, chưa chừng dị vực giới năm đại đầu sỏ đều không hề, cũng nói là đi phía chân trời che giấu nơi. Có rất lớn khả năng chính là bốn lão nhân tác dụng, là áp chế cũng thế, là cái gì nguyên nhân cũng thế, dù sao chứng minh rồi hắn sư phụ không phải tầm thường người. Liền tính hắn ở phía chân trời che giấu nơi đã xảy ra cái gì bất chắc, có lẽ sống mới bị thương nặng có lẽ thảm hại hơn, nhưng là Dương Nghị Vân tin tưởng lão nhân hẳn là không đến mức sẽ chết. Như vậy tưởng tượng, Dương Nghị Vân trong lòng cảm giác dễ chịu rất nhiều. Lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở ảo trận phía trên. Trước đem tiểu sư tỷ giải cứu đang nói. Đi qua một năm thời gian, hắn không chính mình đột phá, nhưng lại là ở thiên địa dị tượng xuất hiện lúc sau trong lòng cái kia đại quan chính mình đột phá, thuận lợi tiến vào tiên đế chi cảnh, hơn nữa liên tục nhảy lên đạt tới tiên đế trung kỳ, điểm này là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá mặc kệ thế nào, hắn đều thành tựu tiên đế. Cũng cảm nhận được thiên địa chi gian biến hóa đích xác cùng trước kia có bất đồng. Có lẽ thật sự muốn giống như nhị sư huynh giảng thuật quá như vậy, hôm nay lúc sau tiên giới sẽ phát sinh kinh thiên biến hóa, tiến vào một cái loạn thế, cũng sẽ là một cái thịnh thế, hết thảy trật tự đều đem sẽ làm lại từ đầu. Trước kia tiên giới ở 3 ngày thiên tôn chúa tể hạ tuy rằng bình tĩnh, nhưng lại là cục diện đáng buồn trạng thái. Mà hôm nay lúc sau, này cục diện đáng buồn sẽ sống lại, đến lúc đó hết thảy đều sẽ có khả năng. Bực này dưới tình huống Dương Nghị Vân biết là chuyện tốt. Ít nhất hạ giới người tu chân phi thăng đem sẽ không giống trước kia giống nhau tất cả đều tạp ở bình cảnh thượng, chết sống phi thăng không được, có thể phi thăng đi lên chỉ cần số ít thiên tài hạng người mà thôi. Đến nỗi mặt khác sinh linh tưởng phi thăng đó là thực chuyện khó khăn, như thế tình huống là rất tốt sự. Về sau tiên giới cũng sẽ xuất hiện một ít kỳ tài quỷ tài hạng người, tỉ như công pháp thần thông sáng tạo đều đem sẽ phát sinh biến hóa. Này đó tuy rằng đều là lúc ấy nhị sư huynh giảng thuật cho hắn. Nhưng Dương Nghị Vân lại là nhận đồng. Bởi vì hôm nay phát sinh sự tình, đủ để chứng minh. Giờ phút này Dương Nghị Vân đôi tay thành quyền, siết chặt, đi bước một hướng về ảo trận kết giới đi đến. Thần ma điểu còn lại là bay tới ở hắn trên vai nói, nhược cây nhanh lên động thủ, bên trong mấy cái đại yêu tựa hồ cũng đã xảy ra biến hóa. Dương Nghị Vân không hề nghi muộn, bỗng nhiên một quyền đánh nện ở ảo trận kết giới. Ầm vang, răng rắc. Ảo trận kết giới một quyền dưới, bị Dương Nghị Vân lần này một kích mà phá. Làm được xinh đẹp, nhìn xem lão tử không có nói sai đâu. Chỉ cần tiểu tử ngươi thành tựu tiên đế cái này ảo trận liền không phải chuyện này nhi thần ma điểu có chút đắc ý nói. Có lẽ đi Dương Nghị Vân tự nói một tiếng, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn giống nhau Hồng Y. Bởi vì hắn phát hiện Hồng Y cư nhiên chủ động theo đi lên, đứng ở hắn bên người, này ở trước kia đều là không có phát sinh quá sự tình. Trước kia Hồng Y tuy rằng mở ra hoàn toàn mới ý thức,
nhưng lại chỉnh thể tới nói là thực cũ kỹ sơ cứng cái loại này, hắn không hạ lệnh, chưa bao giờ sẽ chủ động làm bất cứ chuyện gì, cùng đầu gỗ cọc cũng không sai biệt lắm. Nhưng là hiện tại cư nhiên chủ động theo đi lên, hắn nhưng không có hạ lệnh làm Hồng Y theo kịp. Này chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, thiên địa dị tượng ảnh hưởng hạ, Hồng Y ý thức cũng được đến tiến hóa, quả nhiên đương hắn nhìn về phía Hồng Y thời điểm, đỏ thắm mặt nạ hạ, Hồng Y hai mắt giờ phút này phi thường sáng ngời, cùng bình thường cái loại này cũ kỹ so sánh với, giờ phút này Hồng Y hai mắt còn lại là thực linh động, tràn ngập linh khí. Chủ nhân. Ngay sau đó một tiếng tinh thần dao động truyền vào Dương Nghị Vân trong óc. Thanh âm này là Hồng Y thanh âm không sai, tuy rằng như cũ có chút máy móc, nhưng là nghe vào Dương Nghị Vân trong tai, lại là nhiều một ít cảm tình sắc thái. Này thuyết minh đích xác Hồng Y được đến một lần ý thức thượng tăng lên. Hồng Y, ngươi có phải hay không tiến hóa một lần? Dương Nghị Vân theo bản năng mở miệng. Chủ nhân cái gì là tiến hóa? Hồng Y lần này trả lời phi thường lưu sướng. Dương Nghị Vân trong lòng vui vẻ, hắn hiện tại xác định Hồng Y ý thức rốt cuộc khai hóa, này liền chứng minh từ hôm nay trở đi, nàng sẽ có học tập năng lực, hoặc là nói ký ức chứa đựng năng lực, thậm chí ở Hồng Y trên người có lẽ còn sẽ phát sinh một ít hắn đều sẽ không nghĩ đến biến hóa cùng sự tình. Đây là rất tốt sự, tuy rằng hiện tại Hồng Y còn nghe không hiểu một ít tương đối có khó khăn lời nói, tỉ như vừa rồi hắn nói tiến hóa. Tiến hóa chính là trưởng thành, chuyện này về sau ta cho ngươi nói. Hiện tại cùng ta cùng nhau chiến đấu đi, Dương Nghị Vân nói, hắn trong lòng còn ở lo lắng sư tỷ. Nói xong hướng về phía trước khai đi. Giờ phút này ảo trận kết giới rách nát lúc sau, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cường đại vô cùng yêu khí. So với yêu đế hơi thở cường đại yêu khí. Ầm vang. Phía chân trời phía trên tiếng sấm từng trận. Dương Nghị Vân ngẩng đầu thời điểm, lại là phát hiện tiểu sư tỷ Kiếp Vân đã biến mất không thấy, thân ảnh của nàng hiển lộ ra tới. Mà tam đại yêu đế thành phẩm tự hình đem nàng vây quanh ở trung ương. Làm Dương Nghị Vân kinh ngạc chính là, tam đại yêu đế trên người yêu khí tất cả đều cường đại rồi một mảng lớn. Vào sơ cấp yêu tôn sao? Dương Nghị Vân tự nói. Hắn trong ánh mắt tiểu sư tỷ cũng không kém, tiên tôn hơi thở tản ra cường đại vô cùng uy áp, so với Trúc Diệp Thanh ba cái đại yêu cường đại một mảng lớn. Quả đen sư tỷ của ta có phải hay không tiến vào tiên tôn trung kỳ? Dương Nghị Vân nhìn không thấu tiểu sư tỷ cảnh giới, hỏi một câu thần ma điểu. Ha ha, nhân gia tiểu nha đầu đâu chỉ là tiên tôn trung kỳ, ngươi cũng quá coi thường cơ gia huyết mạch, thần ma điểu nói xong trực tiếp chui vào Dương Nghị Vân gáy đầu tóc chung, truyền đến một câu, tiểu tử lão tử không nghĩ bị tím hà kia nha đầu thấy, đừng nói cho nàng lão tử tồn tại, gặp mặt mất mặt. Nói xong trực tiếp liền không hé răng. Dương Nghị Vân đối thần ma điểu thực vô ngữ, bất quá cũng không có lý nó, tùy nó đi. Nhưng là tạp mao điểu nói, lại là làm hắn trong lòng thực chấn động, nghe tới tiểu sư tỷ tu vi không đơn giản là từ tiên đế đỉnh tiến vào tiên tôn, hơn nữa trực tiếp lướt qua tiên tôn trung kỳ cấp bậc, trọng điểm là cơ gia huyết mạch. Tuy rằng Trúc Diệp Thanh ba cái đại yêu cũng đột phá tiến vào yêu tôn cấp bậc, chính là cũng là lúc đầu yêu tôn, lúc này liền tính thêm cùng nhau, sợ cũng không phải tiểu sư tỷ đối thủ. Không nghĩ tới lần này thiên địa dị tượng biến hóa, không đơn giản là ảnh hưởng hắn. Tiền lời chính là toàn bộ tiên giới sinh linh. Dương Nghị Vân cảm giác hôm nay tiên giới trực tiếp tiến vào một cái quần ma loạn vũ thời đại. Hít sâu một hơi, nhìn phía chân trời phía trên một đóa mây trắng, Dương Nghị Vân đôi mắt nheo lại, mở miệng đối với Hồng Y nói, Hồng Y tùy ta giết địch. Là, chủ nhân, Hồng Y trả lời, truyền âm thực rõ ràng. Dương Nghị Vân đem mục tiêu trực tiếp đặt ở kia đóa mây trắng thượng, bởi vì tạp mao điểu nói qua. Kia nhiều mây trắng bên trong chính là huyễn yêu. Đến nỗi Trúc Diệp Thanh ba cái đại yêu vây công tiểu sư tỷ, lúc này Dương Nghị Vân chút nào không lo lắng, hắn tăng lên tu vi, các yêu quái cũng đột phá, hắn tiểu sư tỷ đột phá càng thêm khủng bố, đối phó ba cái yêu quái không thành vấn đề. Lúc này huyễn yêu kết giới bị phá, Dương Nghị Vân tin tưởng rốt cuộc ảnh hưởng không được tiểu sư tỷ. Nhảy dựng lên, cùng Hồng Y phi thân dựng lên tới rồi phía chân trời phía trên. Sư đệ bên này ngươi đừng động, ta phải thân thủ làm thịt này ba cái xúc sinh. Dương Nghị Vân một phi ở thiên thời điểm, trong tai liền truyền đến tiểu sư tỷ cơ tím hà thanh âm. Hảo, bất quá, sư tỷ cái kia Trúc Diệp Thanh để lại cho ta. Dương Nghị Vân biết tiểu sư tỷ còn tưởng rằng hắn là muốn hỗ trợ, trực tiếp ngăn cản hắn hỗ trợ, càng biết tiểu sư tỷ hoàn toàn bị này mấy cái yêu quái cấp chọc mau, nghe nàng thanh âm đều tản ra hàn ý. Cửu tiêu thiên lôi. Ầm ầm ầm. Cơ tím hà quát lớn một tiếng,
phía chân trời phía trên cửu tiêu chỗ sâu trong tiếng sấm từng trận, nháy mắt ba đạo lôi đình rớt xuống mà xuống, thẳng đánh Trúc Diệp Thanh Tam yêu tôn. Chúng ta cũng ra tay đi, Dương Nghị Vân đối với Hồng Y nói. Hai tròng mắt chớp động hàn quang, nhìn chằm chằm ở trăm mét ở ngoài mây trắng thượng. Chủ nhân giao cho ta tới. Dương Nghị Vân vừa muốn động thủ, đem mây trắng trung huyễn yêu bước ra tới, không nghĩ tới Hồng Y lại là chủ động truyền âm tới như vậy một câu. Ngay sau đó không đợi đến trả lời, lại đem Hồng Y trực tiếp từ hắn bên người biến mất. Bực này biến mất giống như là hư không tiêu thất giống nhau, hắn nháy mắt cảm nhận được có nhàn nhạt không gian lực lượng. Oanh! Giống! Càng thêm chấn động một màn xuất hiện. Gần là nháy mắt công phu, trăm mét ở ngoài mây trắng ẩm vang một tiếng tạc nứt, đồng thời vang lên một tiếng thê thảm gầm rú. Dương Nghị Vân vừa thấy, lại thấy mây trắng tan đi Hồng Y thân ảnh xuất hiện ở trăm mét mở miệng. Trong tay như là chảo tiểu kê giống nhau bắt lấy một đầu lớn lên như là gà cảnh giống nhau toàn thân năm màu chi sắc đồ vật. Hắn há to miệng, nuốt khẩu nước miếng, nửa ngày mới lẩm bẩm, huyễn yêu liền như vậy bị bắt rồi. Ta cái này chủ nhân đều còn không có ra tay đâu. Hồng Y cường đại tại đây một khắc hiện ra ở Dương Nghị Vân trước mặt, ra ngoài hắn đoán trước. Chưa từng có chủ động ra tay, lần này chủ động mở miệng, cũng chủ động xuất kích. Hơn nữa một kích dưới trăm mét ở ngoài huyễn yêu đã bị Hồng Y lấy ở trong tay. Trọng điểm là Dương Nghị Vân đều không có nhìn đến Hồng Y là như thế nào ra tay. Nàng tốc độ mau đến Dương Nghị Vân đều không có nhìn đến bất luận cái gì tung tích, hoặc là thời điểm căn bản liền không phải tốc độ, mà là không gian dao động. Hắn vừa rồi cảm nhận được quá có không gian lực lượng hơi thở ở phát ra, ngay sau đó liền nhìn đến Hồng Y đem huyễn yêu bắt lấy. Ngay lập tức chi gian một cái tiên tôn lúc đầu huyễn yêu bị nàng đánh bại phòng ngự bắt lấy, bực này thủ đoạn Dương Mỗ Nhân tự hỏi hắn là làm không được. Dù sao đối với Hồng Y sức chiến đấu, căn bản là không thể dựa theo tầm thường cảnh giới đi phân chia, nàng trên người như cũ không có bất luận cái gì pháp lực hơi thở, này cũng đã nói lên Hồng Y thủ đoạn thực lực hoàn toàn vẫn là dựa vào thuần túy thân thể lực lượng. Chính là có một chút Dương Nghị Vân không nghĩ ra, chỉ bằng thân thể chi lực có thể làm được nhảy lên không gian. Này đã là thuộc về thần thông phạm vi, vượt quá thân thể lực lượng lý giải. Đối Hồng Y Dương Nghị Vân có một lần nữa định nghĩa. Thượng cổ á thánh thân thể, chính là nhất cổ xưa cổ tu sĩ sở đi lộ, rất khó có thành tựu, càng đừng nói có thể đem thân thể tu luyện đến mức tận cùng, thành tựu á thánh, nàng sinh thời trạng thái cũng là tiên giới cái này trình tự cực hạn. Có lẽ cổ xưa á thánh thân thể cũng là tồn tại thiên phú thần thông đi. Nếu không rất khó giải thích Hồng Y vừa rồi trong phút chốc bắt lấy huyễn yêu một màn. Hôm nay thiên địa dị tượng xuất hiện, thật sự cũng là trách cứ vạn vật, thế gian bất luận cái gì sinh linh đều được đến chỗ tốt, này trong đó tự nhiên cũng liền bao gồm Hồng Y. Không chỉ có là ý thức được đến tiến thêm một bước tăng lên khai hóa, nàng có lẽ là khôi phục một ít kiếp trước ký ức cũng có khả năng, nếu không giải thích không được vừa rồi nào một chút biến mất. Hơn nữa một kích đánh chết huyễn yêu. Cho nên Dương Nghị Vân cảm giác Hồng Y cũng có thể là thức tỉnh rồi nào đó sinh thời thần thông, giống nàng bực này sinh thời cường đại thân thể á thánh, một lần nữa sinh ra ý thức lúc sau, cũng có thể xem như một loại khác loại trọng sinh, hoàn toàn có khả năng khôi phục một ít sinh thời ký ức mảnh nhỏ, hoặc là nói là thần thông mảnh nhỏ đi. Chính như giờ phút này. Liền ở Dương Nghị Vân nhìn Hồng Y ngây người thời điểm, ba tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại. Lại là thấy được ở tiểu sư tỷ lôi đình dưới, Trúc Diệp Thanh Tam đại yêu từ phía chân trời rơi xuống đi xuống, trong đó hai cái đại yêu ngay lập tức toàn thân đều hóa thành cho bụi mất đi sinh cơ, trực tiếp bị tiểu sư tỷ lôi đình đánh chết. Chỉ có Trúc Diệp Thanh cái này xạ yêu trên người còn xem như hoàn hảo, nhưng bất tử cũng dư lại nửa cái mạng. Dương Nghị Vân biết đây là hắn phía trước dặn dò quá đem Trúc Diệp Thanh để lại cho hắn, tiểu sư tỷ mới không có một lần đánh chết nàng, nếu không lúc này cũng thành than cốc. Ầm vang, Trúc Diệp Thanh rơi xuống ở đại địa, phát ra một tiếng nổ vang, đem đại địa tạp ra một cái hố to, ngay sau đó chỉ thấy Trúc Diệp Thanh trực tiếp hiện ra nguyên hình, trên mặt đất hố to nhiều một cái thùng nước giống nhau thô màu xanh lá đại xà. Lên làm đi đã nửa chết nửa sống. Dương Nghị Vân thân hình chợt lóe rơi xuống đi, tới rồi Trúc Diệp Thanh thanh trước, nhìn Trúc Diệp Thanh Dương Nghị Vân nói, ai cũng không thể mắng ta tiểu sư tỷ, người này con dẹp đáng chết. Nói chuyện chi gian Dương Nghị Vân trong tay ngân quang chợt lóe, đối với Trúc Diệp Thanh miệng chính là nhất kiếm. T. Tức khắc Trúc Diệp Thanh tham gia, dài mấy chục mét thân hình quay cuồng lên, hơn nữa cư nhiên cái đuôi đối với hắn quét ngang mà đến. Hừ,
Súc sinh chết đã đến nơi, còn phản kháng. Dương Nghị Vân nói chuyện trong tay kiếm khí tung hoành. Ngay sau đó Trúc Diệp Thanh hoàn toàn bị hắn chạm thành mấy chục đoạn, cuối cùng nhất kiếm rơi xuống từ Trúc Diệp Thanh trong cơ thể bay ra đỏ lên một kim hai viên nắm tay lớn nhỏ viên cầu. Lại là một viên xà gan, một viên là nội đan. Vung tay lên thu vào càn khôn hồ không gian, Dương Nghị Vân nhìn hoàn toàn tử vong Trúc Diệp Thanh tự nói phải dùng ngươi xà gan phao rượu. Sư đệ, giờ phút này Cơ Tím Hà phi thân mà đến dừng ở Dương Nghị Vân bên người. Sư tỷ, Dương Nghị Vân quay đầu vừa thấy, lại phát hiện Cơ Tím Hà đôi mắt sưng đỏ, rõ ràng là đã khóc. Hắn tưởng tượng trong lòng lại là trầm xuống, xem ra sư tỷ cùng hắn giống nhau từng có đồng dạng cảm thụ. Sư tỷ, ngươi có phải hay không cũng cảm nhận được sư phụ? Dương Nghị Vân thanh âm run rẩy hỏi. Cơ Tím Hà minh học thông minh, cũng thấy được cái này tiểu sư tỷ thần sắc, nàng rõ ràng phía trước thiên địa dị tượng 89 phần 10 là cùng sư phụ trời cao tà có quan hệ. Đối với sư phụ một chút sự tình nàng tự nhiên so tiểu sư đệ rõ ràng, hít sâu một hơi gật gật đầu nói, sư đệ nghĩ đến nhị sư huynh lần trước cùng ngươi nói lên quá sư phụ đi thiên cơ che giấu nơi nơi sự tình đi. Dương Nghị Vân xem tiểu sư tỷ sắc mặt không đúng, hắn tâm càng thêm trầm đi xuống, ngơ ngác gật gật đầu, nhị sư huynh nói lên quá một ít đại khái. Cái gọi là thiên cơ che giấu nơi kỳ thật chính là tiên giới lên trời lộ, tương truyền nơi nào bị trong truyền thuyết thiên giới, cũng đã kêu làm thần giới mỗ sinh linh gác, hoặc là nói phong bế, căn bản là không cho tiên giới sinh linh vấn đỉnh càng cao thần đạo cơ hội. Cho nên sư phụ đi làm chính là đánh vỡ phong bế, cấp sở hữu thiên giới dưới tu luyện sinh linh tìm kiếm đến một cái lộ. Sư phụ sinh một lần kỳ thật chính là ở thiên cơ che giấu nơi lên trời đường bị tam đại thiên tôn cấp âm một lần, lúc này mới có một lần trùng tu cùng ngươi chi gian cơ duyên. Mấy ngàn năm trước sư phụ trở về tiên giới thực lực tu vi càng thêm cao thâm, đi tìm tam đại thiên tôn báo thù, vốn dĩ lấy sư phụ thủ đoạn có thể giết tam đại thiên tôn, nhưng cuối cùng sư phụ để lại bọn họ tánh mạng, nhưng điều kiện là tam đại thiên tôn đi theo sư phụ lại đi lên trời lộ, đánh vỡ thiên giới phong bế. Thành tắc tiên giới tiên tôn cực hạn lúc sau liền có thể hỏi đỉnh thiên giới thần đạo, bại tắc bọn họ ngã xuống. Đây là năm đó sư phụ trước khi đi khóa theo như lời nguyên lời nói, hiện giờ thiên địa dị tượng xuất hiện, này thuyết minh sư phụ bọn họ thành công. Nếu không ngươi, ta bao gồm này đó yêu tu, không có khả năng ở nháy mắt đều đột phá bình cảnh, thành tựu hiện giờ cảnh giới, nhưng vừa rồi như vậy một cái chớp mắt ta cảm nhận được khổ sở, có lẽ ngươi cùng ta là giống nhau cảm thụ đi. Dương Nghị Vân nghe gật đầu nói là, Cơ Tím Hà tiếp tục nói, tuy rằng chúng ta đều cảm thụ khổ sở, loại cảm giác này nhìn như là chết lão nhân ngã xuống, nhưng hiện tại ngẫm lại có lẽ sư phụ không có việc gì. Bởi vì thiên địa dị tượng xuất hiện, chúng ta cũng đều đột phá tu vi, này thuyết minh sư phụ bọn họ thành công liền tỏ vẻ sư phụ sẽ không ngã xuống. Hơn nữa ta cũng tin tưởng chết lão nhân sẽ không dễ dàng chết như vậy, hắn rất cường đại. Sư đệ chúng ta cũng đừng khổ sở. Về sư phụ việc, chờ trở về chúng ta có thể đi hỏi một chút lão cây liễu là thần đạo sinh linh, hiểu biết thần đạo tin tức nhiều, đối trong thiên địa biến hóa cũng nhất mẫn cảm, lão nhân có hay không sự, lão cây liễu có lẽ có thể biết được một ít, lại hoặc là thiên cơ sư nương có thể biết được, chúng ta thiên cơ sư nương tu luyện thiên cơ đại đạo, nàng có thể suy đoán xuất sư phụ cắt hung. Dương Nghị Vân gật đầu nói, hảo, chờ cứu điêu nhi chúng ta liền trở về tìm lão cây liễu cùng thiên cơ sư nương hỏi một chút sư phụ tình huống, ta cũng tin tưởng sư phụ sẽ không có việc gì. Sư tỷ đệ hai người phân tích một phen, hoặc là nói là lẫn nhau an ủi càng thích hợp, luôn là xem như trong lòng đều dễ chịu một ít. Lại nói tiếp lần này có thể xử lý này đó đại yêu, cũng tất cả đều là thiên địa dị tượng công lao, bọn họ trong lòng tất cả đều dùng trời nắng cảm giác. Hiểu được đại đạo tựa hồ đều có rộng mở thông suốt cảm giác, lúc này mới có thể đột phá. Huyễn yêu bị giết kết giới biến mất, sương mù tan đi, tam gốc đại thụ lại lần nữa xuất hiện ở hai người tầm mắt. Đi! Cơ Tím Hà dứt lời, dẫn đầu nghĩ tam gốc đại thụ đi đến. Mang theo hồng y ba người tiến vào tam gốc đại thụ trung ương, phất tay chi gian đánh ra thượng trăm đạo pháp quyết. Tức khắc dưới chân phù văn xuất hiện, lại là truyền tống trận pháp phù văn, vầng sáng chói mắt chung. Dương Nghị Vân theo bản năng nhắm lại hai mắt. Cũng chính là vài giây thời gian sau, hắn cảm nhận được chói mắt vầng sáng tan đi, trở lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, lại là phát hiện hắn cùng tiểu sư tỷ hơn nữa Hồng Y đã chỗ sâu trong hiểu rõ một mảnh biển mây thế giới. Một mảnh màu trắng mây mù thế giới. Tầm mắt có thể đạt được trong vòng, tất cả đều là biển mây. Sư đệ xem bên kia.
Lúc này Cơ Tím Hà mở miệng, ý bảo Dương Nghị Vân xem phía trước. Dương Nghị Vân nghe vậy nhìn lại, ánh mắt đầu tiên chính là biển mây, cái gì đều không có, hắn vận chuyển càn khôn chi mắt sau còn lại là thấy được biển mây chỗ sâu trong xuất hiện một tòa lấp lánh sáng lên huyền phù đảo nhỏ. Nơi này chính là thành chủ phủ hoa viên không gian đi. Dương Nghị Vân tỏ vẻ chính mình thấy được. Ở Hắc Báo trong trí nhớ chính là nơi này, bất quá kia tòa huyền phù đảo, Hắc Báo không đi lên quá, có lẽ người muốn tìm Điêu Nhi liền ở huyền phù trên đảo, chúng ta đi thôi, Cơ Tím Hà nói. Hảo, Dương Nghị Vân tâm tình cũng có chút kích động, lập tức liền phải tìm được Điêu Nhi. Cái này không gian toàn thân biển mây, ngay cả bọn họ dưới chân trong sở nơi cũng là đứng ở biển mây phía trên, bốn phía nơi cũng nhìn không thấy mặt khác sự vật, chỉ có kia một tòa huyền phù đảo nhỏ, ở biển mây chỗ sâu trong tản ra kim quang, phía sau tắc một cái xoay tròn bảy màu muôn hộ, đến lúc đó để lại đi ra ngoài lộ. Không lo lắng chờ một lát ra không được. Thực mau ba người bay vọt dựng lên, bước vào huyền phù đảo. Vừa tiến vào đảo nhỏ liền phát hiện, cái này không lớn đảo nhỏ phía trên, hoàn toàn là một bộ dạ ấm hoa khai cảnh tượng, cũng không có bên ngoài nhìn lại bị biển mây bao vây mông lung. Hơn nữa thiên địa tiên nguyên lực phi thường sung túc, nơi nơi đều lấp lánh sáng lên, một mảnh màu sắc rực rỡ thế giới. Trong tầm mắt nơi này sở hữu sự tình đều bảo khí mười phần. Liếc mắt một cái nhìn lại cái này huyền phù đảo nhỏ không tính đại, tựa hồ cũng chính là 3.000 mễ tả hữu đường kính. Hoa cỏ cây cối, nhìn qua đều tràn ngập linh tính, nơi xa có ngũ quang thập sắc tiểu sơn, càng là năng lượng dao động cường đại. Dương Nghị Vân nhìn giống nhau nhìn không được hít hà một hơi nói, sư tỷ. Nơi này quả thực chính là một cái huyền phù bảo khố, hoa cỏ cây cối tất cả đều là tiên dược tiên thụ, nơi xa tiểu sơn tựa hồ cũng là cái gì tài chất bảo sơn a. Cơ Tím Hà gật gật đầu nói, ở Hắc Báo trong trí nhớ, này tòa huyền phù bảo đảo là Bạch Giao Long Vương cất chứa hiếm quý bảo vật nơi, thật là một tòa huyền phù bảo đảo. Vạn năm niên đại tiên dược tùy ý có thể thấy được a, cái này Bạch Giao Long Vương rốt cuộc tích lũy nhiều ít năm tháng mới có thể hình thành một tòa huyền phù bảo đảo. Dương Nghị Vân nhìn tùy ý có thể thấy được vạn năm tiên dược vô cùng kích động. Lần này hắn nói cái gì cũng không thể buông tha này tòa huyền phù đảo. Đã có thể ở thời điểm này, chỉ nghe tiểu sư tỷ đột nhiên nói, sư đệ đừng cao hứng quá sớm, muốn này đó bảo vật, trước giải quyết phiền toái đi, chúng ta phiền toái tới. Vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng già nua quát lớn vang lên nói, lớn mật, ngươi chờ người nào tự tiện xông vào Long Đảo. Long Đảo. Dương Nghị Vân nghe người tới quát lớn nói là Long Đảo, ngẫm lại đảo cũng chuẩn xác, nơi này vốn dĩ chính là Bạch Giao Long Vương cấm địa bảo khố, gọi Long Đảo cũng không kỳ quái. Ở đối phương dứt lời hết sức, hắn cùng tiểu sư tỷ trong tầm mắt trống rỗng xuất hiện một người đầu bạc râu bạc trắng lão giả. Người này toàn thân hơi thở cường đại, yêu khí tận trời, nhìn không có bất luận cái gì yêu tộc đặc thù, nhưng hắn lại là khẳng định là cái yêu tộc, hơn nữa là cái yêu tôn cấp bậc cường giả, cũng không biết là yêu tôn cái kia cấp bậc. Cảm giác rất cường đại, bất quá hiện tại tiểu sư tỷ cũng thành tựu tiên tôn, hơn nữa phía trước dựa theo thần ma điều nói, tiểu sư tỷ tu vi không thấp. Cái này yêu tôn nghĩ đến chính là tọa trấn ở hoa viên yêu tôn. Ít nói nhảm, giao ra tầm bảo thần trồn tới, cô nãi nãi không vì khó ngươi, nếu không diệt ngươi. Lúc này tiểu sư tỷ so với phía trước càng thêm không có kiên nhẫn. Phía trước tiểu sư tỷ ở Dương Nghị Vân trong mắt đối mặt bất luận cái gì sự đều mang theo một ít chơi tính, hiện tại cho hắn cảm giác còn lại là mất đi đối chơi hứng thú, đi lên liền trực tiếp uy hát yêu ta tên này yêu tôn. Bất quá lúc này tiểu sư tỷ cũng thật là có uy hát yêu ta yêu tôn tư cách. Lúc này chỉ nghe cái này lão giả yêu tôn huyền phù ở giữa không trung nhìn xuống hai người cười ha ha nói, ha ha ha. Hảo cuồng vọng nhân tộc tiểu hoa nhi, lão phu tu luyện tam vạn tái vẫn là lần đầu tiên gặp phải ngươi như vậy trẻ con, ngươi cho rằng ngươi là tiên tôn trung kỳ đỉnh liền vô địch không thành. Lão phu hôm nay khiến cho ngươi biết biết cái gì là yêu tôn chi uy, còn vọng tưởng thần trồn, ngươi cho rằng ngươi có tư cách này sao? Ha ha, chết yêu quái mà thôi, ở cô nãi nãi trong mắt chính là xúc sinh, hạt nhiều lần, cấp cô nãi nãi xuống dưới đi tiểu sư tỷ nói chuyện chung trực tiếp liền bão nổi, bỗng nhiên vung tay lên một đạo cánh tay thô tráng màu tím tia chớp đối với lão giả liền bổ qua đi. Răng rắc, nàng lôi đình chi lực Dương Nghị Vân nhìn có thể tùy thời từ trong tay phát huy ra tới, cũng có thể đưa tới cửu tiêu chi lôi đình, dù sao trong mắt hắn tiểu sư tỷ lôi đình chi uy so với phía trước càng thêm khủng bố. Mà giữa không trung lão giả yêu tôn, nhìn đến tiểu sư tỷ này một đạo lôi đình phát ra, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, xoát một chút tránh né, lại là mở miệng nói, ngươi là cơ gia người.
Quản ngươi đánh giám tiểu sư tỷ mắng một tiếng bỗng nhiên phi thân dựng lên tới rồi giữa không trung phía trên, lại là toàn thanh đã lôi đỉnh tia chớp ở vần quanh. Đồng thời mở miệng nói, sư đệ cái này lão yêu quái giao cho ta tới đối phó, xem ta không đánh chết, ngươi cắt tới tìm kiếm Điêu Nhi. Tốt, sư tỷ ngươi cẩn thận. Dương Nghị Vân gật đầu theo tiếng, hắn cũng nhìn ra được tới, tiểu sư tỷ đối mặt cái này yêu tôn trung kỳ lão yêu quái khí thế thượng chiếm cứ thượng phong, hơn nữa đương tiểu sư tỷ lôi đình vừa ra, cái này lão yêu nhận ra tiểu sư tỷ thân phận bối cảnh, tức khắc liền có kiêng kỵ chi ý. Như thế dưới tình huống Dương Nghị Vân biết, cái này lão yêu quái đã túng, một khi trong lòng sinh ra kiêng kỵ chi tâm, trận chiến đấu này cái này lão yêu quái liền nhất định phải bại. Hơn nữa tiểu sư tỷ tu vi thực lực ở tiên tôn trung kỳ đỉnh, lão yêu quái còn lại là yêu tôn trung kỳ mà thôi, bực này cao thủ quyết đấu cho dù là một đường chỉ kém, cũng là cách biệt một trời. Cho nên Dương Nghị Vân giờ phút này là yên tâm tiểu sư tỷ, nói đến cùng hắn hiện tại cũng chính là tiên đế trung kỳ đỉnh mà thôi, còn nhúng tay không thượng loại này cấp bậc chiến đấu, đi tìm được Điêu Nhi còn lại là lựa chọn tốt nhất. Hắn trong lòng cũng ở lo lắng Điêu Nhi, mang theo Hồng Y bay thẳng nơi xa ngọn núi mà đi. Bởi vì ở cái này trên đảo chỉ có nơi xa một tòa sáng lên sơn thể là thật lớn sự vật, nếu Điêu Nhi tồn tại nói, nghĩ đến ở nơi nào cơ hội lớn một chút. Hắn trước kia cũng cấp Điêu Nhi dùng quá sinh mệnh chi thủy, chẳng qua đó là tại hạ giới thời điểm, mà phi thăng thời điểm tiên nguyên trọng tố tiên thể hội là một lần nữa cao giai tẩy tủy phạt mao, sinh mệnh chi thủy ước thúc cùng cảm giác sẽ biến mất, cho nên hắn hiện tại hoàn toàn cảm thụ không đến Điêu Nhi người bất luận cái gì hơi thở, nếu không liền hảo tìm. Trước mắt chỉ có thể như vậy đi một chỗ đi tìm, cũng may toàn bộ Long đảo diện tích không lớn đảo cũng hảo tìm. Dương Nghị Vân mang theo Hồng Y đi vào một tòa trăm mét chi cao sơn thể phía trước, để sát vào lúc sau mới phát hiện ngọn núi này thật là một tòa tản ra bảo khí ngọn núi, có ngũ sắc sắc thái trông rất đẹp mắt, chẳng qua là từ trong ra ngoài phát ra, đến nỗi ngọn núi này mặt ngoài nhìn lại cũng chính là một tòa tầm thường linh thạch sơn thể. Nhưng hiển nhiên như thế bảo khí phát ra ngàn vạn trượng sơn thể tuyệt đối không ngừng tại đây, Dương Nghị Vân nghĩ đến này tòa thượng bên trong có khác huyền cơ mới đúng. Trong lòng vừa động càn khôn chi mắt vận chuyển dựng lên nhìn lại. Ngay sau đó Dương Nghị Vân cười, quả nhiên ngọn núi này thể trong vòng có huyền cơ. Hắn ở chân núi một chỗ thấy được một chỗ cửa đá, nếu không phải có càn khôn chi mắt thấy đi, thật đúng là phát hiện không được. Ở cửa đá lúc sau 20 mét ra, vẫn là một đạo cửa đá, chẳng qua hắn càn khôn chi mắt bị đạo thứ hai cửa đá thượng một tầng mông lung màu sắc rực rỡ chi lực cấp ngăn trở nhìn không thấu nội loại tình huống. Nhưng với hắn mà nói đã cũng đủ, chỉ thiếu tìm được, cũng xác định nơi này ngọn núi này thể trong vòng là trống không, có nhân công kiến tạo dấu vết. Toàn bộ Long đảo tình hình địa lý hắn phía trước cũng xem qua, nếu Điêu Nhi tồn tại với Long đảo, cái này sơn thể trong vòng chính là lớn nhất khả năng. Vô cùng có khả năng. Cái này trong cơ thể trong vòng mới là Bạch Giao Long Vương chân chính cất chứa bảo tàng bảo khố. Hơn nữa nội loại tuyệt đối có trọng bảo, nếu không những cái đó bảo khí có thể từ nội bộ phát ra, cách thật xa liền nhìn là bảo khí vạn trượng cảnh tượng. Hồng Y đi. Dương Nghị Vân vung tay lên lắc mình chi gian cùng Hồng Y đi tới càn khôn chi mắt thấy cửa đá chỗ. Hai người đã đến chân núi một chỗ, dùng mắt thường nhìn lại, chính là hồn nhiên thiên thành sơn thể, căn bản là không có gì môn hộ. Nhưng Dương Nghị Vân càn khôn chi trước mắt thật là một đạo cửa đá. Hắn nghĩ đến này liền cao cấp chướng mắt ảo trận linh tinh lực lượng mà thôi. Hồng Y tạp. Dương Nghị Vân hạ lệnh làm Hồng Y khai tạp. Là, chủ nhân. Ầm vang. Hồng Y một quyền đi xuống, chạy nhanh lưu loát, nổ vang lúc sau đá vụn phi dương, bụi đất văng khắp nơi. Nhưng, một cái động lớn xuất hiện. Cao ước mười mấy mét, bề rộng chừng 4-5 mét đại động. Quả nhiên như thế đi, chúng ta đi vào. Dương Nghị Vân nói chuyện nhấc chân trực tiếp đi vào đi. Toàn bộ thông đạo vuông vức, thực rõ ràng là hậu thiên mở mà ra thông đạo. Phi thường xa hoa, tứ phía đều dán lên gương giống nhau sáng ngời thạch tài, tản ra nùng liệt tiên khí cùng nhàn nhạt vầng sáng, hiện ra năm màu chi sắc, đi vào liền phảng phất đang ở một cái dáng màu 10 phần thế giới giống nhau. Hắn phía trước càn khôn chi mắt thấy đến quá, nội loại 20 mét ra, chính là đạo thứ hai môn hộ. Nghĩ đến nơi nào mới là chân chính tiến vào ngọn núi này thể đại môn. Cùng Hồng Y trực tiếp đi vào. Quả nhiên hành trình 20 mét lúc sau, thấy được chợt lóe lấp lánh sáng lên đại môn. Cách thật xa Dương Nghị Vân liền nhìn đến đại môn phía trên điêu khắc một cái màu trắng giao long, rất sống động, nếu không phải nhìn đến ở trên cửa lớn,
Dương Nghị Vân đều còn tưởng rằng là một cái chân chính giao long chiếm cứ ở trên cửa lớn. Này giao long toàn thân ngân bạch, đầu sinh hai sừng, có long cần, xinh đẹp chính là một cái long đầu, bụng có hai chảo, đã vô hạn tiếp cận hóa rồng trạng thái. Không cần hỏi Dương Nghị Vân đều biết này tất nhiên là dị vực giới năm đại đầu sỏ chi nhất bạch giao long vương không thể nghi ngờ. Thực mau hắn cùng Hồng Y đứng ở cao ước 9 mét, bề rộng chừng 3 mét trước đại môn, khoảng cách 3 mét dừng lại. Đương Dương Nghị Vân nghĩ trên cửa lớn này giao long nhìn lại thời điểm, xem giao long hai mắt thời điểm, lại là cảm nhận được một cổ cường đại vô cùng uy áp ập vào trước mặt. Ngao! Cùng thời gian một tiếng long minh vang vọng ở hắn trong đầu. Phốc! Dương Nghị Vân tại đây cổ uy áp cùng một tiếng long minh dưới, bỗng nhiên hộc ra một búng máu dịch, hai chân đều có chút nhũn ra, lại là thiếu chút nữa quỳ xuống. Hắn vội vàng nhắm hai mắt lại, cũng ở hộc ra một búng máu dịch lúc sau, trong lòng dễ chịu một ít. Vội vàng về phía sau mà lui mười mấy mét, lúc này mới cảm giác uy áp tan đi. Hắn toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, lau khóe miệng vết máu, lúc này mới lẩm bẩm, tiên tôn đỉnh cấp bậc cường giả như thế đáng sợ sao? Gần là một cái điều khắc chi giống khiến cho ta hộc máu, hơn nữa là đại môn mà thôi, chân chính bạch giao long vương đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Nhược kê, này cũng không phải tầm thường điêu khắc chi tượng, nếu lão tử không nhìn lầm, mặt trên có một sợi bạch giao long vương yêu hồn ấn ký tồn tại, tiểu tử ngươi tưởng tiến này phiến đại môn sợ là không dễ dàng. Đúng lúc này thần ma điểu từ Dương Nghị Vân cổ sau đầu tóc chui ra tới mở miệng. Tạp mao điểu điêu nhi nhất định ở bên trong, cho ta nghĩ cách, ta cũng đi vào. Dương Nghị Vân nói, cũng may chỉ là bạch giao long vương yêu hồn ấn ký, tuy rằng hao chút lực, nhưng vẫn là có cơ hội thử một lần, thần ma điểu trầm ngâm nói. Dương Nghị Vân nhìn trước mắt đại môn mở miệng hỏi thần ma điểu, muốn như thế nào phá, ngươi nhanh lên nói. Thần ma điểu nói, dù sao tiểu tử ngươi là không được, đối mặt bực này tình huống, Hồng Y hẳn là có thể ra mạnh mẽ, Hồng Y là thân thể á thánh, cũng không phải là đi tiên hồn chi lộ. Bạch giao long vương khí thế uy áp cùng lưu tại điêu khắc chi giống yêu hồn tuy cường đại, nhưng đối Hồng Y bực này thân thể á thánh hẳn là khắc chế không cường, thả trước làm Hồng Y đi thử thử, nhìn xem tình huống lại nói. Dương Nghị Vân nghe được thần ma điểu làm Hồng Y đi thử thử, hắn nhưng thật ra cảm thấy cũng đáng tin cậy, bởi vì Hồng Y chiến đấu chính là thuần túy lực lượng, căn bản không cần bất luận cái gì pháp lực, mặt khác pháp lực công kích áp bách đối Hồng Y tác dụng không lớn. Như thế đảo cũng thích hợp. Không chừng Hồng Y một kích là có thể phá này phiến đại môn. Hồng Y đi lên tạp một chút, Dương Nghị Vân lập tức đối Hồng Y hạ lệnh. Là, chủ nhân, Hồng Y theo tiếng. Ngay sau đó xoát một chút như đạn pháo giống nhau nhằm phía đại môn, như cũ là giơ lên nắm tay một quyền mà đi. Oanh! Một tiếng thật lớn nổ vang vang lên, Hồng Y một quyền nện ở trên cửa lớn. Cũng là tại đây một khắc, toàn bộ đại môn bộc phát ra chói mắt bạch quang, bất quá xem ở Dương Nghị Vân trong mắt lại là từng đạo khắc văn đại lượng. Ngay sau đó Dương Nghị Vân đồng tử co rụt lại là hô to, Hồng Y cẩn thận. Trong mắt hắn thấy được trên cửa lớn điêu khắc bạch giao long vương chi giống lại là bỗng nhiên sống lại đây, đồng thời một tiếng long minh thét dài dựng lên. Ngao! Đại môn điêu khắc giao long sống lại, thét dài nhằm phía Hồng Y. Hết thảy đều phát sinh thực mau, chỉ chớp mắt công phu, giao long một chút va chạm ở Hồng Y trên người. Nhưng mà tại hạ một khắc, tựa hồ cũng không có Dương Nghị Vân lo lắng một màn xuất hiện, lại thấy Hồng Y một quyền nện ở này giao long trên người. Tức khắc giao long chia năm xẻ bảy tiêu tán vô hình. Ách liền như vậy không có. Dương Nghị Vân nhìn không được mở miệng, hắn vốn dĩ cảm nhận được như sơn như hải yêu lực xuất hiện, không thể tưởng được Hồng Y một quyền liền cấp hóa giải. Thần ma điểu ha hả cười nói, nhân ra là á thánh thân thể, hơn nữa thoạt nhìn ý thức khai hóa rất nhiều, ra tay một quyền nhìn như đơn giản, kỳ thật đơn giản trực tiếp, có câu nói kêu vừa vỡ vạn pháp, nói chính là Hồng Y loại công kích này. Nhìn như đơn giản một quyền lại là chất chứa đại đạo, người cái nhược kê học điểm đi. Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt không lý thần ma điểu, mà là về phía trước đi đến. Lúc này tới rồi 3 mét trong vòng ở đi xem trên cửa lớn giao long pho tượng, lại là bình đạm không có gì lạ, không còn có phía trước cái loại này cảm giác áp bách xuất hiện. Đi thôi, này đạo môn trung tâm chính là bạch giao long vương một sợi yêu hồn, hiện giờ yêu hồn bị Hồng Y một quyền đánh tan, chính là một đạo tầm thường đại môn. Có thể trực tiếp đi vào thần ma điểu mở miệng nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu, đối với Hồng Y nói một tiếng vất vả. Hắn cũng chỉ là thuận miệng một tiếng vất vả, không nghĩ tới Hồng Y lại là truyền đến một tiếng, đây là ta nên làm.
Dương Nghị Vân sửng sốt, nhìn Hồng Y mặt nạ hạ hai mắt liếc mắt một cái, hắn biết có lẽ hiện tại Hồng Y đã có độc lập tự hỏi vấn đề năng lực, sau này đối đãi Hồng Y không thể như là trước kia giống nhau luôn là sẽ đem nàng trở thành là con rối, hiện tại bất đồng phải làm thành bình thường bình đẳng đối đãi mới được. Hơi há mồm tương đối Hồng Y nói điểm cái gì, nhưng lại không biết nói như thế nào, chung quy hóa thành một cái đi tự. Dương Nghị Vân đi vào trước đại môn, dùng sức đẩy, ầm 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 trầm thấp tiếng vang lên, lại là quả nhiên như thần ma điểu lời nói giống nhau, đại môn thành tầm thường đại môn, một chút đã bị hắn đẩy mở ra. Bất quá ở đại môn mở ra một khắc, có chói mắt ngũ quang thập sắc nổ bắn ra mà ra. Dương Nghị Vân trong lòng cả kinh, ngay sau đó có thả lỏng lại, bởi vì nổ bắn ra mà ra quang mang không có bất luận cái gì nguy hiểm. Đứng ở cửa định định thần, cũng thích ứng một chút quang mang, hắn mới nhấc chân đi vào đại môn trong vòng. Trong tầm mắt ngũ quang thập sắc, là cái ước chừng có một trận bóng rổ đại không gian. Trọng điểm là đương hắn nhìn đến bên trong đồ vật sau, lại là trong miệng lớn lên rốt cuộc không khép được, bất chi bất giác chung nước miếng đều ở ra bên ngoài lưu. Trong lời đồn Bạch Giao Long Vương ái lục soát tàng đủ loại sáng lên bảo vật, hiện tại toàn bộ không gian tất cả đều là ngũ quang thập sắc, hắn lặp lại đi vào một cái thế gian kỳ chân dị bảo nhà triển lãm giống nhau, từ độc đáo tiên khí, đến tiên dược tiên quả, tiên thạch yêu thạch, lại đến chiến giáp xiêm y, gia thú lông tóc, dị thú máu, cỏ cây tiêu bản, kỳ thạch dị bảo, cái gì cần có đều có. Luyện đan luyện khí tài liệu, trận pháp tài liệu, con rối phù chú từ từ đầy đủ mọi thứ, nếu nói hắn từ Tuyết Miêu nơi nào được đến cực phẩm tiên thạch là một bút thật lớn tài phú nói, như vậy trước mắt cái này liền thật không biết nên nói như thế nào, dù sao hắn tính toán không rõ ràng lắm này đó bảo vật giá trị nhiều ít. Dương Nghị Vân nuốt khẩu nước miếng, thật sự là tâm động vô cùng, hắn dám nói nếu đem nơi này đồ vật toàn bộ dọn đi, giao cho Lục Bằng Bân đi xây dựng Vân Môn nói. Khả năng vậy là đủ rồi, chưa chừng còn sẽ có còn thừa. Dù sao Dương Nghị Vân trong mắt nơi này kỳ chân dị bảo đếm không hết, toàn mẹ nó là thứ tốt. Vô cùng tâm động a. Nhưng là nơi này là Bạch Giao Long Vương cất chứa bảo khố a, có dám hay không dọn đi? Đây là cái rối rắm lựa chọn. Ở hắn nghĩ đến đối với Bạch Giao Long Vương kia chờ cường giả tới nói, có lẽ phía trước hắn cùng tiểu sư tỷ chém giết như vậy bao lớn yêu, có lẽ Bạch Giao Long Vương có thể tiếp thu. Bởi vì Bạch Giao Long Song là tiên giới đứng đầu cường giả tồn tại, cái gì yêu đế yêu vương đánh giá ở trong lòng hắn đều là con kiến, có thể không. Nhưng là dọn không hắn bảo khố nói, liền không giống nhau, thực rõ ràng nơi này tài vụ tích lũy là Bạch Giao Long Vương không biết hoa nhiều ít thời gian mới tích lũy lên bảo vật, thả lại là Bạch Giao Long Vương yêu thích đồ vật, một khi dọn đi, đến lúc đó thu sau tính sổ, Dương Nghị Vân phỏng chừng Bạch Giao Long Vương có thể một cái tát chụp chết hắn như vậy một tảng lớn. Cho nên đây là cái thực rối rắm lựa chọn. Dọn không này tòa bảo khố nói, hắn tin tưởng chính mình Vân Môn kiến tạo phí dụng là tuyệt đối sẽ không sai biệt lắm. Nhưng là muốn thừa nhận Bạch Giao Long Vương thu sau tính sổ nguy hiểm. Không lấy đi nói. Dương Mẫu Nhân trong lòng liền thật chán trường. Liền ở hắn rối rắm hết sức, thần ma điểu đột nhiên mở miệng nói, ai ai ai. Nhược kê ngươi mau xem bên kia, hình như là ngươi kia một đầu điêu nhi. Dương Nghị Vân nghe được thần ma điểu nói chuyện bỗng nhiên một cái giật mình. Đúng vậy, hắn tới nơi này là tới tìm điêu nhi, ở trong lòng hắn liền tính là ở có như vậy 10 tòa bảo khố cũng không thắng nổi một cái điêu nhi. Còn có chính là hắn trong nháy mắt nghĩ kỹ, bắt điêu nhi đầu sỏ gây tội, liền mẹ nó là Bạch Giao Long Vương, nếu như vậy, còn dối dám cái phách a. Tiểu gia muốn liền đem nơi này dọn không, một cây mao đều không cho Bạch Giao Long Vương dư lại, coi như là hắn bắt điêu nhi trừng phạt. Đến nỗi về sau Bạch Giao Long Vương thu sau có tính không chướng, kia mẹ nó là về sau sự tình, đến lúc đó lại nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe đến trước núi ắt có đường. Hai chữ, dọn không. Không dọn đối không không dậy nổi điêu nhi. Trong đầu nháy mắt liền làm ra quyết định. Cũng theo thần ma điểu theo như lời phương hướng nhìn lại. Nhưng mà ngay sau đó Dương Nghị Vân lại là hai mắt một chút đỏ đậm lên, nửa ngày lúc sau nổi giận gầm lên một tiếng. Bạch Giao Long vạn ta phát thảo tổ tông. Vèo. Dương Nghị Vân thân hình vừa động vèo một chút biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở góc. Hắn giống nhau liền nhận ra là hắn Điêu Nhi. Chẳng qua hắn nhìn đến Điêu Nhi giờ phút này toàn thân lại là bị năm điều kim sắc xích sắt khóa. Tứ chi các có một cái. Trọng điểm là tứ chi xích sắt xuyên thấu ở Điêu Nhi trong thân thể, trên cổ có một cái thuần trắng vòng cổ, thứ năm điều dây xích liền buộc ở vòng cổ thượng.
Lúc này Điêu Nhi vây ở một tòa che kín phủ văn tế đàn thượng, tế đàn bên cạnh là năm tòa cao nguyệt 9 mét tiểu tháp thành ngũ hành mà bố cục, năm điều xích sắt căn nguyên liền ở tiểu tháp thượng, mà Điêu Nhi còn lại là đầu nhỏ rũ. Hương hương! Dương Nghị Vân kêu to một tiếng, cả người đều đang run rẩy. Hắn trong lòng lại lấy máu, Điêu Nhi cùng hắn sớm nhất, cũng là hắn nhất sủng một cái, từ năm đó lại địa cầu thời điểm liền sủng Điêu Nhi, như là hài tử giống nhau sủng. Dương Nghị Vân đối chính mình mấy cái hài tử đều không có Điêu Nhi giống nhau sủng quá. Hắn trước nay luyến tiếc mắng to Điêu Nhi. Khi còn nhỏ Điêu Nhi cùng Hầu Đậu Đậu phạm sai lầm, liền tính biết rõ là Điêu Nhi, hắn mỗi lần thu thập đều là Hầu Đậu Đậu, đi sơn hải giới, lại ở tu chân giới thời điểm, như cũ hướng về phía Điêu Nhi. Trước nay không nghĩ tới có một ngày Điêu Nhi sẽ bị người như thế thì a tấn. Dương Nghị Vân kêu to chung, hai mắt đều đỏ đậm. Nhưng mà kêu to một tiếng Điêu Nhi không có phản ứng. Đường kính 3 mét, cao nguyệt 1 mét tiểu tế đàn thượng, Điêu Nhi như là một cái chịu hình hôn mê quá khứ phạm nhân, kêu to không phản ứng. Dương Nghị Vân nói chuyện chung một bước hướng về tế đàn bước lên đi. Oanh! Lại là không nghĩ tới nhưng hắn một chân đụng chạm đến tế đàn bên cạnh thời điểm, toàn bộ tế đàn thượng khắc văn đại tác phẩm, lại là một cổ thật lớn yêu lực bỗng nhiên bùng nổ trực tiếp va chạm ở trên người hắn. Một cái vô ý hắn bay ngược đi ra ngoài. Phốc! Lập tức chính là một mồm to máu tươi phun ra. Trong cơ thể khí huyết phóng quay cuồng lực lượng, toàn thân trong lúc nhất thời đều chết lặng, như là bị lôi đình phách đánh giống nhau, nửa ngày Dương Nghị Vân cũng chưa bỏ dậy. Giống, giống giống. Đúng lúc này từng tiếng thê thảm tiếng kêu vang lên. Dương Nghị Vân hai mắt nhìn lại, lại là tế đàn thượng Điêu Nhi nho nhỏ thân thể, biến đại một vòng, từ miêu mễ lớn nhỏ. Biến thành một cái thành niên thổ cẩu như vậy đại, toàn thân lông tơ đều ở đứng chổng ngược. Chỉ thấy Điêu Nhi trên người năm điều dây xích lập lòe tia chớp, khắc văn đại tác phẩm, truyền lại tới rồi Điêu Nhi trên người. Hương hương, Dương Nghị Vân giống giận một tiếng, trong cơ thể pháp lực bùng nổ, toàn thân chết lặng tan đi, một chút đứng dậy liền phải tiến lên. Nhưng là lúc này thần ma điều lại mở miệng kêu ngừng hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dừng lại tiểu tử, ngươi thấy rõ ràng là chuyện như thế nào sao? Ngươi như vậy tiến lên sẽ chỉ làm Điêu Nhi bị chết càng mau. Thần ma điểu hô. Dương Nghị Vân nghe được thần ma điểu kêu gọi, tức khắc dừng lại. Hắn nhìn tế đàn thượng tình huống, giờ phút này lại là thấy được không thích hợp. Toàn bộ tế đàn khắc văn dày đặc, nhìn qua tất cả đều là nhằm vào Điêu Nhi. Dương Nghị Vân song toàn nắm chặt, bất chi bất giác máu giàn giụa, nhưng hắn bừng tỉnh không biết. Lúc này thần ma điểu nói tiếp, toàn bộ tế đàn phòng ngự tất cả đều là nào đó khắc văn phòng ngự, nói như vậy khắc văn truyền thừa phần lớn là thần đạo sản vật, phòng ngự lực lượng so với tiên giới trận pháp phù văn phòng ngự cao hơn một mảng lớn. Này tòa tế đàn hơn nữa năm tòa tiểu tháp bản thân liền hình thành cường đại trận pháp, khắc văn chi lực khắc họa làm trận pháp uy lực cường đại mấy lần, từ vừa rồi tình huống xem, trong ngoài vòng cổ A, ở bên ngoài có người đụng chạm tế đàn trận pháp liền sẽ khởi động. Ở phòng ngự đồng thời khắc văn lực lượng liền sẽ truyền lại ở Điêu Nhi trên người. Đây là vây khốn Điêu Nhi bằng không nó từ nội bộ có chút cơ hội đào tẩu, thật đúng là đủ tàn nhẫn, bất quá về phương diện khác cũng thuyết minh, Điêu Nhi hung hãn, nếu không Bạch Giao Long Vương sẽ không cách dùng liên như thế tàn nhẫn vây khốn nó, không cho một chút ít cơ hội. Nói cho ta như thế nào phá trận pháp, Dương Nghị Vân ánh mắt như cũng nhìn chằm chằm tế đàn thượng Điêu Nhi. Hiện tại xem ra mạnh mẽ là không thành. Người cần thiết nghiên cứu tế đàn trận pháp phá chi, dùng sức mạnh sẽ chỉ làm Điêu Nhi càng thêm thống khổ, đến nỗi như thế nào phá, cái này đến dựa chính ngươi, lão tử đối với trận pháp chi đạo không hiểu. Thần ma điểu lần này nhưng thật ra nói một lần lời nói thật. Dương Nghị Vân một lòng trầm đi xuống, làm chính hắn phá trận, cũng là có khó khăn, dùng sức mạnh còn không được, cái này trận pháp bị xúc động, đang ở bên trong Điêu Nhi liền phải chịu tội. Hít sâu một hơi nói, ta thử xem. Hắn đối với trận pháp vẫn là nghiên cứu quá, chẳng qua trước kia là ở tu chân giới thời điểm, nghiên cứu nhiều một ít, sau lại phi thăng tiên giới lúc sau, chỉ có luyện đan nghiên cứu so nhiều, trận pháp chi đạo cùng con rối phủ chú từ từ đều không có cố tình đi nghiên cứu. Trước mắt đối mặt Điêu Nhi hắn cũng chỉ có thể đi nếm thử phá trận. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, nói như vậy yêu tộc bố trí trận pháp đều là tương đối thô thiển, so không được nhân tộc bày trận, ngươi thả thử xem. Thần ma điểu khó được nói một phen bình thường lời nói. Điêu Nhi tựa hồ đang ở trận pháp trông được không đến chúng ta. Dương Nghị Vân quan sát một chút,
tế đàn thượng Điêu Nhi trừ bỏ biến thân lúc sau hai mắt đỏ đậm ở ngoài kêu thảm thiết ở ngoài, giống như cũng không có nhìn đến hắn. Đây là tự nhiên tế đàn thượng trận pháp có ngăn cách, bên ngoài có thể nhìn đến tình huống bên trong, nhưng là bên trong nhìn không tới bên ngoài. Thần ma điểu nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu không ở nghi muộn, tiến lên một bước, vận chuyển càn khôn chi mắt đi quan sát cái này tế đàn trận pháp. Ở hắn càn khôn chi trước mắt tế đàn bên ngoài đích xác một cái trận pháp màn hào quang tồn tại, mặt khác năm tòa tiểu tháp cùng tế đàn trọn vẹn một khối, mỗi một tòa tiểu tháp thượng khắc văn dày đặc, chặt chẽ liên tiếp ở pháp liền phía trên, trực tiếp vây Điêu Nhi. Dương Nghị Vân nhìn nửa ngày, cuối cùng phát hiện này tòa tế đàn trận pháp mấu chốt muốn phá rớt, liền ở năm tòa tiểu tháp thượng. Hơn nữa ở hắn càn khôn chi trong mắt, thấy được năm tòa tiểu tháp trong vòng tháng bất đồng thuộc tính, vừa lúc chính là ngũ hành thuộc tính. Trọng điểm là mỗi một tòa tiểu trong tháp tồn tại cường đại năng lượng thạch, thế nhưng là ngũ hành căn nguyên cục đá, ngũ hành chi gian tương sinh tương khắc. Cường đại năng lượng đều ở bùng nổ điểm tới hạn, một khi trong đó một tòa bị phá hư, đều đem mất đi cân bằng, đến lúc đó, phá trận người sắp sửa thừa nhận tiểu trong tháp ngũ hành căn nguyên thạch lực lượng đánh sâu vào. Nội loại chi năng lượng cường đại thâm hậu, cũng không phải là nháo xong, một khi một chỗ mất đi cân bằng, mặt khác bốn chung lực lượng liền sẽ tề phát công kích. Cái này lực độ thật sự không thể khinh thường. Dương Nghị Vân thật sự không nắm chắc thừa nhận. Nhưng là trừ cái này ra, hắn tìm không thấy mặt khác phá thật sự phương pháp. Trực tiếp từ năm tòa tiểu tháp trên dưới tay, nhất đơn giản trực tiếp, rất nguy hiểm đồng dạng rất cao. Đương nhiên phá trận chi đạo ngàn ngàn vạn vạn, cũng không ngừng là này một loại phương pháp. Nhưng Dương Nghị Vân nhìn xem tế đàn thượng Điêu Nhi, không nghĩ làm Điêu Nhi thu được ở thừa nhận như vậy nhiều một phút cực khổ. Lập tức quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn từ lần thứ hai vận dụng quá càn khôn thần điện lực lượng bị phản phệ, cuối cùng bị lão cây liễu tam phiến cây liễu diệp cải tạo một lần thân thể sau, thân thể cũng đạt tới một cái cường hãn trình độ, tin tưởng hẳn là có thể thừa nhận một chút. Hơn nữa hắn còn có sinh mệnh chi thủy tồn tại, cho dù là bị thương cũng là có thể bổ cứu. Hạ quyết tâm lúc sau, lập tức liền bắt đầu. Lựa chọn một tòa thủy thuộc tính ở tiểu tháp, Dương Nghị Vân vận chuyển càn khôn trong ngoài công. Đem thân thể trạng thái điều chỉnh tới rồi đỉnh, bỗng nhiên một chưởng trực tiếp vỗ vào tháp thượng. Ầm vang. Một tiếng nổ vang. Dương Nghị Vân sắc mặt biến đổi. Bởi vì không có trong tưởng tượng một chưởng món lòng này tòa tiểu tháp tình huống xuất hiện. Đây là không thích hợp. Hắn kỳ thật cũng không có nghiên cứu thấu triệt này tòa tế đàn cùng ngũ hành tháp kết hợp, chỉ là về cơ bản suy đoán ra một cái đại khái, chỉ cần phá rớt một tòa tháp, thừa nhận mặt khác bốn tòa tiểu tháp phản phệ. Đến lúc đó là có thể phá rớt này tòa tế đàn trận pháp. Nhưng mà hắn quá nóng vội, cũng tính sai, thậm chí có thể nói là cố tình tương phản tới. Không có trong tưởng tượng tiểu tháp ầm ầm sập, càng không có trong tưởng tượng cường đại ngũ hành căn nguyên năng lượng phản phệ, ngược lại hắn một chưởng chụp tại đây tòa tiểu tháp thượng sau, một cổ thật lớn hấp lực truyền đến. Dương Nghị Vân đột nhiên thấy không ổn, vội vàng đi thu tay lại, nhưng lại ở thời điểm này tiểu tháp thượng vầng sáng đại tác phẩm khắc văn lập lòe dựng lên. Hắn pháp lực lại là phản bị này tòa tiểu tháp hấp thu đi. Chuẩn xác mà nói là toàn bộ tế đàn trận pháp ở đảo hút trong thân thể hắn lực lượng. Dương Nghị Vân vội vàng vận chuyển pháp lực ngăn cản, nhưng lại là không hề gợn sóng. Trong thân thể hắn pháp lực ở nhanh chóng sói mòn. Này còn không phải đáng sợ nhất chính là hắn thần hồn cùng cả người tinh huyết cư nhiên cũng bắt đầu sủng sủng muốn động lên, sở hữu lực lượng đều bắt đầu sói mòn. Đều bị này tòa tà môn tế đàn tiểu tháp hấp thu bắt đầu cắn nuốt. Như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chỉ có thể nói hắn quá coi thường Bạch Giao Long Vương thủ đoạn. Cứ việc như tạp mao điểu lời nói, yêu tộc bày trận không bằng nhân tộc, cũng đừng quên, Bạch Giao Long Vương cũng không phải là tầm thường yêu tộc. Hắn là dị vực giới năm đại đầu sỏ chi nhất, càng là đại yêu tôn đỉnh, là tiên giới đứng đầu tồn tại. Đặt ở toàn bộ tiên giới đều là siêu cấp cường giả cái loại này, một cái không biết sống nhiều ít thời gian lão yêu quái bày ra trận pháp sao có thể là phàm vật. Là chính hắn sốt ruột đại ý, cũng là tạp mao điểu câu kia yêu tộc bày trận không bằng nhân tộc lầm đạo, đại ý. A, giống. Dương Nghị Vân giờ khắc này lại là thật bị dọa tới rồi, trong cơ thể lực lượng sói mòn làm hắn lần đầu tiên cảm thụ cái gì là sợ hãi. Gần một cái nháy mắt, hắn liền nhìn đến một đôi tay đều có chút khô quắt lên. Đây là mất đi sinh cơ tinh huyết biểu hiện. Thét dài giống giận thúc dục pháp lực đều không thể ngăn cản trong cơ thể lực lượng bị cắn nuốt hấp thu. Oanh! Giờ khắc này không nghĩ tới lại là một bên an tĩnh đứng ở Hồng Y nhìn đến tình huống của hắn sau quyết đoán hơn 1000 hỗ trợ,
nhưng Hồng Nhan lại là bị chính mình trên người hắn cường đại lực lượng bắn ngược bay ngược đi ra ngoài. Chuẩn xác mà nói là bị tế đàn thượng lực lượng trực tiếp bắn ngược đi ra ngoài. Dương Nghị Vân không nghĩ tới bực này lực lượng thế nhưng như thế bá đạo ngang ngược, cắn nuốt hắn lực lượng thời điểm đều bằng không ngoại giới nhúng tay, như là có linh tính giống nhau. Hoa hoa hoa, Nhược Kê tại sao lại như vậy? Tiểu tử ngươi đều thành ra bọc xương. Giờ phút này thần ma điểu chấp động cánh nói chuyện, cũng là có chút sốt ruột lên. Dương Nghị Vân nghe thần ma điểu nói chuyện, thật là cười khổ không được, rất muốn thăm hỏi một chút tạp mao điểu, người mẹ nó không phải nói yêu tộc bày trận không bằng nhân tộc sao. Hiện tại nhìn xem, cái này trận pháp kỳ thật đơn giản trận pháp. Dương Nghị Vân hiện tại là khóc không ra nước mắt. Ta, mẹ nó như thế nào biết là chuyện như thế nào, chạy nhanh nghĩ cách, tại như vậy đi xuống. Nếu không trong chốc lát lão tử liền treo Dương Nghị Vân đối với thần ma điểu mắng. Giờ phút này Hồng Y lại một lần vọt đi lên, bỗng nhiên va chạm ở Dương Nghị Vân trên người, nhìn qua là muốn đem Dương Nghị Vân phá khai tiểu tháp, nhưng kết quả. Ầm vang. Một tiếng ầm vang chung, Hồng Y lại một lần bay ngược đi ra ngoài. Dương Nghị Vân khóe mắt nhìn đến, Hồng Y hai lần bay ngược đi ra ngoài, trên người nàng Hồng Y chiến giáp đều tan vỡ. Lúc này trong lòng ấm áp. Hắn chưa bao giờ có nghĩ tới Hồng Y sẽ vì hắn liều mạng như vậy. Lần thứ ba Hồng Y đứng dậy sau vọt lại đây. Dương Nghị Vân vội vàng hô to, Hồng Y dừng lại, vô dụng. Dương Nghị Vân hạ lệnh. Nhưng là Hồng Y không có nghe. Ầm vang. Như cũ va chạm mà đến, nàng lại một lần bay ngược đi ra ngoài, lần này nửa ngày đều không có tái khởi tới. Hồng Y. Dương Nghị Vân đôi mắt đều đỏ. Khá vậy cảm giác được từng trận choáng váng suy yếu chuyển đến, hắn nhìn thoáng qua chính mình tay, đã hoàn toàn biến thành móng gà, không có chút nào huyết khí. Thật mẹ nó muốn treo sao? Trong lòng cười khổ một chút. Hai mắt nhìn giống nhau tế đàn thượng điêu nhi, đang xem nửa ngày đến ngầm không lên Hồng Y. Dương mẫu nhân trong lòng tức khắc dâng lên một cổ không dám. Không, lão tử không tin tà. Càn khôn hồ, cho ta vận chuyển, giống. Giờ khắc này Dương Nghị Vân đột nhiên nghĩ tới Càn Khôn Hồ, nếu nói lúc này có cái gì có thể cứu mạng, như vậy hắn nghĩ đến chỉ có Càn Khôn Hồ. Gầm lên giận dữ dưới, trên cánh tay trái Càn Khôn Hồ kim sắc lóng lánh dựng lên, một cổ cực nóng truyền đến. Tức khắc, nghịch truyền bắt đầu. Giờ khắc này Dương Nghị Vân cảm thụ Càn Khôn Hồ thật đúng là hiển linh. Nguyên bản tế đàn tiểu tháp ở hấp thu trong thân thể hắn lực lượng, căn bản là ngăn cản không được, nhưng tại đây một khắc Càn Khôn Hồ động lên sau. Tình huống lập tức nghịch chuyển. Càn Khôn Hồ ở hắn cảm giác chung đích xác như là sống lại đây giống nhau, tức khắc nghịch chuyển, hắn trên cánh tay trái Càn Khôn Hồ phát ra cực nóng, hơn nữa cảm nhận được từ cánh tay trái bắt đầu sinh ra một cổ càng vì thật lớn không thể nghịch chuyển hút xả chi lực bắt đầu đảo hấp thu bị tế tháp tiểu tháp đoạt lấy mà đi lực lượng. Oanh! Trong cơ thể một tiếng nổ vang Dương Nghị Vân biết thế cục nghịch chuyển. Giờ khắc này hắn cảm thụ Càn Khôn Hồ hóa thành một tòa cự vô bá hắc động. Có cắn nuốt hết thảy năng lực. Vừa rồi tế đàn tiểu tháp hút xả đoạt lấy chi lực ở Càn Khôn Hồ trước mặt chính là gặp sư phụ, căn bản liền không có thể so tính. Khoảnh khắc chi gian liền hắn liền cảm giác càng thêm khổng lồ năng lượng theo bàn tay tiến vào hắn thân thể thẳng đến Càn Khôn Hồ mà đi. Giờ khắc này Dương Nghị Vân nội tâm rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo, thời khắc mấu chốt có Càn Khôn Hồ a. Nếu không hôm nay cái này hậu quả thật sự là không dám tưởng tượng. Đối với Càn Khôn Hồ hôm nay Dương Nghị Vân thông suốt, cho tới nay hắn luôn là theo bản năng cho rằng Càn Khôn Hồ chính là một kiện thần bí pháp khí chí bảo, càng nhiều thời điểm đều cho rằng là cái vật chết. Đặc biệt là ở hắn diệt Càn Khôn Hồ chi linh sau, loại cảm giác này liền tại nội tâm định tính, căn bản liền không nghĩ tới Càn Khôn Hồ là vật còn sống, như cũ là có linh tính chí bảo. Vừa rồi cũng là dưới tình thế cấp bách, giống giận mắng một giọng nói, ở trong nháy mắt đem sở hữu ý thức đều tập trung ở Càn Khôn Hồ thượng. Lúc này mới có hiện tại Càn Khôn Hồ phản ánh. Cũng là tại như vậy trong nháy mắt, hắn đối Càn Khôn Hồ có một loại nói không rõ hiểu ra. Hoặc là nói từ giờ trở đi hắn tựa hồ cùng Càn Khôn Hồ chi gian hình thành nào đó phù hợp, tìm được rồi khống chế môn đạo. Đây là một loại rất khó nói rõ cảm giác. Dù sao đi, hắn từ hiện tại cảm giác tựa hồ mới chân chính mở ra Càn Khôn Hồ cái này thần bí chí bảo diệu dụng. Tâm linh thượng cảm giác được rõ ràng một loại khống chế năng lực. Đây là một loại xưa nay chưa từng có rõ ràng cùng phù hợp. Tuy rằng có chút không minh bạch, nhưng là Dương Nghị Vân biết đối với loại tình huống này, là chuyện tốt, rất tốt sự,
có như vậy trong nháy mắt hắn thậm chí cảm giác hắn đối càn khôn thần điện chi lực thi triển cũng có thể đạt tới tùy tâm cho nên nông nỗi. Đương nhiên cảm giác chung quy là một loại cảm giác, không thể coi là thật, chỉ có chân chính đi thực tiễn quá mới có thể biết được. Bất quá có một chút Dương Nghị Vân là cảm giác được rõ ràng, đó chính là càn khôn hồ lực cắn nuốt, điểm này ở hắn nghĩ đến mới là chân chính nghịch thiên mà vô địch thần thông. Bởi vì có rất nhiều thứ, càn khôn hồ chủ động hấp thu cắn nuốt một ít lực lượng lúc sau liền sẽ lại một lần thăng cấp, rồi sau đó càn khôn hồ không gian trong vòng liền sẽ phát sinh biến hóa lớn, không gian sẽ không ngừng mở rộng, nội loại năng lượng cũng càng thêm nồng hậu, càng sẽ xuất hiện cùng loại sinh mệnh chi thủy, linh đào, dưa hấu lôi bực này nghịch thiên chi vật. Thật sự là đỉnh cao nhân sinh cảm giác. Bất quá có chút tưởng xa, có thể khống chế càn khôn hồ lực cắn nuốt, chỗ tốt nhưng không đơn giản là như thế. Lấy hắn dĩ vãng đối càn khôn hồ lực cắn nuốt hiểu biết, mặc kệ là bất luận cái gì cường đại thậm chí là khổng lồ lực lượng, càn khôn hồ lực cắn nuốt cơ hồ có thể nói là nóng lạnh gì cũng ăn, tất cả đều có thể triệu đan toàn thu. Trọng điểm là có thể cắn nuốt, đây mới là Dương Nghị Vân coi trọng, thậm chí so với càn khôn hồ thần điện chi lực đều cường đại, thử nghĩ một chút nếu là đối địch là lúc, gặp phải cường đại địch nhân, hắn trực tiếp thúc giục càn khôn hồ, khởi động cắn nuốt khả năng, như vậy địch nhân liền sẽ bị hút khô. Còn có thể có cái gì phản kháng? Ở càn khôn hồ bực này thật lớn hấp thu cắn nuốt năng lực hạ, Dương Nghị Vân tin tưởng liền tính chính là tiên tôn cấp bậc cường giả sợ là khó có thể tránh thoát, kết quả là chỉ có bị càn khôn hồ nuốt hấp thu trở thành một khối thây khô kết cục. Ngẫm lại Dương Nghị Vân liền cảm giác trong lòng lần sảng, có bực này nghịch thiên năng lực, hắn chẳng phải là muốn đi ngang. Đương nhiên tiền đề là hắn nếu có thể tiếp xúc đến đối phương thân thể mới được, chỉ có này một cái nhược điểm đoạn bản. Bất quá muốn xử lý một cái cường đại địch nhân, dù sao cũng phải có nguy hiểm cùng trả giá, điểm này là hoàn toàn có thể tiếp thu. Còn có một cái chỗ tốt là, loại này cắn nuốt là không cần hắn tự thân tới gánh vác nhân quả, bởi vì cắn nuốt mà đến năng lượng tất cả đều tiến vào càn khôn hồ, không cần lưu tại trong thân thể hắn, kể từ đó cũng liền cấp càn khôn hồ thăng cấp tìm được rồi một cái lộ. Cho tới nay hắn đều có cái cảm giác, đó chính là càn khôn hồ không gian muốn hoàn toàn khai phá ra vốn dĩ diện mạo. Nhất định sẽ yêu cầu rất nhiều năng lượng chống đỡ, hiện tại hảo, cái này hắn cảm giác tìm được rồi giải quyết chi đạo. Sau này gặp phải địch nhân từng cái đi thúc giục càn khôn hồ đi cắn nuốt địch nhân lực lượng, thành tựu càn khôn hồ, đến lúc đó hắn tin tưởng một ngày nào đó càn khôn hồ không gian sẽ triển lộ ra đến không bộ mặt. Đến nay càn khôn hồ không gian mới là phạm vi 30 dặm mà thôi, bực này chí bảo chân chính không gian to lớn, Dương Nghị Vân tuy rằng không biết đến tột cùng là bao lớn. Đương hắn tin tưởng tuyệt đối là không nhỏ, ít nhất có thể là một phương không tồi tiểu thế giới. Hắn trực giác chung, càn khôn hồ không gian tuyệt đối không nhỏ. Còn có một cái còn lại là, theo càn khôn hồ không gian không ngừng thăng cấp mở rộng, vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện mặt khác núi lớn, mà trên núi đều sẽ tồn tại chí bảo. Cắn nuốt a, bất kể bất luận cái gì sống nguội cắn nuốt, đây mới là chân chính nghịch thiên, hơn nữa ở càn khôn hồ cắn nuốt ngoại lực thời điểm, luôn là phải trải qua thân thể hắn. Thân thể hắn giống như là một cái trạm trung chuyển giống nhau, đến lúc đó hoặc nhiều hoặc ít hắn đều là có thể hấp thu một bộ phận năng lượng tới tu luyện thành liền chính mình. Như thế tình huống giờ phút này Dương Nghị Vân cũng đã bắt đầu làm được. Ở càn khôn hồ cắn nuốt bắt đầu thời điểm, tế đàn tiểu tháp nội cường đại năng lượng cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong thân thể hắn, giờ phút này hắn vận chuyển càn khôn trong ngoài công tu luyện, lại là từng sợi năng lượng bị hắn giữ lại xuống dưới, hóa thành hắn tự thân chi lực. Tuy rằng so ra kém càn khôn hồ cắn nuốt cường đại, mỗi lần vận chuyển hấp thu cùng càn khôn hồ cắn nuốt so sánh với chỉ có từng sợi, nhưng là với hắn mà nói cũng đủ. Thực mau hắn sói mòn pháp lực từ lực lượng bắt đầu bổ sung trở về, thoạt nhìn khô quắt ngón tay dần dần khôi phục huyết khí. Theo thời gian sói mòn, ở càn khôn hồ nhanh chóng cắn nuốt dưới, Dương Nghị Vân phát hiện 5 tòa tiểu tháp trong vòng năng lượng ở nhanh chóng giảm bớt chung, dựa theo trình độ này đi xuống, hắn đều không cần lo lắng trận pháp vấn đề. Bởi vì càn khôn hồ sẽ đem cả tòa tế đàn đại trận năng lượng hấp thu cắn nuốt chạy nhanh. Bất luận cái gì cường đại vô cùng trận pháp nói đến cùng đều là dựa vào năng lượng chống đỡ, nếu đã không có năng lượng chống đỡ, cả tòa trận pháp tự nhiên cũng liền phế đi. Chờ đến càn khôn hồ cắn nuốt hoàn chỉnh tòa tế đàn đại trận lực lượng, điều nhi tự nhiên sẽ được cứu vớt. Uy nhược kê ngươi làm cái gì? Lão tử cảm giác cả tòa tế đàn uy năng tựa hồ ở nhanh chóng biến yếu. Thần ma điểu giờ phút này nhìn Dương Nghị Vân nhìn không được hỏi một tiếng. Vừa rồi Dương mẫu nhân thoạt nhìn đều đã mau cúp, này chỉ chớp mắt, thấy thế nào đi trong thân thể hắn sói mòn lực lượng tinh huyết lại về rồi, hơn nữa tế đàn hơi thở ở biến yếu,
Cái này làm cho thần ma điểu rất là kỳ quái, kỳ thật, vừa rồi mắt thấy Dương Nghị Vân muốn quải rất thời điểm, thần ma điểu đều chuẩn bị tốt, bằng mạng già vận dụng nó cuối cùng lực lượng cứu Dương mỗ nhân, nhưng mà chỉ chớp mắt tình huống liền chuyển biến. Ha ha ha, tiểu gia ta từ nay về sau liền phải khai quải, tạp mao điểu không cần lo lắng, không có việc gì. Dương Nghị Vân biết thần ma điểu chỉ biết hắn có càn khôn hồ, nhưng lại không biết càn khôn hồ đến tột cùng tác dụng. Đối với càn khôn hồ cắn nuốt khả năng hắn tự nhiên sẽ không nói ra tới. Chỉ là cười ha ha nói chính mình muốn khai quải, đích xác, hắn khống chế tùy thời thúc giục càn khôn hồ cắn nuốt năng lực lúc sau, thật đúng là chính là một loại khai quải, bởi vì càn khôn hồ cắn nuốt lực lượng năng lực, thật sự là thực nghịch thiên, bất luận cái gì lực lượng đều có thể cắn nuốt đi xuống. Này ở hắn xem ra chính là một loại khai quải. Khai quải, cái gì khai quải, thần ma điểu tràn đầy nghi hoặc. Nó không đi qua địa cầu tự nhiên không biết cái gì là khai quải. Cho ngươi nói ngươi cũng không hiểu, dù sao tiểu gia ta sau này liền sẽ thực nhiêu ích. Dương Nghị Vân cười giải thích một câu. Chỉ chớp mắt hắn sói mòn tinh huyết pháp lực tất cả đều bổ sung trở về, pháp lực rốt cuộc khôi phục tới rồi đỉnh, mà giờ phút này hắn càn khôn chi mắt vận chuyển dưới lại là nhìn đến năm tòa tiểu tháp bên trong ngũ hành căn nguyên cục đá đã ảm đạm không ánh sáng, cả tòa tế đàn trận pháp năng lượng, không sai biệt lắm tới rồi hỏng mất bên cạnh. Ầm vang, răng rắc. Mới vừa nghĩ như vậy thời điểm, quả nhiên ầm vang trung tế đàn năm tòa tiểu tháp hóa thành dập nát, răng rắc một tiếng trung tế đàn ngoại trận pháp màn hào quang rách nát tiêu tán. Đến tận đây cả tòa tế đàn trận pháp hoàn toàn bài trừ, đã không có một tia năng lượng tồn tại, càn khôn hồ cũng đình chỉ hấp thu, giờ khắc này Dương Nghị Vân lại là cảm nhận được càn khôn hồ bên trong cũng chấn động, lại là không biết đã xảy ra cái gì biến hóa. Suốt năm viên ngũ hành căn nguyên thạch năng lượng lại là không nhỏ năng lượng, cũng đủ càn khôn hồ không gian phát sinh một ít biến hóa. Nhưng là giờ phút này Dương Nghị Vân không có thời gian đi quan sát càn khôn hồ bên trong biến hóa, mà là trước tiên đem ánh mắt đặt ở Điêu Nhi trên người, ở trong lòng hắn Điêu Nhi có thể so càn khôn hồ không gian biến hóa quan trọng quá nhiều. Hương hương! Dương Nghị Vân kêu to một tiếng, lúc này năm tòa tiểu tháp sụp đổ, buộc trụ Điêu Nhi dây xích cũng đã không có tác dụng. Dương Nghị Vân kêu to chung một bước bước lên tế đàn. Giờ phút này Điêu Nhi khôi phục tới rồi miêu mễ lớn nhỏ, toàn thân kim hoàng lông tóc thượng máu động lại thành cái kén, tứ chi như cũng bị pháp liên đâm thủng, ngã vào tế đàn thượng thập phần thê thảm. Hương hương, Dương Nghị Vân run rẩy xuống tay đem Điêu Nhi bế lên. Nhìn Điêu Nhi thê thảm, Dương Nghị Vân thật sự là đánh tâm nhãn đau lòng, ôm hôn mê Điêu Nhi Dương Nghị Vân hai mắt đỏ bừng gần từng chữ, Bạch Giao Long Vương phát thảo đại gia. Người nếu chết ở lên trời lộ đảo cũng thế, nếu là không chết thành, ngày nào đó tái kiến, tiểu gia tất nhiên đem ngươi lột da rút gân. Hắn trước nay luyến tiếc mắng to Điêu Nhi, bị Bạch Giao Long Vương làm thành như vậy thê thảm bộ dáng, đang đau lòng Điêu Nhi đồng thời, Dương Nghị Vân càng thêm hận Bạch Giao Long Vương. Điêu Nhi hơi thở thực mỏng manh, hiển nhiên là bị trường kỳ tia, a tấn gây ra, Dương Nghị Vân giơ tay ở xích sắt thượng chậm rãi hướng về bên ngoài rút. Đã không có trận pháp lúc sau xích sắt cũng mất đi tác dụng, cũng bị càn khôn hồ cắn nuốt mặt trên lực lượng, lúc này nhưng thật ra ngươi sẽ không đối Điêu Nhi tạo thành uy hát yêu ta. Phụt! Điều thứ nhất xích sắt bị hắn rút ra tới. Giống, phốc! Sau đó rút ra xích sắt thời điểm đau đớn làm Điêu Nhi thức tỉnh lại đây, khá vậy liền ở đồng thời, Điêu Nhi phát ra một tiếng gầm rú, bỗng nhiên một móng vuốt vỗ vào Dương Nghị Vân trên mặt. Tức khắc Dương Nghị Vân trên mặt nóng lên có máu chảy ra. Hắn mặt bị Điêu Nhi sắc bén một chảo đánh ra vài đạo thật sâu miệng vết thương máu tức khắc giàn giụa, miệng vết thương rất sâu, cũng một trận nóng bỏng đau đớn, nhưng là Dương Nghị Vân lại là hồn nhiên bất giác giống nhau, không để ý, tùy ý máu lưu lạc, điểm này thương không có việc gì, pháp lực vận chuyển dưới miệng vết thương thực mau là có thể dung hợp. Chủ yếu là hắn đau lòng Điêu Nhi. Hương hương là ta hắn ra tiếng nói chuyện, giờ phút này nhìn Điêu Nhi đôi mắt lại là nhìn đến một mảnh đỏ đậm chi sắc tràn ngập địch ý. Tiểu tâm liền vào giờ phút này thần ma điểu vội vàng nhắc nhở. Điêu Nhi một chảo lần thứ hai đâm lại đây, phụt một chút đâm vào Dương Nghị Vân ngực thượng. Dương Nghị Vân không phải không thấy được Điêu Nhi lần thứ hai huy chảo, nhưng cũng không có tránh né, như cũ tùy ý Điêu Nhi một kích đâm vào hắn ngực, kỳ thật nhìn hung hiểm, kỳ thật hắn biết Điêu Nhi tứ chi thượng giờ phút này bị xích sắt xuyên thấu bị thương, cũng phát huy không ra bao lớn uy lực, nếu không hắn biết rõ Điêu Nhi sắc bén móng vuốt có kiểu gì uy lực, không dám không né. Sở dĩ không nhiều, là bởi vì hắn trong lòng cảm giác là hắn không có chiếu cố hảo Điêu Nhi, làm hắn bị như vậy trọng thương cùng cực khổ, bị Điêu Nhi liên kích, đều không tính trong mắt, chỉ là có chút đau đớn,
nhưng là thân thể thượng đau đớn, càng vốn không có trong lòng trọng. Tùy ý Điêu Nhi đâm vào hắn ngực, nhưng cũng chỉ là đâm vào đi nửa tấc mà thôi, bởi vì hắn cảm nhận được Điêu Nhi lợi chảo giờ phút này mềm yếu vô lực, cũng không có bất luận cái gì pháp lực tồn tại. Hơn nữa hắn nhìn chằm chằm Điêu Nhi đôi mắt nhìn lại tất cả đều là địch ý cùng mê loạn chi sắc. Tiểu tử ngươi điên rồi đi, cũng không né một chút, Điêu Nhi nhìn qua trường kỳ bị nhốt áp kết quả làm nó ý thức bị lạc, căn bản phân biệt đừng không ra ngươi là ai. Trong ánh mắt chỉ có lửa giận địch ý, giết ngươi tiểu tử đều có khả năng. Thần ma điểu nói, Dương Nghị Vân lại há có thể không rõ này đó, chẳng qua hắn như thế trong lòng mới có thể dễ chịu điểm. Hương hương là ta, ngươi tỉnh tỉnh. Dương Nghị Vân không đi để ý tới bị Điêu Nhi đâm vào ngực một chảo, tùy ý máu tươi chảy xuôi, hắn hiện tại chỉ nghĩ đánh thức Điêu Nhi tràn ngập phẫn nộ ý thức. Nói chuyện chi gian Dương Nghị Vân cũng một cổ nhu hòa pháp lực độ nhập ở Điêu Nhi trong cơ thể, nhẹ giọng kêu gọi khởi tới rồi tác dụng, ngay sau đó Điêu Nhi đỏ đậm hai mắt có một lần chỉ đột, ngay sau đó lại là chậm rãi lui tan đỏ đậm cùng lệ khí. Chi! Điêu Nhi phát ra một tiếng bình thường tiếng kêu, hai mắt khôi phục màu đen. Cùng Dương Nghị Vân bốn mắt nhìn nhau. Hương hương, chi, ca, ta rất sợ hãi, ta sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ô ô, ta có phải hay không đang nằm mơ, ta sợ hãi, ca ngươi không cần ngươi khai ta được không? Điêu Nhi rất sợ. Rốt cuộc Điêu Nhi thần trí rõ ràng lên nhận ra Dương Nghị Vân, trong miệng phát ra liên tiếp tiếng kêu, trong ánh mắt để lại nước mắt, nhưng lại là huyết lệ, Điêu Nhi khóc, giống cái hài tử giống nhau. Hòa thân người thất lạc có bị người xấu chộp tới bị rất nhiều khổ, rốt cuộc gặp được người nhà. Chi chi tiếng kêu lúc sau Điêu Nhi lại là miệng phun nhân ngôn, phi thăng lúc sau chính là thật lớn huyết mạch tiến hóa, có thể rõ ràng miệng phun nhân ngôn này thực bình thường. Run giọng đối Dương Nghị Vân nói chuyện khi, tứ chi muốn đi ôm Dương Nghị Vân thời điểm, Điêu Nhi tựa hồ lúc này mới phát hiện nó một móng vuốt thế nhưng đâm vào Dương Nghị Vân trên ngực, mà mặt khác tam chảo bị xích sắt quấn quanh phân lượng thực trọng căn bản là nâng không đứng dậy. Ca, ta, ô ô, giống hài tử giống nhau khóc lóc Điêu Nhi cố hết sức đem này ở Dương Nghị Vân ngực lợi chảo rút ra tới, trong ánh mắt chảy nước mắt tràn ngập tự trách. Dương Nghị Vân lau nước mắt nghe Điêu Nhi nói chuyện, bài trừ một cái mỉm cười nói, ca không có việc gì, không khóc, đều là ca không tốt, ngươi phi thăng lâu như vậy ta mới biết được, làm ngươi bị nhiều như vậy khổ, không sợ a, ca mang ngươi về nhà, về sau không bao giờ sẽ làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Ca. Ta không khóc, ta thực kiên cường, có rất nhiều lần cái kia giao long muốn đánh chết ta, nhưng ta biết ca ca ở tiên giới không tìm được ca ca phía trước hương hương sẽ không chết, hơn nữa hương hương biết ca nhất định sẽ đến cứu hương hương. Ân, ca bảo đảm, về sau trời sập đất lún đều sẽ bảo hộ ngươi. Một người một chồn nói trong chốc lát lời nói, Dương Nghị Vân mới mở miệng nói, hương hương ca muốn đem trên người của ngươi dây xích rút ra, ngươi muốn kiên nhẫn một chút. Ân. Hương hương thực kiên cường Điêu Nhi tuy rằng toàn thân là thương, nhưng giờ phút này trong ánh mắt lại là vô cùng ánh sáng, bởi vì nó tìm được rồi ca ca. Ở Dương Nghị Vân trong tai, Điêu Nhi nói chuyện như cũ là hài tử đồng âm, liền như 10 tuổi nữ đồng nói chuyện. Tiếp được Điêu Nhi khôi phục thần trí lúc sau, Dương Nghị Vân cấp Điêu Nhi ăn vào một giọt sinh mệnh chi thủy, nhất nhất đem Điêu Nhi tứ chi dây xích nhổ, tuy rằng thống khổ nhưng lại một tiếng cũng chưa hố. Cuối cùng một cái hạt sen còn lại là buộc ở Điêu Nhi cổ vòng cổ thượng, Dương Nghị Vân duỗi tay muốn đi bóp gãy xích sắt thời điểm ngoài ý muốn đã xảy ra. Đương hắn vận chuyển pháp lực thời điểm Điêu Nhi đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, cả người đều run rẩy lên. Chi? Dương Nghị Vân vội vàng dừng tay, lại là hoảng sợ, hắn cũng cảm nhận được Điêu Nhi cổ vòng cổ tựa hồ có cường đại pháp lực dao động trực tiếp tiến vào Điêu Nhi trong cơ thể. Lúc này thần ma điểu nói, đây là một loại cao giai vây yêu pháp khí. Có trận pháp khắc văn tồn tại, chỉ cần Điêu Nhi động pháp lực phản kháng hoặc là lọt vào ngoại lực phá hư, vậy yêu pháp khí thượng khắc văn trận pháp liền sẽ khởi động do đó công kích Điêu Nhi. Hơn nữa là thân thể cùng yêu hồn thượng song trọng công kích, không thể dùng sức mạnh, nhớ tới hắn biện pháp đi. Dương Nghị Vân nhíu mày, thực hiển nhiên cái này vậy yêu vòng cổ là Bạch Giao Long Vương thủ đoạn, lấy lực lượng đối vây yêu vòng cổ không có biện pháp, nhập cổ tiếp tục dùng sức mạnh cuối cùng chỉ biết thương đến Điêu Nhi. Thân thể thương thế nhưng thật ra hảo thuyết, mấu chốt thương đến Điêu Nhi yêu hồn liền không hảo. Vốn dĩ hắn tưởng chờ sư tỷ tiến đến, chính là ngẫm lại cái này vây yêu vòng là Bạch Giao Long Vương bút tích, liền tính sư tỷ tiến đến hỗ trợ có lẽ cũng không có gì dùng. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, Dương Nghị Vân nghĩ tới Càn Khôn Hồ thượng. Càn Khôn Hồ cắn nuốt hết thảy lực lượng, cái này vây Điêu Nhi vây yêu vòng cổ,
nói đến cùng chung quy là pháp khí liền có năng lượng chống đỡ, nếu là đã không có bên trong năng lượng chống đỡ, tự nhiên cũng liền không phải pháp khí. Hơn nữa Dương Nghị Vân quyết định thử xem càn khôn hồ có phải hay không có thể tùy tâm cho nên làm hắn khống chế lực cắn nuốt. Lập tức đối Điêu Nhi nói, Hương Hương ca ca thử xem biện pháp khác, phá giải ngươi trên cổ vây yêu vòng cổ, ngươi một hồi nếu là cảm nhận được có bất luận cái gì không khỏe liền cho ta nói, ngàn vạn đừng cậy mạnh, nếu mở không ra, chúng ta liền đi về trước, đến lúc đó tưởng biện pháp khác, nhất định có thể mở ra biết sao. Ân, ca ta biết, kỳ thật mở không ra cũng không có việc gì, dù sao ta cũng có thể tự do hoạt động. Điêu Nhi thực thông minh, này một phen lời nói chỉ là không nghĩ làm Dương Nghị Vân lo lắng. Mà Dương Nghị Vân có gì nếm không biết Điêu Nhi ý tưởng. Vây yêu vòng cổ ở trên người sao lại không có việc gì. Nếu là Bạch Giao Long Vương không chết ở lên trời lộ, trở về lúc sau, chỉ cần niệm niệm pháp chú, liền tính là Điêu Nhi đang ở ngàn vạn dặm ở ngoài, làm theo vẫn là sẽ bị khống chế, đây là Dương Nghị Vân tuyệt đối không thể tiếp thu. Đừng lo lắng, ca ca nhất định có thể mở ra. Dương Nghị Vân an ủi một tiếng, chỗ sâu trong tay trái nắm chặt ở Điêu Nhi cổ vây yêu vòng thượng. Trong lòng vừa động pháp lực thúc dục càn khôn hồ, trong lòng mặc niệm một tiếng, cắn nuốt. Ngay sau đó chỉ cảm thấy cánh tay trái một trận cực nóng, càn khôn hồ đồ án kim quang chợt lóe, tức khắc Dương Nghị Vân liền cảm nhận được nắm chặt vây yêu vòng cổ thượng truyền đến một cổ năng lượng tiến vào càn khôn hồ. Hắn trong lòng đại hỉ, hiệu quả nhiên hắn cũng có thể tự nhiên sử dụng càn khôn hồ cái này cắn nuốt công năng. Mà Điêu Nhi cũng không có phát ra kêu thảm thiết cùng dị thường. Dương Nghị Vân thúc giục càn khôn hồ, gần 10 tức lúc sau, trong tay nắm chặt vây yêu vòng cổ liền phát ra một tiếng, răng rắc. Thành.